Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 31. Chương 301: Căn cứ huấn luyện. Mùa xuân năm 68 hiến lịch 37, ẩn mình giữa khu rừng phía bắc Nam Khoa Châu tinh cầu S1 là vô số tòa kiến trúc không bao giờ xuất hiện trên bản đồ định vị dân dụng. Có thể nghe rõ những tiếng khẩu lệnh, những tiếng bước chân đều đặn trong buổi sáng bình minh. Thi thoảng cũng có thể nghe thấy những tiếng súng trầm đục vọng lên từ phía lòng đất bên dưới. Đây vốn dĩ là một phân bộ của căn cứ lắp ráp tổng trang trực thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang. 70 năm trước đã được chuyển đổi thành căn cứ huấn luyện của quân đội. Hầu như các anh hùng trong các cuộc chiến giữa Liên bang và Đế quốc đều đã được huấn luyện tại đây. Đợt diễn tập chống khủng bố lớn nhất trong năm nay cũng vừa được diễn ra ở đây. Dù cả bốn quân khu tranh nhau đưa người của mình vào, giằng co bất phân thắng bại, nhưng những vị tướng lĩnh cao cấp vẫn có thể chọn ngọc trong đá từ những binh lính để đưa người mình đến đây tham gia diễn tập. Đối với bọn họ mà nói, những thanh niên ưu tú này chính là lực lượng hậu bị tốt nhất của liên bang. Vì vậy dù buổi diễn tập đã kết thúc nhưng những vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng vẫn chưa trở về đơn vị của mình mà vẫn lưu lại căn cứ huấn luyện. Sâu bên trong căn cứ có một khu nhà phủ đầy dây leo xanh mướt nhưng lại vô cùng kín đáo. Từ căn phòng hội nghị tối om, có thể nghe thấy những tiếng người thở đều đều cùng với mùi mồ hôi đàn ông nhẹ nhẹ nhưng chẳng nhìn rõ mặt mày một ai. Thứ ánh sáng duy nhất có trong căn phòng chính là cái màn hình phía trước. Hình như đang có rất nhiều người đang tập trung xem phim. Nhưng e rằng, quân nhân liên bang dù có chấp hành kỷ luật nghiêm chỉnh đến cỡ nào thì lúc xem phim chắc cũng không thể im ắng, trầm lặng đến mức này. Ngoài tiếng thở nhẹ và mùi mồ hôi ra, phòng hội nghị hầu như chẳng hề có dấu hiệu gì chứng minh có sự tồn tại của con người ở trong đó. Ánh sáng từ màn hình xuyên qua đám khói mỏng trong phòng tối tỏa ra nhẹ nhẹ. Thứ đang được trình chiếu không phải là một bộ phim mà là một đoạn video được đánh dấu tuyệt mật. Đoạn video hơi mờ và chất lượng quay cũng có vẻ không tốt. Phần thời gian hiện trên góc phải màn hình là vào 5 tháng trước, khoảng đầu tháng 1. Trên màn hình là một tên đội mũ, mặc quần áo cảnh vệ, tay kéo theo chiếc ba lô lớn đang thẳng tiến trong một khu nhà. Bởi vì hắn cứ luôn cúi đầu, giấu khuôn mặt dưới vành mũ nên chẳng ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thực sự của hắn. Trên cuộn băng theo dõi bắt đầu vang lên tiếng còi cảnh báo. Theo mệnh lệnh chỉ huy, vô số cảnh vệ từ khắp nơi dồn về, bao vây kẻ đột nhập. Đúng lúc đó, kẻ đột nhập bắt đầu tăng tốc. Tốc độ di chuyển của hắn còn khiến cho cả những người đang ngồi theo dõi trong phòng tối cùng phải hoa mắt. Kẻ đột nhập rút ra hai khẩu súng lục loại nhẹ và bắt đầu nổ súng, bắt đầu bỏ chạy, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma trong khu nhà. Từng phát một hắn lạnh lùng hạ gục kẻ thù rồi lại ẩn nấp, rồi đạn bay về phía góc nhà. Chỉ vừa kịp thấy bụi dưới chân hắn bay lên nhẹ nhẹ, rồi cả cái thân hình đó đã lướt qua trần nhà, khéo léo tránh được cơn mưa đạn dày đặc, tấn công vào chính giữa đội hình. Màn hình hội nghị nhanh chóng bị chia thành nhiều ô nhỏ. Camera theo dõi đang bám sát hắn từ mọi góc độ đồng thời cùng truy tìm nguồn gốc của những tiếng súng trường trầm đục thỉnh thoảng lại vang lên từ bên ngoài khu nhà. Hình như cũng đang có người giúp hắn yểm trợ. Cứ một phát súng vang lên là một tên cảnh vệ lại ngã xuống. Những người ngồi trong phòng hội nghị vẫn giữ vững sự im lặng của mình. Ngoài tiếng thở vẫn đều đều nhẹ nhẹ, thi thoảng chỉ nghe thấy những tiếng rít thuốc khe khẽ. Trên màn hình, khói bụi cũng mịt mờ. Kẻ đột nhập dường như đang bị dồn vào chân tường nhưng không hiểu tại sao, hắn lại lặng lẽ đứng dậy, bước xuyên qua lớp khói đặc, tiến thẳng vào khu đông tam. Hơn nữa, khẩu súng trên tay hắn dường như đã được thần linh giúp đỡ, cứ ngắm thẳng vào quân địch sau màn khói mờ mịt mà lạnh lùng bóp cò. Cuộn băng được phát đến đây thì phòng hội nghị cuối cùng cùng thêm được những tiếng động mới, tiếng xê dịch ghế. Có lẽ những người đang ngồi xem băng không còn có thể khống chế được sự kinh ngạc của mình nữa. Bên cạnh chiếc máy chiếu, màn hình phụ trợ vẫn không ngừng tiến hành giải thích phân tích hành động, chiến thuật. Những dòng chỉ tiêu số liệu xuất hiện liên tục, ào ào như thác. Tất cả lộ trình, đường bay của đạn, thời gian dừng ở mỗi khu thậm chí đến cả việc đặt bom.
những tấm bản đồ tình báo tất cả đều được mổ xẻ cặn kẽ. Cuốn băng vừa phát xong, cả căn phòng hội nghị lập tức bừng sáng. Căn phòng rộng lớn hầu như vẫn không có quá nhiều tiếng động. Tất cả những quân nhân mặc quân phục màu xanh sẫm màu đều đang nheo mắt nhìn chậm chậm vào màn hình. Dường như bọn họ vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa diễn ra lúc nãy. Một số người bắt đầu sờ túi, rút ra bao thuốc, châm lửa hút. Trong tích tắc, khói trong phòng càng trở nên dày đặc hơn, ngột ngạt hơn. Những quân nhân ưu tú đến từ khắp các quân khu trong liên bang đều đang lặng lẽ hút thuốc. Một mặt nghĩ xem căn cứ huấn luyện cho mình xem cuốn băng này với dụng ý gì. Một mặt vẫn còn bị ảnh hưởng từ tính chân thực của cuộn băng vừa xem lúc nãy. Kẻ đột nhập trong cuốn băng xem ra còn khá trẻ, dáng người tầm thước, mặc bộ đồ cảnh vệ sẫm màu. Mặc dù động tác chiến thuật của hắn có vẻ không chuyên nghiệp nhưng mỗi lựa chọn tấn công của hắn đều nhanh nhẹn và cực kỳ chuẩn xác. Ngoài ra hắn còn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cái sức mạnh này thực sự khiến cho những người theo dõi phải hoang mang. Cả cái tên xạ thủ tham gia giữa chừng cũng là một quái nhân thực thụ. Mặc dù không phải tất cả những người theo dõi đều nhận ra khẩu súng cỡ lớn xuất hiện trong cuốn băng chính là khẩu ACVW huyền thoại, nhưng những dòng chủ thích về trọng lượng của khẩu súng cũng phải khiến tất cả bọn họ phải thán phục. Tại sao một chàng trai mảnh rẻ lại có thể vác khẩu súng nặng 21kg trèo tường, chui lỗ nhanh, nhẹn đến như vậy? Không cần nói đến chuyện trong những phút cuối cùng, cũng chỉ có chàng trai và khẩu súng ấy mà lại có thể trở thành bức tường lửa cứng rắn chặn đứng trước khu Đông Tam. Nếu như nói những biểu hiện của hắn lúc còn phục kích bên ngoài tòa nhà là tố chất vốn có của một quân nhân được đào tạo bài bản thì chuyện một mình hắn chấn giữ được cả ba con đường bằng một khẩu súng đã chứng minh khả năng chơi súng của nhân vật này đã đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Con người này khiến người ta thán phục, vậy còn con người kia thì sao? Hắn bước đi trong mưa bom bão đạn thản nhiên như đang chơi một trò chơi, nhấc tay là lấy đi một mạng người. Đừng nói là hắn không có kính hồng ngoại, cho dù hắn có kính hồng ngoại thật thì giữa làn khói dày đặc của đạn khói quân dụng, hắn cũng không thể làm được những hình ảnh chỉ diễn ra trong phim như thế. Con người tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Chính vì vậy mới có một số vị quân nhân nảy sinh suy nghĩ hoài nghi về tính chân thực của cuộn băng này. Một nữ thượng úy bước lên bục diễn thuyết, chau mày nhìn đám người vẫn đang trầm ngâm hút thuốc bên dưới, phẩy phẩy tay thật mạnh như muốn xua hết tất cả đám khói ngột ngạt này ra ngoài. Mặc dù lúc này tâm trạng cô cùng chẳng thoải mái gì, nhưng đứng trước những bảo bối của các quân khu, trọng điểm bồi dưỡng của quân đội liên bang, cô không thể tùy tiện mà nổi giận được nên chỉ dám cúi mặt bắt đầu đưa ra những tài liệu mà cấp trên giao cho. Ngón tay thon dài của nữ thượng úy lướt nhẹ trên đầu tiếp xúc. Màn hình bắt đầu hiện ra một số hình ảnh thi thể và những bức tường đổ nát. Nữ quân nhân tay cầm bút chiếu sáng, chỉ lên một phần be bét máu trên bức hình, nói, số 1 chết ngay sau đòn đầu tiên, xương hầu gãy hết, số 2 bị bắn một phát vào thái dương, xương sọ nứt vỡ, xuất huyết não. Theo như những báo cáo của bên pháp y thì lực nắm đấm tay phải của người này đạt tới. Phần cứng nhất trên cơ thể con người chính là xương sọ. Chỉ một đấm mà có thể đánh vỡ xương sọ, làm đứt mạch máu, không biết phải dùng đến bao nhiêu sức mạnh. Đám quân nhân vừa thoát được khỏi cảm giác kinh ngạc, đang chuẩn bị quay sang nhau bàn luận mấy câu, nghe thấy những báo cáo của nữ thượng úy không khỏi ngỡ ngàng, nét mặt căng thẳng, toàn thân đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Nạn nhân số 3. Các vị hãy xem qua một chút số liệu phân tích. Mỗi khi quyết định nổ súng, hắn đều giữ vững tốc độ mỗi giây 1 mét. Không tăng cũng không giảm. Các vị có thể nghĩ rằng hắn ngắm không chuẩn nhưng thực tế, theo báo cáo của phòng kiểm nghiệm học viện quân sự thì tốc độ phản ứng của người này đã phá vỡ. Nữ thượng úy trình bày nốt báo cáo phân tích số liệu của mình rồi bước xuống bục. Tất cả đám quân nhân bên dưới đều đang đắm chìm suy nghĩ. Điếu thuốc trong tay đã cháy hết nửa. Lúc này, bọn họ đều tin rằng những thứ mình vừa xem trong cuốn băng theo dõi là thật. Bộ quốc phòng chẳng có lý do gì để tập trung tất cả tinh anh của quân đội lại đây, rồi đưa ra một loạt những số liệu và hình ảnh giả tạo cả. Hàng phía sau cùng, nãy giờ chỉ có duy nhất một viên quân nhân là vẫn giữ được thái độ bình thản, chứ không kinh ngạc hay chau mày như những người khác. Đúng lúc này thì viên chỉ huy căn cứ huấn luyện bước lên bục. Người đàn ông trung niên đeo kính này chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua những con người bên dưới rồi chậm chậm nói, nhưng điều mà các vị vừa nghe thấy, vừa nhìn thấy đều là bí mật của liên bang.
Có lẽ các vị đều biết mình nên làm gì. Các vị có thể bàn luận, nhưng tất cả chỉ được hạn chế trong phạm vi phòng hội nghị này. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Viên chỉ huy căn cứ vẫn lạnh lùng, nói, tôi biết trong các vị vẫn đang có người nghi ngờ tính chân thực của cuốn băng này. Nhưng hãy tin rằng quân đội liên bang vẫn chưa nhàn rỗi đến mức ấy đâu. Dừng lại một lúc, ông giơ tay chỉ những nhân vật xuất sắc trong đạt diễn tập đang ngồi bên dưới. Quát, mấy tên tiểu tử các ngươi dù có thể hiện tối trong đợi diễn tập chống khủng bố thì cũng đừng vội kiêu ngạo. Hôm nay, cho các ngươi xem cuốn băng này để cho các ngươi thấy phần tử khủng bố thực sự là như thế nào. Để cho các ngươi biết nếu như trong chiến đấu thực tế, các ngươi phải đối diện với phần tử khủng bố như thế này thì liệu các ngươi có còn được vểnh mặt ngồi đây không? Viên quân nhân hiền hậu ngồi hàng cuối cúi đầu khẽ mỉm cười. Tất cả những người đang ngồi trong phòng hội nghị này đều là những nhân vật vô cùng lợi hại trong quân đội. Nhưng hai con người vừa xuất hiện trên màn hình kia, một là tên quái vật có thể cầm hòa với Lý Cuồng Nhân, còn một tên lại là học viên hàng đầu tốt nghiệp từ Học viện Quân sự một đồng thời cùng lúc được huấn luyện bởi cả chính phủ liên bang lẫn phiến quân. Kiểu so sánh này quả thực không công bằng chút nào. Bộ Quốc phòng cho bọn họ xem cuốn băng này tuyệt đối không đơn giản chỉ là với mục đích nhắc nhở. Chỉ có điều, đám quân nhân này không hề hay biết điều ấy. Bọn chúng vẫn đang chau mày suy nghĩ những điều mà viên chỉ huy vừa nói. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một kết luận là nếu như phải đối mặt với hai tên khủng bố như trong cuốn băng, quân số đông hơn rất nhiều thì có lẽ vẫn còn có hy vọng chứ nếu quân số tương đương hay chỉ nhiều hơn một chút với trong băng thì một chút xíu hy vọng cũng không có. Các người có người đến từ Tây Lâm, có người đến từ quân khu số 4, có người lại là bảo bối của hạm đội liên bang. Bình thường trong đội, cấp trên vẫn coi các người như báu vật mà yêu thương, che chở. Nhưng bước ra chiến trường thực sự, các người không thể yếu ớt như những bảo bối thực sự. Viên chỉ huy căn cứ lạnh nhạt nhìn đám quân nhân cao cấp bên dưới rồi lại quay sang những chiến sĩ nòng cốt của quân đội, lớn tiếng quát. Bộ giữ các ngươi lại là muốn cho các ngươi trở thành những quân nhân mạnh mẽ nhất. Nhiệm vụ học tập của tuần này là phân tích cuốn băng. Chia thành 5 nhóm nhỏ viết ra, bản thu hoạch rồi cuối cùng giao lại cho máy tính bình chọn. Viên thiếu tướng cúi đầu sắp xếp lại tài liệu nhưng vẫn ngầm theo dõi phản ứng của đám quân nhân bên dưới. Đám quân nhân ban đầu còn có vẻ ngạc nhiên, sau thái độ đó chuyển dần sang bất mãn, khó chịu. Nhưng tất cả những phản ứng này đều không nằm ngoài tầm dự đoán của ông. Khóe môi ông khẽ hiện ra một nụ cười nhẹ nhẹ, lòng thầm nghĩ nếu như đưa cả những số liệu và cái nắm đấm cuối cùng đấm vỡ cửa an toàn của cái gã tên Hứa Nhạc ra thì không biết đám binh lính này còn có giữ được chút tự tin cuối cùng nữa hay không. Viên thiếu tướng xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng hội nghị. Đám quân nhân thường ngày mắt treo trên tận đỉnh đầu thì vẫn ngồi lại bên trong. Lúc nãy viên thiếu tướng đã nói rất rõ, có muốn bàn luận gì thì chỉ được trong phạm vi căn phòng. Là quân nhân liên bang, bọn chúng đương nhiên là phải tôn trọng những quy định bảo mật này. Tiếng bàn luận bắt đầu vang lên rào rào. Nội dung chính đương nhiên vẫn xoay quanh nội dung cuốn băng. Đám binh lính ưu tú thì vẫn chưa hiểu rõ cái gã được định nghĩa là phần tử khủng bố xuất hiện trong cuốn băng là xuất thân từ đâu. Bọn chúng chỉ đang kinh ngạc với cái thái độ tin tưởng mà hai kẻ đột nhập thể hiện với nhau trong một hoàn cảnh gần như là tuyệt vọng như trong khu nhà. Kiểu người thế này chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Nếu như trong đám đồng đội của bọn họ có được những nhân vật như thế này thì hạnh phúc biết mấy. Chu Ngọc, chúng ta hợp thành một đội đi. Mặc dù chỉ là tác chiến giả, nhưng nếu chỉ dựa vào 5 người để đối phó với hai kẻ này thực sự cũng có chút khó khăn. Tôi thực sự không tự tin chút nào. Một viên quân nhân đến từ doanh robot đặc chủng quân khu Tây Lâm mỉm cười, bước về phía hàng ghế cuối cùng vỗ vai người quân nhân hiền hậu có tên Chu Ngọc, thấp giọng, nói, không phải trước khi đến đây Chu Cẩn đã dặn dò anh là phải chăm sóc tôi sao? Nửa năm trước, Chu Ngọc đã kết thúc kế hoạch toàn tài ở Bộ Công trình Quả xác và tốt nghiệp Học viện Quân sự 1 với điểm số cao nhất. Hiện tại, hắn đang là một thành viên của quân khu 1, đợt diễn tập chống khủng bố vừa rồi. Hắn xếp thứ 2 trong tổng bộ tham mưu nên được Bộ Quốc phòng giữ lại, coi như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Hôm nay phải đối mặt với một đề bài khó như thế này. Một người có năng lực chỉ huy xuất sắc như hắn đương nhiên trở thành nhân vật lựa chọn đầu tiên của đội. Hắn mỉm cười, gật gật đầu. Nhìn thấy hắn đồng ý với thỉnh cầu của viên quân nhân đến từ Tây Lâm,
mấy vị lãnh đạo vừa bước tới hàng ghế cuối không khỏi nhăn mặt thất vọng bỏ đi. Đợt diễn tập lần này, người đạt thành tích cao nhất của Tổng bộ Tham mưu là một quân nhân họ Viên. Nhưng không hiểu vì lý do gì, quân nhân họ Viên ấy lại không đến căn cứ huấn luyện nên người xếp vị trí thứ hai Chu Ngọc là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả mọi người. Nhưng hắn chưa gì đã bị quân khu Tây Lâm cướp mất. Bảo sao, mấy vị lãnh đạo kia lại không cảm thấy thất vọng cho được. Đúng lúc này thì một viên quân nhân dáng người to lớn, vẻ mặt dữ tợn ngồi chính giữa đột nhiên đứng dậy, nói, theo như tôi thấy, cứ coi như cuốn băng này là thật thì cái đề bài này cùng chẳng có ý nghĩa gì. Hai tên phân tử khủng bố này có lợi hại đến cỡ nào, chúng ta chỉ cần mang con robot M-37 đến đây, bọn chúng cũng biến thành thịt xay hết. Câu nói này đương nhiên nhận được sự tán đồng từ không ít người. Dù sao cũng là thời đại của máy móc, năng lực chiến đấu của hai kẻ khủng bố kia dù có mạnh đến đâu thì cũng làm sao địch được nổi với cỗ máy được mệnh danh là mạnh nhất liên bang này. Nghe thấy hai chữ robot, Chu Ngọc đang cắm cúi chép lại đề bài cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt hiền dịu của hắn đột nhiên xuất hiện những tia cảm khái kỳ lạ. Hắn nhớ căn cứ Cựu Nguyệt, nhớ đỉnh Sơn Mạch Tạp Kỳ, nhớ con robot Tiểu Bạch Hoa phiêu diêu bên vách núi, và nhớ cả cái gã thần kinh không bình thường ngồi bên trong nó nữa. Nhìn tên quân nhân ngồi hàng ghế giữa, Chu Ngọc không khỏi có chút thương cảm. Nếu như tên quân nhân đó biết rằng cái gã mà hắn coi thường ấy có thể điều khiển robot đánh thắng được Lý Quần Nhân của phía thành Lý gia thì không biết hắn có còn tiếp tục ý vào cái mác phi công đặc chủng để mà hoành hoang nữa không. Lâm Viên đặc khu thủ đô. Hôm nay Châu Úc quyết định sẽ không ngồi trong chúc cư nữa. Mặc dù cô thích dòng nước ở đó, thích những chiếc lá nổi bập bềnh trên mặt nước, thích ngắm ngọn núi trắng và ngọn đèn đêm ngoài cửa sở. Nhưng việc hôm nay cô muốn nói rất quan trọng, cho nên cô lựa chọn căn phòng kín đáo nhất trong Lâm Viên. Có lẽ chỉ có ngồi ở Lâm Viên, tại nhà của một người như Lâm Bán Sơn, cô mới không phải lo lắng câu chuyện hôm nay sẽ không bị chính phủ liên bang, quân đội hay vị phu nhân mà cô vẫn luôn kính sợ nghe. Cô cũng biết cuộc sống của tôi trong ngôi nhà này cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi không phải như anh cả, không công ăn việc làm, lợi nhuận hàng năm đều phải chuyển vào quỹ, số tiền mà tôi được cầm trong tay không vượt qua 1.000 vạn. Chàng trai ngồi bên kia bàn khoác trên mình bộ vest đắt tiền, nét mặt đầy vẻ trầm ngâm. Khuôn mặt phong trần sớm đã bị những áp lực tâm lý mấy tháng nay làm cho tiểu tụy. Châu Úc vẫn im lặng nhìn hai con cá thanh long bơi qua bơi lại trong bể. Bộ lễ phục màu đỏ hôm nay cô mặc không những trang trọng mà còn được tô điểm thêm bởi vẻ lạnh lùng, thở ơ giữa hai chan mày. Là người thừa kế thứ hai của Thiết Toán Lợi gia, cho dù anh có bị tước bỏ quyền thừa kế ngay lập tức thì tôi tin rằng mấy năm nay anh cũng có trong tay không ít tiền. Cô xoay người, lạnh lùng nhìn Lợi Hiếu Thông, nói, anh đã đầu tư 500.000 vào anh ấy. Nếu như anh ấy chết hoặc bị nhốt vĩnh viễn ở một nơi không ai biết đến thì không phải khoản đầu tư này cũng biến mất vĩnh viễn sao? Tại sao anh không thử đánh cược thêm một lần nữa? Trò chơi này đã đến mức nào? Cô phải rõ hơn tôi chứ. Đây không phải là nơi mà tiền có thể phát huy tác dụng, trừ phi những người thuộc tầng lớp trên có cách của riêng mình. Lợi Hiếu Thông nhìn đĩa đồ ăn trên bàn nhưng chẳng thèm động đũa, trầm giọng nói. Dù cha cô đã ngồi lên cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng cái lợi thế để cô nói chuyện với thái phu nhân lại ngày một giảm đi. Châu Úc quay trở lại chỗ ngồi, khẽ chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ lướt qua một tia lạnh nhạt. Tôi biết trên kia đã bắt đầu có động tĩnh rồi, cho nên mới chủ động tìm anh nhờ trợ giúp. Hôm kia bên căn cứ huấn luyện mới phát lại một phần của cuộn băng. Tôi cứ cảm thấy là những vị đứng đầu quân đội đang thăm dò điều gì đó. Đã mấy tháng trôi qua kể từ sau sự kiện Quỹ Cơ Kim Hội Hòa Bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Trong hơn 100 ngày đó, những điều tra của liên bang về vụ khủng bố mang tính nghiêm trọng lần này dường như đang dần dần bước vào một cái đầm lầy chết. Bất luận là phản ứng của nhân dân liên bang có mạnh mẽ, có dữ dội đến thế nào thì việc điều tra của chính phủ liên bang vẫn được bó hẹp nghiêm ngặt trong một phạm vi nhỏ. Công tác bảo mật được thực hiện rất dốt nên cho đến hôm nay, đa số những người trong liên bang đều không biết rằng hôm ấy trong Cơ Kim Hội đã xảy ra việc gì, nghị viên Mạch Đức Lâm vì sao lại chết và hung thủ là ai. Tất cả thông tin đều được giấu kín, nhưng vị đại tiểu thư lạnh lùng, kiêu ngạo, nhạy cảm nhà họ Châu vẫn đánh hơi thấy được sự khác lạ. Đằng sau câu chuyện được giấu kín này sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra.
Một là chính phủ liên bang vì muốn làm êm chuyện này sẽ giết chết hai nhân vật nam chính trong im lặng. Còn trường hợp thứ hai là tìm mọi cách bảo vệ họ đến cùng. Nghe những lời Châu Úc vừa nói, Lợi Hiếu Thông ngẩng đầu, nhìn cô một cách kinh ngạc. Đương nhiên, đón nhận ánh mắt của hắn vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ đã không còn giấu nổi vẻ lo lắng. Hắn đã từng thích cô gái mặc áo đỏ này, duy là câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Hắn cũng quên mất rồi, nhưng dù sao hắn vẫn không thể ngăn được mình quan tâm đến cô. Lợi Hiếu Thông cũng có thân phận quân nhân, mặc dù rất ít khi mặc quân phục và cũng rất hiếm qua lại quân khu 1, nhưng hắn hiểu rất rõ kỷ luật quân đội được thực thi nghiêm ngặt đến mức nào. Nội dung giảng dạy của căn cứ huấn luyện Bộ Quốc phòng từ xưa đến nay luôn là bí mật. Nếu như nội dung đó thực có liên quan đến đoạn băng theo dõi thì e rằng, dù cô có là con gái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không bao giờ biết. Cha cô chắc không bao giờ phạm phải những sai lầm kiểu này. Hãn ngừng lại đôi chút, hơi cúi đầu, bắt đầu động đũa gắp hai miếng thanh phiến đặt trước mặt nhưng vẫn chưa ăn. Tôi có nguồn tin của riêng mình. Châu Ức mỉm cười nhìn hắn nói, nếu như có người chịu đứng ra giúp thì tôi cũng phải có sự chuẩn bị trước. Vì vậy tôi cần sự hỗ trợ tài chính từ anh. Tôi biết nửa năm nay anh rất khó khăn, nhưng nếu Hứa Nhạc còn sống thì khoản đầu tư của anh mới phát sinh lợi nhuận được. Anh cũng biết anh ấy có tiềm năng phát triển mà. Anh muốn làm chủ Lợi ra thì anh phải mạo hiểm chứ. Không mạo hiểm làm sao có món lời lớn được. Cô không phải là một thuyết khách tốt. Chắc trước đây cô cũng rất ít làm những chuyện như thế này. Lợi Hiếu Thông thản nhiên đáp, chẳng thèm để ý đến vẻ lạnh lùng đang dần quay lại trên khuôn mặt Châu Úc. Gõ nhẹ cây đùa trong tay, hắn nói, trước đây tôi đầu tư vào Hứa Nhạc vì tôi nhìn thấy hắn có khả năng phá vỡ quy tắc giống như chủ nhân của lâm viên này. Bởi vì tôi biết cuộc đời mình không thể chạy theo những quy tắc, nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng khả năng phá vỡ quy tắc của Hứa Nhạc lại lợi hại đến như vậy. Những việc hắn làm không phải ai trong liên bang cũng có thể chịu được. Ánh mắt Lợi Hiếu Thông khẽ ánh lên một tia buồn ảm đạm. Hắn cười chua chát nói, chiếc máy tính mà hắn vứt lại bên ngoài cơ kim hội chính là thứ mà tôi đã mua cho hắn mấy tháng trước. Chính phủ đã lần ra tôi. Đương nhiên, trưởng bối trong nhà tôi đã bảo lãnh cho tôi ra. Nhưng rắc rối lớn thì còn đó mà khoản tiền đầu tư của tôi mang lại thì vẫn còn đó. Nửa năm ở nhà vừa qua của tôi không phải chỉ là khó khăn như cô nói mà gần như là không thể tiếp tục sống được nữa. Hắn phẩy phẩy tay ra hiệu cho Châu Úc đừng nói gì rồi buông đũa, ôm đầu gối cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Tôi thì vẫn cho rằng dù những người của tầng lớp trên có suy nghĩ gì mới thì tiền vẫn chẳng đóng vai trò gì trong chuyện này. Nhưng cô đã kiên định tới như vậy thì khi nào cô cần, tôi sẽ kiếm cho cô. Chương 302, Ngục Khuynh Thành. Sau khi đột ngột phá vỡ sự im lặng, Lợi Hiếu Thông mỉm cười, vỗ vỗ đầu gối. Nhìn Châu Úc nói, quan tâm nên mới lo lắng. Có lẽ trong lòng cô lúc này đang rối rắm lắm. Cô nên hiểu rằng, những người như chúng ta dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể cứu được hắn ra khỏi căn phòng tối ở một nơi không rõ vị trí cụ thể. Người lúc này mà cô nên tìm phải là vị thái tử gia ấy mới đúng. Theo những gì mà tôi được biết thì hai tháng trước hắn đã quay trở về sau núi Mạc Sầu rồi. Châu Úc ngồi trên tấm đệm mềm bên bàn, nhìn ra khu rừng trống trải bên ngoài cửa sổ, chẳng đáp lại lời Lợi Hiếu Phong. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng mệt mỏi lúc này, trong đầu cô đang nghĩ rất nhiều điều, ngay cả Lợi Hiếu Thông bỏ đi lúc nào cô cũng không biết nữa. Cô biết Thái Chi Nguyên đã quay trở về S1, chỉ có điều một năm nay, mối quan hệ của cô với Thái Phu Nhân ngày càng nhạt dần, cho nên cô cũng chẳng thể liên lạc được với ông anh Thái Tử ca ca kia. Chẳng biết hai gã ngốc này bị nhốt ở đâu nữa. Khóe mắt cô ánh lên một tia giận dữ. Hai kẻ đang bị liên bang bí mật giam giữ chắc không biết rằng việc mình giết chết Mạch Đức Lâm mấy tháng nay đã gây ra bao nhiêu rắc rối, còn khiến cô lo lắng đến mức này. Lợi Hiếu Thông đi rồi. Châu Úc vẫn còn ngồi lại một mình trong căn phòng u tĩnh, nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Chỉ sau một lúc hai má cô đã đỏ ửng. Nét xinh đẹp của một cô gái phong tình dường như đều lộ hết ra ngoài. Rồi một lúc không lâu sau, cánh cửa phòng được mở ra khe khẽ và một người đàn ông cao cao gầy gầy bước vào. Nhân vật này ngồi xuống trước mặt cô một cách rất tự nhiên rồi cũng tự rót cho mình một ly, chậm rãi uống, phong thái cực kỳ ung dung. Từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống ghế,
Tất cả những biểu hiện của người đàn ông đẹp trai tuổi chừng 30 này đều lự nhiên như thể hắn chính là người chủ ở trong chính ngôi nhà của mình. Đương nhiên, lâm viên này chính là do hắn mở ra. Châu Úc chậm chạp ngẩng đầu, buông ly rượu trên tay, nhìn nhân vật truyền kỳ được hâm mộ nhất trong đám con cháu thế gia của thất đại gia tộc này, mỉm cười nói, chuyện lần trước nói với anh thấy sao? Lâm Bán Sơn vẫn giữ sự bình thản vốn có, nhìn cô gái trước mặt chưa chồng mà chửa. Những trường hợp như thế này rất hiếm khi xảy ra với đám con cháu thế gia trong liên bang. Mặc dù Châu gia chỉ là gia tộc mới nổi nhưng thiên kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dường như chẳng thèm để ý đến những chuyện mình gây ra trong một năm qua mà vẫn ung dung tự tại đi đây đi đó khắp nơi. Tôi đã từng gặp Hứa Nhạc trên xe lửa, chàng trai đó đúng là không tệ. Hắn mỉm cười, nói, nhưng dù sao trong trí nhớ của tôi, Châu Đại Tiểu Thư là một cô gái lạnh lùng, sẵn sàng ra lệnh cho thủ hạ của mình giết người bất cứ lúc nào mình muốn. Không biết có phải do mang thai hay không mà tự nhiên cô lại trở nên mềm lòng đến như vậy. Châu Úc mỉm cười tự giễu rồi thì thầm như đang tự nói với chính bản thân mình, việc của Hứa Nhạc, tôi vẫn chưa biết được tình hình thực tế. Nhưng hình như bên dinh thự tổng thống và bên nghị viện không có cùng chung quan điểm với nhau, cho nên tôi không hiểu cho lắm. Tôi cũng chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Lâm Bán Sơn chậm rãi nhấp ly rượu trong tay, ra vẻ hưởng thụ rồi nhìn Châu Úc nói, nhưng sự việc liên quan đến liên bang không phải là để cho những người như cô hay như tôi có thể dò la dễ dàng được. Đương nhiên, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng ngành tình báo rất bẩn thỉu, còn bẩn hơn cả cái tầng lớp mà chúng ta đang sống rất nhiều. Vì vậy tôi cũng không muốn nhúng tay vào. Kỳ thực tâm trạng Châu Úc lúc đó cũng có chút hơi căng thẳng. Mặc dù cô đã cùng thai phu nhân tham dự bao nhiêu buổi tiệc trà, gặp gỡ bao nhiêu nhân vật quyền quý và cũng chẳng hề xa lạ với đám con cháu thế gia trong thất đại gia tộc. Nhưng tại sao hôm nay ngồi đối diện với nhân vật nổi tiếng nhất, nhân vật không theo quy tắc nhất thất đại gia tộc liên bang, cô lại thấy bất an đến thế? Đương nhiên, nỗi bất an này được cô che giấu khá tốt sau khuôn mặt lạnh lùng. Ổn định lại nhịp thở của mình, cô mỉm cười, nói, nhưng theo những gì tôi được biết, thì sự kiện Quý Cơ Kim Hội hình như cũng có liên quan đến anh, cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Nhưng nếu như thực sự bọn họ có công với liên bang thì anh cũng vẫn cho rằng họ nên bị nhốt cả đời hay sao? Lâm Bán Sơn nhìn cô bình thản. Cả đời này hắn đã phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió. Mặc dù sự kiện Mạch Đức Lâm cũng làm hắn khốn đốn mấy tháng trời, nhưng dù sao bây giờ cũng là chuyện đã qua. Tâm lý hắn đã kịp trở về trạng thái thanh tĩnh của Cao Sơn Đại Hải. Chỉ có điều nghe Châu Đại Tiểu Thư nói câu này, hắn cũng thấy có chút thú vị. Tôi không phải là Lợi Thất thiếu gia, nên tôi biết rõ nguồn tin của cô không thể biết được những điều này. Hay chí ít là cũng không thể biết được chuyện này có liên quan đến tôi. Lâm Bán Sơn chậm rãi đứng dậy, nói, nếu như đây là ý kiến của Châu Bộ trưởng thì có lẽ cô không cần phải đến đây lòng vòng như vậy, việc gì nên làm tôi đã làm rồi. Chỉ là liên bang vẫn chưa thống nhất được ý kiến nên mới cần đến một kẻ ngoài cuộc như tôi. Thành thực mà nói chuyện này không thỏa đáng chút nào. Chỉ một lát mà bị Lâm Bán Sơn nhìn thấu bao nhiêu việc. Lúc này Châu Úc chỉ còn biết im lặng mà không để ý rằng việc Lâm Bán Sơn tự nhận mình là người ngoài cuộc còn có ý nghĩa khác. Nếu như hắn là người ngoài cuộc thì người trong cuộc có thể thực sự giải quyết chuyện này là ai? Lâm Bán Sơn nói, Lợi Hiếu Thông cho rằng cô nên đi tìm Thái Tử ra nhà thai ra. Nếu như cô không chê, tôi còn một ý kiến nữa cho cô. Châu Úc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, xin cứ nói. Lý Quồng Nhân, Lâm Bán Sơn cầm ly rượu đã vơi gần hết, vừa cười vừa bước ra khỏi cửa, rồi buông một câu mà không biết là người nói hay rượu nói. Tôi nhớ là mối quan hệ của cô và hắn cũng không tệ. Đúng như giới phân tích chính sách từng bình luận, sau khi Tổng thống Mạc Bố Nhĩ nhậm chức, Phó Bộ trưởng phụ trách hậu cần Châu Ứng Dinh cũng đã ngồi lên được cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhân vật này, 3 năm trước vẫn còn là tướng quân chủ nhiệm căn cứ lắp ráp tổng trang của Bộ Quốc phòng. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã thăng liền một lúc 3 cấp để lên được vị trí mơ ước như bây giờ. Đây quả đúng là hiện tượng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Châu gia thì vẫn nằm trong khu đại viện cũ vùng ngoại ô Tây Sơn. Đã khuya lắm rồi Châu Úc mới mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Cha cô vẫn đang đeo kính ngồi đọc báo. Cô muốn nói cho cha biết những chuyện đã bị Lâm Bán Sơn nhìn thấu nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Mấy ngày trước,
Cũng trong căn phòng này, ông đã tiết lộ cho cô nghe những nội tình trong vụ án khu nhà quý cơ Kim Hội rồi dặn cô đi tìm những người ấy nhằm tìm cách cứu Hứa Nhạn. Không biết cha cô làm vậy có phải thực hiện theo nguyện vọng của một phe phái nào đó trong quân đội hay không? Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từng hành động, từng quyết định của ông đều phải thật cẩn thận. Liệu đây có phải là lý do ông khoanh tay đứng nhìn cô bận rộn chạy ngược chạy xuôi không nhỉ? Quan trọng là cha cô làm như vậy là do chịu ảnh hưởng của bên thái phu nhân hay bên văn phòng tổng thống? Thưa cha, con đã về. Châu Úc lẽ phép chào hỏi. Từ hồi có thai rồi lại sống chung với Hứa Nhạc, cô tiểu thư lạnh lùng kiêu ngạo nhà họ Châu đã có sự thay đổi lớn. Có thể bên trong cô vẫn như vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài đã dịu dàng hơn rất nhiều. Châu Bộ trưởng gật gật đầu, chẳng hỏi con gái đi đâu, gặp những ai mà vẫn chăm chú đọc báo. Châu Úc biết cô không thể tìm hiểu thêm được điều gì từ phía cha mình nên đi thẳng lên lầu. Châu Bộ trưởng ngước lên nhìn theo bóng con gái, im lặng hồi lâu, chẳng hỏi câu gì rồi lại cúi đầu đọc báo tiếp. Anh trai của Châu Úc, Châu Hữu 3 tháng trước đã kết hôn, hiện đang sống tại một nơi nào đó trong quân khu số 2 trên S2. Châu phu nhân đã đi ngủ từ sớm. Đám phục vụ và tùy tùng cũng đã lui về hết ký túc xá đằng sau. Ngôi nhà rộng lớn bỗng nhiên im ắng đến đáng sợ. Bước về phòng, Châu Úc mỉm cười hỏi thăm cô bảo mẫu mấy câu rồi mới ghé qua xem đứa bé hôm nay có ngoan không. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của thằng bé đang ngủ trong nôi trẻ em, cô không khỏi bật cười vui vẻ. Châu Lưu Hỏa cũng sắp được 10 tháng rồi. Mặc dù vẫn chưa biết nói nhưng thỉnh thoảng thằng bé cũng bập bẹ được vài âm tiết đơn giản vừa như ma ma mà cũng vừa như ba ba. Cánh cửa căn phòng vừa đóng, Châu Úc liền bê một chiếc ghế ngồi bên nôi, nhìn đứa bé đang ngủ say, nói, tương lai con cũng sẽ tra thành một người đàn ông. Đã là đàn ông thì cho dù không thể đội trời đạp đất thì cũng phải kinh thiên động địa. Khẽ nở ra một nụ cười rạng rỡ, cô cúi đầu, nhìn đứa trẻ, nói, hai người cha của con đã làm một chuyện kinh thiên động địa rồi. Khi đứa trẻ này được sinh ra, trên tất cả giấy tờ, phần người cha đều ghi tên Hứa Nhạc. Nhưng xét trên phương diện huyết thống, đứa bé lại là con trai của Thi Thanh Hải. Chính vì vậy Châu Úc có nói đứa bé có hai người cha cũng là hợp lý. Kéo tấm chăn mềm lên đắp tận cằm đứa bé, Châu Úc mệt mỏi đứng dậy, day day hai bên thái dương căng cứng. Đúng là cô rất quan tâm đến hai cái gã gia hỏa đang bặt vò âm tín kia. Ban đầu cô lo rằng không biết họ còn sống hay đã chết, bây giờ lại lo lắng không biết họ có an toàn hay không. Không lẽ họ sẽ bị chính phủ liên bang nhốt cả đời? Kể ra cũng lạ, người mà cô nhớ nhất bây giờ là Hứa Nhạc chứ không phải khuôn mặt đẹp trai mơ hồ của gã tình một đêm Thi Thanh Hải. Có lẽ giờ này tảng đá cứng đầu Hứa Nhạc đang bị canh phòng cẩn mật trong một căn phòng tăm tối nào đó trong liên bang. Mấy tháng rồi không được ra ngoài ánh sáng, mấy tháng rồi phải chịu sự cô độc cũng như cực hình. Không biết hắn có thể chịu đựng được không? Phòng giam tối tăm bị liên bang canh phòng cẩn mật ấy không phải ở cục hình sự, cũng chẳng phải phòng giam của Bộ Quốc phòng mà là một nhà giam quân sự ở Hồ Lâm Châu trên S1. Nếu so với nhà giam này thì cái tổ hồ ly chuyên giam giữ trọng phạm cũng phải lép vế một bên. Bởi vì nhà giam quân sự này có một cái tên rất kêu, Khuynh Thành. Cổ nhân xưa có câu nhất tiếu khuynh nhân quốc, tái tiếu khuynh nhân thành. Cái tên Khuynh Thành của nhà giam này không hề có cái ý nghĩa lãng mạn như trong thơ mà hàm ý rằng không một ai có thể thoát ra được khỏi nơi này. Đừng nói đến chuyện cứu một người ra khỏi ngục. Nhà giam quân sự này đã có từ thời đại Hoàng Triều hàng vạn năm trước. Năm xưa, nó là nơi Hoàng đế Điện Hạ dùng để giam giữ những kẻ phản loạn. Trải qua bao nhiêu thời gian thăng trầm, nhà giam này không ngừng được gia cố, được bảo vệ bởi những quân nhân lạnh lùng chuyên nghiệp nhất cùng với hệ thống camera giám sát hiện đại nhất nên càng trở nên nghiêm ngặt đáng sợ hơn trước rất nhiều. Đương nhiên, những kẻ bị nhốt ở đây đều là những tội phạm vô cùng nguy hiểm. Trừ những quân nhân cao cấp phạm phải hình luật ra, hồi liên bang dẹp yên thất đại gia tộc, nơi này cũng đã từng giam giữ không ít những đại nhân vật quyền cao chức trọng. Những kẻ đã từng bị nhốt trong Khuynh Thành này hầu như đều không có đường ra. Đương nhiên là cũng có một vài trường hợp ngoại lệ và đối với những nhân vật này mà nói, đây là sự kiện khiến họ tự hào nhất trong cả quãng đời còn lại. Nhân dân liên bang không thể biết được thực chất bên trong nhà giam Khuynh Thành như thế nào, thậm chí hầu như chẳng ai biết nó cụ thể nằm ở đâu.
Chính sự bí ẩn này mới tạo ra cho họ một ý thức, đó là tất cả những ai bước vào nhà giam Khuynh Thành đều là đại nhân vật. Không giống như tưởng tượng của mọi người, bề ngoài của nhà giam nghiêm ngặt nhất liên bang không hề đáng sợ. Chỉ có mấy tòa nhà nằm rải rác trên những cánh đồng hoang vu. Nhìn từ bên ngoài chẳng có dây điện cao thế, cùng chẳng có lầu gác cao ngất trời hay hệ thống camera giám sát. Ngay cả đám lính gác quân trang đầy mình cũng rất ít gặp. Trên thực tế, toàn bộ ngục Khuynh Thành đều bị giám sát bởi mạng lưới máy tính chủ trung tâm liên bang. Không biết có bao nhiêu nguy hiểm ẩn giấu trong nhà ngục có vẻ bình lặng này. Rất nhiều năm nay, chưa có một ai vượt ngục thành công. Điều này đủ để chứng minh cho cái tên gọi Khuynh Thành của nó không phải là giả. Mấy năm gần đây, số lượng người bị nhốt vào ngục Khuynh Thành rất ít, có thể do chính trị liên bang hiện nay khá tốt nên cũng chẳng có nhiều nhân vật chính trị lớn bị nhốt vào đây. Liên bang và đế quốc chiến tranh liên miên nên càng không có trọng phạm quân đội bị bắt. Ánh nắng chưa chói chang xuyên qua lớp vật liệu trong suốt trên trần nhà rơi xuống mặt đất và bị những vách ngăn cứng chia thành nhiều ô nhỏ. Trong đó, có khoảng hơn 30 người mặc quần áo phạm nhân đang dùng bữa trưa. Thành phần dinh dưỡng kết hợp trong mỗi suất ăn hoàn toàn khác nhau. Hơn 30 con người già có, trẻ có, hoa dâm có, chọc đầu cũng có, nhưng trên mặt mỗi người là một trạng thái tâm trạng khác nhau. Có người thì cô đơn hiu hắt, có người lại phẫn nộ phừng phừng, nhưng cũng có người bình thản đến kỳ lạ. Những người ở đây hoặc là kẻ giết người hàng loạt hoặc là phản quốc. Tất cả đều biết mình không bao giờ còn hy vọng ra được bên ngoài, nên lúc ăn cơm, dưới sự giám sát của những khẩu súng điện, dù có muốn phá vỡ bầu không khí buồn tẻ thì họ cũng chỉ dám âm thầm tỏa mùi máu tanh trên người mình qua ánh mắt mà thôi. Cánh cửa kim loại vang lên những tiếng trầm đục. Tất cả phạm nhân đang dùng cơm đều ngẩng lên, phóng tầm nhìn về phía cửa ra vào. Hai cánh cửa tự động từ từ mở ra để lộ một đám người lố nhố. Bốn viên quân nhân vũ trang đầy đủ, nét mặt căng thẳng như đang đối mặt với kình địch của đế quốc, tay nắm chặt chiếc gậy thòng lọng bằng vật liệu tổng hợp màu đen. Đầu mút của cả bốn chiếc thòng lọng đều đang tròng vào cổ một người. Là tù nhân mới của ngục Khuynh Thành. Tất cả những phạm nhân đang dùng cơm đều tò mò nhìn sang bên ấy. Đã từ rất lâu rồi chẳng có tội phạm nào đủ tư cách để bước vào nhà giam Khuynh Thành buồn tẻ này. Bọn họ đều nhìn tên phạm nhân với nụ cười tủm tỉm. Có kẻ thì nghĩ mình có thêm người để nói chuyện, có kẻ trong mắt lại ánh lên một tia nhìn sát khí. Cuối cùng cũng có người mới đến để nho máu và la hét, đến để bị đánh thay cho hắn. Nhưng ngay sau đó tất cả những cảm xúc đó biến mất ngay lập tức để thay bằng vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 303, Tù Nhân Trong Phòng Tối. Kẻ đang bị bốn cái thòng lọng màu đen tròng vào cổ kia còn quá trẻ. Mặc dù mái tóc đen rối bù như đám cỏ khô trên đầu khiến cho người khác khó đoán được độ tuổi thực của hắn, nhưng đôi mắt đen lấy tinh anh trên gương mặt tái nhợt thì vẫn lưu giữ được vẻ phấn chấn vốn có của tuổi trẻ. Năm tháng rồi không được ra ngoài ánh sáng, sắc mặt đương nhiên phải nhợt nhạt, tóc đương nhiên phải rối. Nhưng tên phạm nhân mới vẫn cố nheo mắt nhìn về phía mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mà dường như chẳng thèm quan tâm đến chuyện ánh sáng ấy có thể làm tổn thương thị giác của mình. Đôi mắt của hắn vốn đã không lớn, bây giờ nheo lại, nhìn chẳng khác gì hai đường kẻ nhỏ. Bốn viên quân nhân áp giải nhìn thấy phạm nhân đột nhiên dừng lại, trong lòng không khỏi lo lắng căng thẳng. Bọn chúng đã được nghe cấp trên nói về thực lực đáng sợ của tên phạm nhân này, nên trong phút chốc tim cũng hơi thít lại, bốn cánh tay cũng tự nhiên kéo mạnh hơn. Tên phạm nhân trẻ tuổi hai chân như mọc rễ chẳng thèm nhúc nhích. Hắn tiếp tục nhìn mặt trời thêm một lúc nữa rồi mới cúi đầu, hất đám tóc lòa xòa ra sau để lộ ra toàn bộ gương mặt nhợt nhạt rồi mới bước đi theo mệnh lệnh của đám quân nhân. Hắn vừa bước đi một bước, dưới đất đã vọng lên âm thanh của tiếng kim loại va chạm. Thì ra chân hắn bị đeo hai chiếc vòng hợp kim điện tử. Hai chiếc vòng óng ánh tuyệt đẹp này nặng gần 20 kg. Khi tiếp xúc với mặt đất sẽ tạo ra một lực hút cực mạnh nên mới khiến âm thanh va chạm đó rõ ràng đến như vậy. Tay hắn cũng đeo chiếc còng điện tử đặc chế. Nói là còng thì cũng không đúng lắm, bởi vì hai cái vòng hợp kim đều được đeo lên tận hai bắp tay gầy guộc nên cũng có chút không tương xứng.
Chiếc còng và xích chân nặng nề khoác trên người gã phạm nhân có khuôn mặt tái nhợt trông chẳng khác gì nhân vật chàng trai yếu ớt bị nhốt trong căn phòng bằng sắt trong vở kịch của Tịch Lạc. Tên phạm nhân nhăn mặt, nhấc chân bước theo mệnh lệnh của đám quân nhân từng bước một. Mỗi một bước đi là một lần hắn phải gồng mình chiến đấu với sức hút cực mạnh từ mặt đất. Tiếng kim loại trầm đục vang vọng theo từng bước chân nặng nề của tên phạm nhân làm náo động cả khu nhà ngục. Đằng sau bức vách trong suốt, ánh mắt của đám phạm nhân cũng di chuyển theo từng bước chân của tên phạm nhân trẻ tuổi với đầy vẻ kinh ngạc và kiêng kỵ. Rốt cuộc hắn là ai mà nhà giam phải dùng đến biện pháp giám sát điện tử đã không còn được sử dụng rất nhiều năm nay. Có người cảm thấy thương cảm hơn vì họ nhìn thấy bóng đèn trên vòng điện tử ở chân hẳn cứ nhấp nháy mãi. Theo kinh nghiệm của những kẻ đã từng ngồi trong phòng tối, nếu như phải ở trong đó quá lâu đừng nói là nhìn thấu sinh tử, ngay cả chuyện sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thân phận hay địa vị bên ngoài vào đây cũng chẳng dùng được gì nữa. Đối với những phạm nhân trong này, chuyện phân cấp bậc cao thấp trong này chỉ có thể dựa vào đầu óc và khả năng đấu tranh trong suối những tháng ngày đằng đẵng bị giam hãm. Hay biện pháp đơn giản nhất là nhìn vào mức độ coi trọng của đám quân nhân coi tù trong này đối với kẻ đó. Cảm giác kinh ngạc ban đầu dần dần biến mất. Nhìn theo chàng thanh niên đang lê từng bước khó nhọc đằng sau lớp vật liệu trong suốt, tự nhiên chẳng ai bảo ai, tất cả cùng buông đống bát đũa trên tay xuống. Trong những kẻ hiểm ác ở đây, cũng đã có người phải trải qua hình phạt bị đeo máy điện lưu hẹn giờ. Nhưng kiểu kìm kẹp dã man này thì chỉ có thể nhìn thấy trong những buổi học giáo huấn tại nhà giam thôi. Hơn nữa, nhìn kiểu cùm kẹp này, bọn họ cũng có thể lờ mờ đoán ra được liên bang coi trọng tên tù nhân này đến mức nào. Tự nhiên hình ảnh hắn trong mắt đám phạm nhân đang ăn cơm cũng cao hơn hẳn. Với phán đoán này, bọn chúng có thể khẳng định chàng trai nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt này bên ngoài hẳn đã làm chuyện gì kinh khủng lắm nên mới bị đối đãi kiểu này. Cách phân cấp bậc trong ngục Khuynh Thành đơn giản như vậy đấy. Tự nhiên bọn chúng cũng thấy kính sợ chàng trai này. Nhưng qua lớp vật liệu trong suốt, thấy cậu ta đi lại khó khăn như vậy, tự nhiên cảm giác ấy cũng dần dần biến mất. Bát đũa ở đây đều được làm bằng nhựa đặc chế. Dù cho đám phạm nhân này có lén lút giấu đi thì cũng không thể bẻ hay gấp ra được vật có góc nhọn. Một người đeo kính, tóc hoa râm nhìn có vẻ là một giáo sư xoay người, nghe những tiếng kim loại loảng xoảng đằng sau lắc lắc đầu. Nhìn sắc mặt và đôi môi của người này có lẽ ít nhất cũng phải 3 tháng nay chưa được tắm nắng rồi. Người này trước khi bị bắt đã từng là giáo sư của Học viện Quân sự 3. Vì mâu thuẫn gia đình, ông ta đã dùng khí độc mà liên bang làm ra mô phỏng theo mẫu của đế quốc bơm vào biệt thự của vợ và nhạc phụ nhạc mẫu. Những phán đoán của vị chuyên gia sinh vật ưu tú này đều đã được tất cả phạm nhân ở đây đích thân kiểm chứng. Nên khi nghe thấy câu nói này của ông ta, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bị nhốt riêng suốt 3 tháng trời. Vô nhân đạo quá. Một gã chọc đầu bặm trợn thở dài nói, hồi xưa tôi chỉ bị nhốt có 1 tháng thôi mà đã suýt nữa là phát điên rồi. Tất cả những người đang ngồi ăn cơm ở đây đều biết cái tên bặm trợn nhìn có vẻ ngu ngốc này là một gã cuồng sát trong đám tân binh. Hắn đã từng nổ súng giết chết 7 gã tân binh khác. Nếu như không phải Bộ Quốc phòng còn muốn giữ hắn lại làm vật thí nghiệm hay đưa đến Tây Lâm cho gia nhập đội quân cảm tử thì có lẽ hắn sớm đã bị tòa án quân sự tuyên án tử hình rồi. Từ miệng của loại người này mà có thể nghe thấy 3 chữ vô nhân đạo thật đúng là chuyện nực cười. Nhưng chẳng ai ở đây cười cả mà chỉ im lặng, nhìn theo từng bước nặng nhọc của tên phạm nhân mới với những ánh mắt vô cùng phức tạp. Bởi vì tất cả bọn chúng đều đã từng bị biệt giam, đã từng biết cái cảm giác không biết ngày đêm, không người nói chuyện, 4 bề chỉ có bóng tối và sự im lặng nó đáng sợ như thế nào. Gã phạm nhân trẻ tuổi kia bị nhốt những 3 tháng, những tên phạm nhân gian ác, xảo quyệt không khỏi rùng mình. Việc được liên bang coi trọng đã gián tiếp chứng minh cho mức độ hung tàn của hắn. Nếu như hắn bị nhốt 3 tháng và trở thành một kẻ điên thì không biết sau này sẽ sống chung với bọn chúng kiểu gì. Sau này không ai được trêu chọc vị thiếu gia mới tới này đâu nhé. Giữa bàn ăn vang lên một giọng nói. Giọng nói này khàn đục già nua. Chủ nhân của nó chắc chắn có một địa vị không nhỏ trong đám trọng phạm quân sự. Ông ta đã nói như vậy thì đám phạm nhân chỉ còn biết gật đầu rối rít. Đám phạm nhân nguy hiểm này hơn ai hết đều ngộ ra một chân lý không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Vị giáo sư hiền hậu còn có thể tự mình giết chết cả gia đình, gã đàn ông bặm trợn thì lại nằm trong đám tân binh. Còn chàng trai mới đến kia,
thân hình xem ra có vẻ gầy yếu thật đấy, sắc mặt có thể nhợt nhạt thật đấy, nhưng nhìn những động tác hôm nay cũng có thể biết được là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Bị biệt giam những 3 tháng, chỉ sợ rằng hắn sớm đã phát điên rồi. Tiếng kim loại nặng nề cuối cùng cùng dừng hẳn. Đám phạm nhân đang dùng bữa cũng không còn bị âm thanh đáng sợ ấy tra tấn nữa, thở phào nhẹ nhõm. Gã phạm nhân trẻ tuổi ấy đi qua 3 cánh cửa an toàn bước vào giữa nhà giam. 4 chiếc thòng lọng cuối cùng cũng được tháo rời, nhưng đám vòng tay và cùm điện tử thì vẫn còn nguyên. Bên giám ngục không sắp xếp cho hắn ăn cơm mà chỉ xếp một bộ bàn ghế đơn trong khu cách ly tử tính. Trên bàn xếp đầy thực phẩm và hoa quả. Kiểu đãi ngộ này không khiến cho đám bạn tù ghen tị, mà chỉ tăng thêm phần sợ hãi. Nhân vật này đích thị là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, gã phạm nhân trẻ tuổi khó nhọc ngồi vào ghế của mình, cào cào lại mái tóc bù xù rồi xoay người mỉm cười với đám bạn tù đang dùng cơm. Trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt, nụ cười ấy có vẻ tự nhiên sạch sẽ, rạng rỡ và cũng không kém phần thành khẩn. Chẳng có vẻ gì của một tên tội phạm nguy hiểm mà giống như một thằng bé hiền lành bên nhà hàng xóm hơn. Những bước chân nặng nề, lạnh lẽo và nụ cười rạng rỡ này vẽ nên 2 bức tranh hoàn toàn đối lập về gã phạm nhân trẻ tuổi. Đám tù nhân kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Ngay cả đám cảnh vệ bên cạnh gã phạm nhân và những tên đang đứng canh trên tầng 2, tầng 3 cũng cảm nhận được niềm vui mà đáng lẽ ra không nên có. Hứa Nhạc không hề biết rằng nụ cười vừa rồi của mình lại khuynh thành đến như vậy. Tất cả cảnh vệ và đám tù nhân đều há hốc mồm kinh ngạc. Hắn chỉ đang hành động theo đúng thói quen là mỉm cười khi đến một nơi toàn những người xa lạ để thể hiện niềm vui và sự thân thiện của mình. Làm cho những người xung quanh vui lòng có lẽ cũng giảm bớt đi không ít rắc rối. Nhưng hình như hắn hoàn toàn quên rằng nơi mình đang ở là nhà ngục được canh phòng cẩn mật nhất liên bang và đối tượng hắn mỉm cười là những kẻ không bình thường nhất trong cái liên bang này. Ăn xong bữa cơm đầu tiên ở ngục Khuynh Thành, Hứa Nhạc lại bị dẫn về căn phòng giam chỉ thuộc về một mình hắn. Những cách bài trí và trang thiết bị của căn phòng này hơn hẳn căn phòng cũ. Hứa Nhạc xoa xoa lên đống chăn gối được sắp xếp gọn ghẽ trên giường, rồi bước vào bên trong kiểm tra lại bệ xí, toét miệng cười vui vẻ. Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc bù xù trong gương thì nụ cười ấy mới bớt tươi đi một chút. 5 tháng liền bị biệt giam trong phòng tối, tóc tai bây giờ rã mọc lung tung lộn xộn như một đám cỏ dại, trùm qua cả vai. Hy vọng là chính phủ cho mình được phép cắt tóc. Hắn nhìn lại một lần nữa hình ảnh của mình trong gương rồi lại nhớ về những 5 tháng còn ở Tây Lâm. Ngày đó, khi lừa được Bảo Long Đào để bỏ chạy, hắn cũng đã từng đứng trước gương nhìn lại dung mạo của mình. Chỉ có điều hồi ấy tâm trạng căng thẳng bao nhiêu thì bây giờ, giữa nhà giam đáng sợ nhất liên bang này hắn lại thấy bình thản đến kỳ lạ. Hắn nheo nheo mắt nhưng vẫn nghĩ mãi không ra tại sao chính phủ liên bang lại đột nhiên đưa hắn ra khỏi phòng biệt giam tăm tối. Tại sao lại chuyển hắn từ tổ hồ ly đến ngục Khuynh Thành này? Rửa qua mặt bằng nước ấm, Hứa Nhạc quay trở lại giường, cúi đầu nhớ lại những gì đã xảy ra 5 tháng trước mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô đơn là điều đáng sợ nhất mà con người không bao giờ chịu đựng được. Nhưng so ra thì phòng giam này cũng cách biệt không kém. Dù sao thì cũng có ánh sáng và lúc ăn cơm hắn vẫn có thể nhìn thấy con người. Đối với hắn điều này đã là tốt lắm rồi. Hắn tiếp tục ngẫm nghĩ về từng giây từng phút khó khăn trong suốt 5 tháng vừa qua rồi nằm ngả ra tấm đệm mềm êm ái, nhìn chằm chằm lên mảng trần nhà đơn điệu. Không hiểu sao trong mắt hắn, mảng trần nhà được sơn màu vàng nhạt này lại dần dần biến một đám tối thui. Ngoài một vài viên đá thỉnh thoảng lại bay xẹt qua thì chẳng có gì cả. 5 tháng trước sau khi tấn công vào tòa nhà cơ kim hội, hắn và Thi Thanh Hải bị nhốt ra 2 nơi riêng biệt. Hắn được quân khu số 2 mang đi chữa trị và tiến hành những thủ tục liên quan ngay trong đêm, rồi bị tống vào tổ Hồ Ly. Tổ Hồ Ly là một nhà giam vũ trụ nằm bên ngoài tinh hệ S2, đối diện với hướng góc tối của bầu trời. Bên ngoài bức tường hợp kim bao giờ cùng là chân không giá lạnh. Muốn thoát khỏi đây quả thực là khó, cực khó. Trong trại giam vũ trụ này, Hứa Nhạc bị canh phòng nghiêm ngặt như một kẻ trọng phạm. Nhưng hắn cũng chẳng có suy nghĩ sẽ vượt ngục mà chỉ muốn có người đến thẩm vấn mình. Nhưng chẳng có ai đến thẩm vấn hay hỏi hắn. Căn phòng biệt giam tăm tối chẳng có rán cũng không có chuột. Ngay cả con vật mà bất cứ phi thuyền nào cũng ghét là chuột cũng không có. Chỉ có sự cô đơn và đám đồ ăn được đưa đến đúng giờ.
5 tháng liên tiếp hắn bị nhốt một mình trong đó. Căn phòng không có âm thanh nào, chỉ có màn đêm mịt mùng ngoài vũ trụ là luôn dõi theo hắn. Trong mảng trời ấy, ngay cả một ngôi sao nhấp nháy cũng khó lòng tìm thấy. Ngoài bóng tối ra chỉ có bóng tối, ngoài sự im lặng cũng chỉ còn sự im lặng. Xung quanh tối đến mức hắn cảm thấy răng của mình cùng biến thành màu đen, im lặng đến nỗi hắn nghe tiếng tim mình đập mà tưởng như nghe tiếng trống. Gần 5 tháng mỏi mòn trong phòng tối, đây không phải giới hạn mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể chịu được. Trong những ngày này, những vết thương trên người hắn cũng đã lành hẳn, sắc mặt cũng tái dần, cơ thể thiếu ánh sáng hằng tinh nên cũng yếu đi. Đúng như những người trong ngục Khuynh Thành đã từng nói, mấy tháng biệt giam có thể khiến cho một con người phát điên, nhưng rõ ràng là Hứa Nhạc không điên. Hắn vẫn sống cực kỳ khỏe mạnh và bình thường. Điều này xem ra đúng là phi lý thật. Cho dù hắn có là một hòn đá Tây Lâm thì cũng không hiểu hắn trải qua quãng thời gian đó như thế nào. Thi công tử không biết có chịu nổi không? Nằm trên chiếc giường đệm êm ái nghĩ về những ngày cô đơn trong bóng tối, hắn lo lắng nghĩ. Nằm một lát có vẻ cùng buồn, hắn dụi dụi mắt lẩm bẩm. Lão già gửi một hai bộ phim con heo đến đây xem nào. Một chàng trai trẻ vừa được đưa đến ngục Khuynh Thành, công tác an ninh ở đây được củng cố rất nhiều. Ngoài chuyện ấy ra thì mọi thứ bên trên cánh đồng cấm không có quá nhiều thay đổi. Những phạm nhân trong đó ngày ngày vẫn ăn cơm, tắm rửa, đọc sách, vận động, học luật pháp liên bang và ngủ theo đúng thời gian biểu thường ngày. Chỉ khác là bây giờ mỗi khi ăn cơm, bọn họ đều phải nghe thấy tiếng kim loại loảng xoảng. Rồi người phạm nhân mình đầy cùm xích bước qua cánh cửa chuyên dụng bước vào chỗ ngồi riêng của mình. Hứa Nhạc và những người đó vẫn cách nhau một bức tường trong suốt. Ngoài sự tồn tại của những âm thanh chói tai ấy ra thì giữa họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không ai làm phiền đến ai. Nhưng ngày ba bữa, hắn đều quay về phía những người ấy gật gật đầu và mỉm cười, thực hiện một nghi lễ chào hỏi trong im lặng. Hành động đó kéo dài khoảng một tuần thì cuối cùng cùng có người trong đám phạm nhân đó đáp trả lại ý tốt của hắn và mỉm cười lại. Kết quả là người đàn ông bất hạnh đó bị biệt giam suốt 3 ngày liền. Mặc dù sau khi được thả ra, người đàn ông đó vẫn quát mắng thậm tệ đám quân nhân vũ trang đầy mình, nhưng từ đó về sau chẳng còn ai dám nhìn về phía Hứa Nhạc nữa. Liên bang đồng ý cho hắn được tắm nắng qua lớp vật liệu trong suốt nhưng lại ra sức ngăn cản hắn tiếp cận với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài ở đây là chỉ tất cả mọi người trừ hắn ra, thậm chí bao hàm cả những người cùng sống trong cái trại giam này. Mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình, Hứa Nhạc đều đứng trước đầu giường nhìn xuống đám cỏ dại mọc lộn xộn bên ngoài. Thỉnh thoảng hắn liên tưởng đến mái tóc lộn xộn của mình, thỉnh thoảng lại thầm nghĩ, à hóa ra đã là mùa xuân rồi. Một mình trong phòng biệt giam tổ hồ ly, hắn chẳng còn cảm giác về ngày tháng nữa. Bên giám ngục từ chối yêu cầu được cắt tóc của hắn, hay nói chính xác hơn là không có quân nhân phụ trách canh gác nào dám nói chuyện với hắn. May mà còn có lão già kia. Chương 304, bắt đầu phán quyết. Những tấm bản đồ tòa nhà cơ kim hội cùng những chấm sáng định vị trong mắt Hứa Nhạc đã sớm biến mất không dấu vết. Trong phòng biệt giam tổ hồ ly tăm tối, Hứa Nhạc đã lục lại đám tư liệu trong đầu mình đọc lại một lần, lại còn xem hết cả đống ảnh người mẫu đủ hình đủ kiểu nữa nhưng vẫn cảm thấy vô vị. Trong hoàn cảnh đó, hắn đã thử một lần nữa chủ động liên lạc với sự tồn tại khủng bố bên kia giấc mơ. Hứa Nhạc đã quá quen với kiểu thỉnh cầu này, nên thực hiện nó một cách vô cùng thành thục. Giống như một kẻ thần kinh, hắn tự gào lên với cao sơn đại hải trong đầu rồi đứng lặng chờ hồi đáp. Và cũng bởi vì đang nằm trong căn phòng tăm tối đó, Hứa Nhạc mới liên lạc được với Quang Huy đệ nhất hiến chương trải rộng khắp vũ trụ. Hắn bắt đầu dùng mắt trái của mình xem thời sự hoặc xem những bộ phim điện ảnh nổi tiếng mà bình thường chẳng bao giờ hắn có thời gian đi xem. Và cũng bằng phương thức thần kỳ nhưng có chút dị thường này, Hứa Nhạc mới biết được cái chết của Mạch Đức Lâm đã đem lại bao nhiêu hậu quả cho liên bang. Hết biểu tình thị uy rồi lại đến bãi công. Mãi đến tận tháng trước tình hình mới ổn định trở lại. Cho nên Hứa Nhạc mới không hiểu tại sao liên bang mãi không phán quyết mình để xoa dịu nỗi ấm ức của đám cuồng tín kiều chi tạp lâm mà nhốt mình trong cái góc này. Hắn lại càng không hiểu tại sao bây giờ liên bang lại đưa hắn trở về mặt đất. Sự nghi hoặc này tiếp tục duy trì cho đến khi vị khách đầu tiên đến. Đó là vào một buổi sáng sớm, Hứa Nhạc đang ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo trong phòng khách, cúi đầu nhìn chiếc xích từ tính trên chân mình.
có tiếng mở cửa và một người không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thuộc lắm bước vào. Hắn vừa cười vừa chau mày, cảm giác như đang quay về thời điểm của một năm về trước. Một năm về trước, Hứa Nhạc đã từng chặt một nhát đao chia cuộc sống của mình thành hai ngã để lựa chọn. Bây giờ hắn đang bị giam trong nhà giam quân sự của Bộ Quốc phòng và Bộ đã cử một người tên là Từ Tùng Tử đến làm luật sư bảo chữa cho hắn. Cho nên hôm nay, khi ngồi trong phòng khách và nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xa lạ nhưng có nét quen quen, tự nhiên hắn thấy thời gian như đang lùi lại một năm về trước. Như kiểu tất cả buồn rầu, lo âu hay giết chóc vẫn chưa từng xảy ra, và cây cối hai bên đường đến cục hình sự vẫn rung rinh chào đón xuân về. Luật sư bảo chữa Từ Tùng Tử lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bàn, rút từ trong túi hồ sơ dày dày ra mấy tờ văn kiện, đẩy ra trước mặt Hứa Nhạc, nói: "Hứa Nhạc, tôi thay mặt Bộ Quốc phòng thông báo với anh rằng, vì bị tình nghi có liên quan đến vụ án 6801-118, tất cả mọi quyền hạn của anh tại căn cứ lắp ráp tổng trang đều đã bị cắt bỏ. Bộ Quốc phòng cử tôi đến đây làm luật sư bảo chữa cho anh. Tôi tên là Từ Tùng Tử." Từ Tùng Tử nhìn cái còng từ tính trên tay Hứa Nhạc nên cũng không có ý định bắt tay hắn mà chỉ chau mày nói: "Trước đây đã có dịp gặp mặt anh rồi. Nếu như anh không có ý kiến gì, thì hãy ký tên vào hợp đồng pháp luật này. Bị liên bang biệt giam suốt 5 tháng liền, chẳng bị xét hỏi. Tự nhiên mấy ngày hôm nay hắn vừa được chuyển từ tổ hồ ly xuống trại giam trên mặt đất, lại vừa được tiếp luật sư do liên bang cử đến, nên Hứa Nhạc vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ khẽ nheo mắt nhìn mấy tờ giấy trước mặt chẳng nói gì. Chiếc cùm hợp kim trên có tay hắn lướt qua tờ giấy trắng nghe sột soạt, đọc đi đọc lại từng chữ trong đống giấy tờ. Hứa Nhạc mới ngẩng đầu, nhận cây bút từ tay Từ Tùng Tử khó nhọc ký tên lên từng loại giấy khác nhau. Từ Tùng Tử im lặng nhìn hắn ký xong rồi mới thở phào nhẹ nhõm. "Vụ án đang được tiến hành điều tra, ngày kia tôi sẽ quay lại gặp anh." "Cảm ơn." Hứa Nhạc đáp lại một cách rất nghiêm túc, nói: "Tôi có thể hỏi mấy câu không?" "Được, nhưng ngoài những vấn đề luật pháp ra, tôi không thể giúp anh được gì đâu." Từ Tùng Tử vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp nhưng đôi mắt lại ánh lên một vài tia kỳ dị như muốn ngầm cảnh báo cho Hứa Nhạc điều gì đó. Hứa Nhạc hỏi: "Người bị bắt cùng với tôi có thể hỏi hiện giờ anh ta đang ở đâu không?" "Không thể." Từ Tùng Tử trả lời một cách dứt khoái rồi bắt đầu thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn. Hứa Nhạc để ý thấy trong khoảnh khắc cúi đầu, mắt Từ Tùng Tử chớp rất nhanh, cho nên cũng cảm thấy nhẹ lòng. Trong tình trạng bị theo dõi sát sao, cô ta không thể nói cho Hứa Nhạc những điều hắn muốn biết, ví dụ chuyện Thi Thanh Hải đang ở đâu. Nhưng chí ít có cũng thể nói cho hắn biết một người còn sống hay đã chết. Mà thực tế đây chính là điều mà hắn quan tâm nhất. Nhìn theo bóng dáng vị nữ luật sư xinh đẹp bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ lại chuyện của nửa năm trước. Cô gái này đã được điều đến tổ chuyên án Mạch Đức Lâm. Trước khi hành động, hắn có nghe nói tổ chuyên án này đã bị giải tán. Mấy điều tra viên muốn tiếp tục điều tra đến cùng đều bị Cục Điều tra Liên bang cấu thành tội danh, tạm thời hạn chế tự do. Bao gồm cả viên chánh thanh tra tên là Tiêu Văn Tĩnh trong đó. Không biết những người ấy bây giờ thế nào rồi. Bước dọc theo dãy hành lang dài hun hút, Từ Tùng Tử phải trải qua mấy lần kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể bước ra được khỏi nhà giam nghiêm ngặt nhất liên bang này. Những vật cứng mà cô mang vào lúc trước như bút hay thẻ từ đều phải được đảm bảo là vẫn còn nguyên si như lúc cô đi. Chiếc ô tô quân dụng nãy giờ vẫn đợi ở cổng chính nhà giam, rú lên một tiếng lớn rồi phóng thẳng đến sân bay quân sự bên ngoài cánh đồng. Dưới hàng ghế sau, Từ Tùng Tử chẳng nói câu nào với người quân nhân trước mặt mà vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ về buổi thẩm vấn vừa diễn ra. Hình ảnh Hứa Nhạc tóc tai bù xù, sắc mặt nhợt nhạt, gầy sơ gầy xác khiến cô cảm thấy cuộc đời thực sự quá bất công. Là một thành viên trong tổ chuyên án Mạch Đức Lâm, cô hiểu rõ tội lỗi của hắn hơn ai hết. Từ lúc việc Tiêu Văn Tĩnh cùng hai người khác vẫn tiếp tục ngầm điều tra bị phát hiện, Cục Điều tra Liên bang khoác lên họ những tội danh vô lý và đưa đi, lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng với chính phủ liên bang. Nếu như Mạch Đức Lâm và những đại nhân vật của chính phủ đã thỏa hiệp cùng nhau thì những kẻ hèn mọn như cô còn có thể làm gì được nữa. Nên 5 tháng trước, nghe thấy tên Mạch Đức Lâm bị thích khách ám sát, tự nhiên cô cũng thấy mừng thầm. Mạch Đức Lâm chết rồi, những thỏa hiệp liên quan đến hắn tự nhiên cũng không còn hiệu lực nữa.
nên Cục Điều tra Liên bang cũng phóng thích luôn mấy điều tra viên và bỏ qua lệnh giám sát với tổng biên tập Bốp và phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật báo Thủ đô. Phải thừa nhận là tất cả những thay đổi đáng mừng này đều là công lao của hai kẻ đang bị đám người diễu hành hận đến mức muốn xé ra thành trăm mảnh kia. Mãi đến mấy ngày trước, Từ Tùng Tử mới biết được một trong hai kẻ có liên quan đến vụ ám sát hồi tháng 1 ở tòa nhà Quý Cơ Kim Hội chính là Hứa Nhạc, người mà cô đã từng gặp trước đây. Cô biết trong liên bang, Hứa Nhạc có mối quan hệ rất phức tạp với Bộ trưởng Châu Ứng Tinh nên cũng phần nào hiểu được tại sao ông ta lại làm vậy. Hai ngày nay, thỉnh thoảng cô cũng rất muốn cảm ơn Hứa Nhạc về những gì hắn đã làm, cũng như công việc luật sư mà hắn mang lại. Nhưng xem ra đây không phải là sự tán thưởng mà một quân nhân như cô nên có. Nhìn kiến trúc của khu sân bay đang từ từ hiện ra trước cửa kính ô tô, cô nghĩ ngay đến ngài bộ trưởng đang ở đặc khu thủ đô chờ cô về báo cáo, nên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, sắp xếp lại đống tài liệu trong tay. Hứa Nhạc là người đang thi hành nghĩa vụ quân sự nhưng tội danh mà hắn phạm phải lại vô cùng nghiêm trọng. Bất luận là nhìn ở góc độ bảo mật hay trình tự điều tra thì chuyện thẩm vấn hắn bắt buộc phải được tòa án quân sự tiến hành trong im lặng. Cô biết rằng sự hiện diện của một người đại diện pháp luật, một luật sư bào chữa như mình chẳng có vai trò gì trong chuyện sống chết của Hứa Nhạc. Người thực sự có thể quyết định được sự sống chết của chàng trai mắt ti hí nhợt nhạt ấy hiện đang ngồi trong tòa dinh thự tổng thống hoặc trên nghị viện kia kìa. Hôm nay cô đến đây là muốn đưa ra một vài tín hiệu cho một người đã bị cách ly với bên ngoài quá lâu như Hứa Nhạc biết rằng một vài sự việc sắp sửa diễn ra. Nhưng nhà giam Khuynh Thành canh phòng quá cẩn mật nên cô cũng không thể nói rõ được điều gì. Chỉ hy vọng rằng Hứa Nhạc hiểu được dụng ý của chuyến viếng thăm lần này. Trở về từ phòng thẩm vấn, Hứa Nhạc ngồi bên mép giường suy nghĩ rất lâu. Thông điệp mà vị nữ luật sư mang đến kỳ thực rất đơn giản. Đó là tầng lớp trên của liên bang đã bắt đầu lật lại vụ án ám sát Mạch Đức Lâm, chuyện bắt đầu tiến hành thẩm vấn chẳng phải là tin tức gì xấu, mà mấy tháng bị biệt giam trong ngục tối mới là đáng sợ nhất. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra một chuyện. Mạch Đức Lâm chết rồi, thai gia sẽ từ bỏ hắn. Vị phu nhân ấy bây giờ hẳn đang giận đến mức muốn bóp chết hắn trong tay. Cho dù chính phủ liên bang vẫn tiếp tục hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Châu Bộ trưởng thì bất luận xét ở khía cạnh nào, pháp luật liên bang hay là ý nguyện của chính phủ, hắn cũng không bao giờ thoát được tội chết. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Lúc vừa bị bắt ở tòa nhà Quý Cơ Kim Hội, Hứa Nhạc đã nghĩ là mình chết chắc, nhưng không ngờ hắn lại còn sống được lâu như thế này. Hắn cứ vò đầu bứt tai nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được lý do mình nên tiếp tục sống. Có lẽ bởi vì hắn không ngờ rằng nhân vật mà hắn phải vượt qua trăm sông ngàn núi, mưa bom bão đạn để tự tay giết chết lại có một thân phận bí mật được che giấu suốt mấy chục năm qua. Về điều này, máy tính chủ trung tâm của Cục Hiến Trương đã tiến hành công tác phong tỏa cục bộ, không để cho hắn đánh hơi được bất cứ thông tin gì. Và cũng bởi vì thân phận thực sự này mà việc Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải ám sát Mạch Đức Lâm hoàn toàn có thể được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Quang minh hay hắc ám, trở thành phần tử khủng bố muôn lần đáng chết hay vị anh hùng cứu sống toàn bộ liên bang, điều này tùy thuộc vào chuyện những đại nhân vật ấy nghĩ như thế nào. Dinh thự Tổng thống đặc khu thủ đô. Trong phòng chỉ huy tác chiến trung ương phía dưới tòa nhà dinh thự Tổng thống, hai màn hình siêu mỏng đang phát ra những tia sáng xanh mờ ảo. Một không khí nghiêm túc, trang trọng bao trùm khắp căn phòng. Đứng giữa lối đi, viên đặc công của cục đặc cần ánh mắt sắc như chim ưng. Còn những đại nhân vật ngồi xung quanh chiếc bàn hội nghị dài thì vẫn đang chăm chú nghe giảng giải và quan sát những hình ảnh thay đổi không ngừng trên màn hình. Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như những thành viên của Hội nghị Liên tịch Tham mưu đều có mặt đầy đủ. Tư lệnh của quân khu số 2, quân khu số 4 ngồi phía sau Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Ngay cả Trung tư lệnh đang ở tiến tuyến Tây Lâm và tư lệnh Hồng Dư Lương của hạm đội liên bang đang đóng quân trên Tinh Vân Vãn Hạt cũng tham gia trực tuyến. Hôm nay tất cả những nhân vật quan trọng nhất của liên bang đều đang tập trung ở đây để nghe những báo cáo điều tra mới nhất. Cục điều tra liên bang phải tận dụng đến khả năng thu thập tin tức siêu phàm của Quang Huy đệ nhất hiến chương và những số liệu lưu trữ ngổn ngang, rồi mất trọn 5 tháng mới điều tra được rõ ràng vụ án này. Theo một ý nghĩa nào đó, vụ án này đã gây ra cho liên bang những tổn thương nghiêm trọng không thể cứu vãn, và cũng theo một mức độ nào đó mà nói, báo cáo điều tra này sẽ quyết định thái độ chiến lược của liên bang với đế quốc.
Phía đầu kia của bàn hội nghị, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đang chăm chú đọc bản báo cáo trên tay, thỉnh thoảng mới dừng lại để lắng nghe phần giải thích. Trước mặt ông là một cây bút không hề bắt mắt. Cây bút này đã được đút trong chiếc hộp chân không làm bằng vật liệu siêu cứng, vết máu trên bút cũng đã sớm bị lau sạch. Tiểu đội đặc chủng tác chiến đã mạo hiểm tiến sâu vào Thanh Long Sơn và tìm được mẫu ADN trên di cốt của vợ chồng họ Mạch. Người đàn ông trung niên đeo kính điều khiển máy chiếu, phóng to một bức ảnh trên màn hình rồi nói tiếp. Đem những mẫu này khớp với mẫu ADN của Mạch Đức Lâm do Cục Điều tra Liên bang lưu giữ, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn bọn họ không hề có quan hệ huyết thống. Là trợ lý của Cục trưởng Cục Hiến Trương, bình thường Thôi Tụ Đông cũng vẫn thay mặt lão cục trưởng tham gia những hội nghị bí mật của chính phủ. Nhưng một hội nghị với quy mô lớn như thế này thì đây là lần đầu tiên, cho nên hắn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Sau khi xảy ra vụ án 68.011 SA, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu ADN trên thi thể Mạch Đức Lâm một lần nữa và có thể khẳng định lại phán đoán này. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vẫn cúi đầu, chỉ phẩy phẩy tay ra dấu cho ông ta cứ tiếp tục. Còn bên phải Tổng thống, thay cục trưởng của Cục Hiến Trương cũng đã từ từ mở mắt nhìn Thôi Tụ Đông. Những ngón tay gầy gò nhăn nheo gõ nhẹ nhẹ lên cái đầu gỗ bóng loáng của chiếc ba ton trên tay ông. Không hiểu sao nhìn thấy động tác này, Thôi Tụ Đông lại thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiếp tục đổi một bức ảnh khác trên màn hình, trầm giọng nói, trước đây, bằng quyền hạn của mình, Cục Hiến Trương đã điều một tiểu đội đặc chủng tác chiến của quân khu Tây Lâm thâm nhập lên tinh vực Bách Mộ Đại để xác minh lại một số thông tin liên quan đến sự kiện năm đó. Tuy thời gian có hơi chậm nhưng tiểu đội tác chiến cũng đã có được trong tay một bản danh sách những kẻ nằm trong tập đoàn buôn người Bách Mộ Đại 2 năm cuối cùng của Hiến Lịch 36. Theo giọng đọc chậm chậm của Thôi Tụ Đông, không khí trong căn phòng chỉ có một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt càng trở nên kỳ lạ. Mặc dù ngay sau khi vụ án 386.011 SA vừa xảy ra, bọn họ đều đã nhận được thông báo của Cục Hiến Trương và cũng đã xem những tài liệu bảo mật có liên quan. Nhưng trên thực tế, cho đến tận bây giờ, thâm tâm bọn họ vẫn có một hy vọng là những gì Cục Hiến Trương đã điều tra là hoàn toàn sai. Đúng là Mạch Đức Lâm đã chết rồi, nhưng những gì mà hắn gây ra thì vẫn còn tiếp tục. Lúc nãy, mọi người đã được xem đoạn băng ghi lại cảnh gặp mặt của Mạch Đức Lâm và nhân vật đế quốc đó. Thôi Tụ Đông nhìn khắp một lượt những con người vẫn còn đang đắm chìm trong sự im lặng, tiếp tục nói, nguồn mạch cơ bản đã được xử lý rõ ràng. Ở đây tôi xin được báo cáo với các vị, ngay sau cuộc tấn công đầu tiên, phía đế quốc đã vạch ra một kế hoạch cổ quái và kỳ dị nhằm phá vỡ vòng phong tỏa của Quang Huy đệ nhất Hiến Trương. Bọn chúng sử dụng tập đoàn buôn người trên tinh vực Bách Mộ Đại để chuẩn bị một đám trẻ sơ sinh và lợi dụng những sơ hở của pháp luật liên bang trên phương diện này để bán chúng cho những cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi trong liên bang. Trong đó có một đứa trẻ, chúng ta tạm gọi hắn là số 1. Số 1 lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ nuôi và theo điều luật bảo hộ công dân của liên bang, đứa trẻ chưa đầy nửa tuổi ấy được cấp cho một chiếc thẻ căn cước liên bang. Kể từ giờ phút đó, đứa trẻ này chính thức trở thành một thành viên của liên bang. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305, Mầm mống của đế quốc. Hiến Lịch năm 23, số 1 nhập ngũ, tham gia vào đội quân viễn chinh và giành được huy chương tử tinh. Chúng tôi tin rằng, đến tận lúc này số 1 vẫn chưa biết thân phận thực sự của mình. Thậm chí hắn còn tỏ thái độ bất mãn với lệnh rút quân của thượng cấp. Hiến Lịch năm 27, số 1 bước vào thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời, kinh doanh thất bại, cha mẹ qua đời. Cũng trong năm này, hắn đột nhiên nhận được một khoản hỗ trợ không rõ nguồn gốc và gia nhập Học viện Lịch sử Kinh tế Thủ đô. Lúc này, hắn nhận được một lời mời vô cùng kỳ lạ đến Bách Mộ Đại và gặp gỡ nhân vật quan trọng nhất đế quốc. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh này, cuộc đời hắn đã rẽ sang một hướng khác và liên bang cũng bắt đầu xuất hiện một kẻ thù nguy hiểm đáng sợ nhất. Bởi vì kẻ thù này xuất hiện ngay trong nội bộ chúng ta. Trong phòng chỉ huy tác chiến không phải ai cũng biết được bí mật động trời này của Mạch Đức Lâm nên khuôn mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai bàn tay đang đặt trên bàn cũng vô tình siết chặt lại. Chúng tôi tin rằng thông qua kết quả kiểm nghiệm ADN và một số dấu ấn mà đế quốc cố ý để lại, hắn đã dễ dàng bị bọn chúng thuyết phục và trở thành người của chúng.
Từ một chiến sĩ đầy tinh thần dân tộc, hắn trở thành tên gián điệp ưu tú nhất của đế quốc. Mạch Đức Lâm đã đấu tranh tâm lý ra sao? Phía đế quốc thuyết phục hắn thế nào? Chúng ta không thể biết được vì hắn đã chết, không bao giờ còn nói ra được nữa. Hiến lịch năm 31, hắn tổ chức Hiệp hội Lão binh, chiếm lĩnh quảng trường Hiến Chương, nhưng thất bại, bị đuổi trở về S2. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nếm mùi thất bại khi thực hiện nhiệm vụ mà đế quốc giao phó. 4 năm sau đó, hắn liên tục tham gia vào những kỳ bầu cử, thâm nhập vào hệ thống chính trị liên bang nhưng đều thất bại. Theo những phân tích sau này, vì không thể hoàn thành sứ mệnh, hắn quyết định vào Thanh Long Sơn, bắt tay với phiến quân. Phải thừa nhận Van hắn đã làm rất xuất sắc, dùng 15 năm để trở thành nhàn vật quan trọng nhất của Ủy ban Trung ương phiến quân và có một vị trí nhất định ở Thanh Long Sơn. Liền sau đó, hắn lại đề ra cái chủ trương phi bạo lực. Đi một vòng lớn vẫn là giữ nguyên mục đích gia nhập vào bộ máy chính trị liên bang. Và cuối cùng hắn cũng làm được. Thôi Tụ Đông trình bày báo cáo một cách rất nghiêm túc. Nói một cách chính xác là cách ông thể hiện không khác gì như đang kể một câu chuyện. Câu chuyện về quá khứ xa xưa của Mạch Đức Lâm. Câu chuyện này nghe thì đúng là có vẻ ly kỳ nhưng ý nghĩa ấn giấu bên trong thì lại vô cùng đáng sợ. Nên những đại nhân vật đang ngồi trong dinh thự tổng thống đều tiếp tục giữ thái độ im lặng, chăm chú quan sát những hình ảnh liên quan đến Mạch Đức Lâm trên màn hình. Hiến lịch năm 58, hắn bắt đầu tham gia tranh cử chức nghị viên Hoàn Sơn Tứ Châu rồi dùng gần 10 năm cũng như lợi dụng những ảnh hưởng của mình trong nhân dân và chủ trương phi bạo lực mà chính hắn thổi bùng để từng bước tiến vào khu vực trung tâm liên bang. Thôi Tụ Đông quay sang nhìn Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, nói, có thể thấy lúc này, với liên bang mà nói đây chính là bước đi nguy hiểm nhất. 10 năm này, Mạch Đức Lâm liên tục đi lại giữa S1 và S2. Bên cạnh hắn, ngoài những phần tử cuồng nhiệt ra còn xuất hiện thêm những mối quan hệ khó nói với những đại nhân vật tầng lớp trên của liên bang. Không ai biết rằng là một gián điệp đế quốc, hắn đã moi được từ những nhân vật này không biết bao nhiêu tin tức cơ mật. Vấn đề mấu chốt là những nhân vật mà hắn giao lưu đều là những người quyền cao chức trọng không ai dám động đến. Thậm chí lúc này, ngay cả trong phòng chỉ huy hiện tại cũng có 1, 2 người. Đúng là Cục Hiến Chương hoàn toàn độc lập với hệ thống chế hành nội bộ chính trị liên bang nhưng để điều tra được đến cùng thì đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như coi tất cả những người mà nghị viên Mạch Đức Lâm từng tiếp xúc là đối tượng tình nghi thì chắc trong nội bộ chính phủ hay nghị viện phải có một số lớn đại nhân vật phải tiếp nhận điều tra. Nói luôn kết luận đi. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vẫn cúi đầu, nói. Cây bút máy được đặt trong chiếc hộp nén chân không trong suối trước mặt ông đang ánh lên những tia sáng lấp lánh. Mục tiêu số 1, Mạch Đức Lâm là gián điệp mà đế quốc cử đến liên bang rất nhiều năm trước. Hắn đã thành công qua mặt được Quang Huy đệ nhất Hiến Chương, tạo ra một lỗ hổng lớn trong mạng lưới giám sát toàn liên bang và gây nên cho chúng ta những tổn hại không thể tưởng tượng được. Thôi Tụ Đông trầm giọng nói, máy tính chủ trung tâm Cục Hiến Chương đã xếp sự kiện này vào danh sách cấp độ 2. Mức nguy hại vẫn có thể khống chế được. Nói xong câu này, ông tắt hệ thống máy chiếu trước mặt, im lặng ngồi xuống vị trí phía sau thai cục trưởng. Lúc này Tổng thống Mạt Bố Nhĩ mới ngẩng đầu, nhìn một lượt những người đang có mặt trong phòng, cất giọng trầm ấm, mọi người nói gì đi. Chuyện nghị viên Mạch Đức Lâm là gián điệp của đế quốc, nếu như bên phía Cục Hiến Chương đã đưa ra nhiều chứng cứ như vậy, thì tôi tin rằng không một ai ở đây có thể chối bỏ cho được. Nhớ lúc trước khi tôi còn gặp gỡ hắn, tôi đã từng tán dương bởi tinh thần vì hòa bình của hắn. Việc Thượng tướng Mại Nhĩ Tư, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch có những phát ngôn đầu tiên không phải là có ý muốn chứng minh mình trong sạch, là đại nhân vật gần như đứng đầu trong quân đội liên bang. Nếu như ngay cả ông cũng bị Mạch Đức Lâm qua mặt thì có lẽ rất nhiều người ở đây không còn gì phải lo lắng nữa. 70 năm trước, liên bang và đế quốc giao chiến lần đầu tiên. Ngay từ lúc đó, phía đế quốc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch này. Ngoài kẻ đưa trẻ sơ sinh đến liên bang ra, thực sự chúng chẳng còn nghĩ ra cách nào khác để phá vỡ vòng phong tỏa của hiến chương liên bang. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư nhìn cây bút trên màn, lạnh lùng nói, may mà những thứ mà Mạch Đức Lâm điều tra được vẫn chưa bị mang đi. Rồi sắc mặt ông đột nhiên trở nên trầm trọng, nói, cả liên bang này đều bị hắn qua mặt. Chúng ta lại còn trao cho hắn huân chương tử tinh nữa chứ. Đây đúng là một sự sỉ nhục lớn. May mà hắn đã chết trước khi kịp tẩu thoát. Nếu không thì phần lớn những người có mặt trong càn phòng này đều sẽ phải tự sát.
bao gồm cả tôi trong đó. Cây bút này ẩn chứa những số liệu cụ thể về hai lối thông không gian của liên bang. Chính vì liên bang khống chế nghiêm ngặt hai lối thông không gian này nên chúng ta mới giành được thế chủ động trong những cuộc chiến ở tiền tuyến Tây Lâm cũng như tại tinh vực Bách Mộ Đại. Nếu như Mạch Đức Lâm mang những tin tức tình báo này cho đế quốc thì liên bang sẽ không còn kịp phòng chống và rất có khả năng sẽ phải dâng tặng Tây Lâm bằng cả hai tay cho đối phương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh bắt đầu giải thích cho những quan chức cao cấp đang có mặt trong phòng hội nghị nghe điểm đáng sợ trong vụ án Mạch Đức Lâm. Những câu nói ấy vừa thốt ra, nét mặt của những nhân vật ấy càng trở nên căng thẳng, càng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Tôi thì lại không cảm thấy đây là sự sỉ nhục với liên bang. Đế quốc đưa những đứa trẻ có huyết thống của chúng vào liên bang qua tập đoàn buôn người Bách Mộ Đại, rồi lại bằng một phương pháp nào đó thức tỉnh những đứa trẻ ấy, hòng để chia rẽ nội bộ liên bang. Kế hoạch này đã được đế quốc ấp ủ suốt 70 năm qua. Không thể không thừa nhận sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng của bọn họ quả thật đáng sợ nhưng cũng khiến người ta phải kính phục. Cục trưởng Cục Hiến Chương chậm chạp mở mắt nói, kế hoạch vĩ đại này được đế quốc thực hiện rất tốt. Mất tận mấy chục năm để dàn xếp thế trận. Ngay cả những quân cờ mà bọn chúng dàn xếp ban đầu cũng không biết thân phận thực sự của mình. Năm đó khi giành được huân chương tử tinh, Mạch Đức Lâm vẫn còn là một chiến sĩ căm hận đế quốc đến cực điểm. Chỉ có điều sau này khi biết được thân phận thực sự của mình thì không còn như thế nữa. Ta rất khâm phục cái nhân vật đã nghĩ ra kế hoạch này. Bao nhiêu năm như vậy có lẽ hắn cũng đã chết rồi. Nhưng uy lực của kế hoạch này thì mới bắt đầu được bộc lộ. Thái cục trưởng từ từ nói, một tên Mạch Đức Lâm đã đặt cả liên bang vào mối nguy hiểm không hề hay biết. Ai dám bảo đảm đế quốc chỉ có phái đi một tên Mạch Đức Lâm cơ chứ? Nếu như vẫn còn 20... 30 tên Mạch Đức Lâm nữa ẩn nấp trong chính phủ liên bang thì chúng ta phải làm thế nào? Bằng những quyền hạn của bản thân mình và cũng được Tổng thống trao quyền. Năm tháng qua, Cục Hiến Chương cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Cục Điều tra Liên bang đã tiến hành xử lý tất cả mọi cơ cấu trong liên bang. Và theo những số liệu còn lưu giữ trong kho lưu trữ số liệu, trong 3.671 nghi phạm, cuối cùng chúng tôi cũng lọc ra được 7 người rất có khả năng là mầm mống mà đế quốc gieo vào liên bang rất nhiều năm nay. Tôi gọi bọn chúng là mầm mống bởi vì chỉ cần được đế quốc tưới nước bón phân thì bọn chúng sẽ nở ra những bông hoa có độc trên mảnh đất liên bang. Cục trưởng Cục Hiến Chương từ từ nói, giọng điệu thì có vẻ rất bình thản nhưng lại có một sự lạnh lùng đến cực điểm ẩn chứa bên trong. Là một người có vai trò bảo vệ quang huy đệ nhất hiến chương của liên bang. Ông thực sự cảm thấy kính phục, cảm thấy kinh hãi với cái kế hoạch trường kỳ này của đế quốc, nhưng nhiều hơn vẫn là ước muốn được phá tan nó. Trong lúc ông phát biểu, không một ai trong phòng hội nghị dám cắt ngang, ngay cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng giữ nguyên tư thế im lặng lắng nghe. Điều khiến chúng ta có thể an tâm phần nào là 7 nghi phạm đã được xác nhận là mầm mống đế quốc ấy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là những công dân bình thường. Có lẽ lúc thiết kế kế hoạch này, phía đế quốc cũng xác định tỷ lệ thành công là rất thấp. Cả 7 người này đều không có cơ hội tiếp cận với những cơ quan quan trọng của liên bang. Thậm chí 6 trong 7 người đó còn chưa đi ra khỏi liên bang hay tiếp cận với người của đế quốc một lần nào. Nên tôi tin rằng bọn chúng vẫn chưa biết mình chính là mầm mống. Ở đây, tôi xin được quay lại nói một chút về nghị viên Mạch Đức Lâm. Tay bộ trưởng Thai vuốt nhẹ lên cây ba ton, nét mặt nghiêm nghị nói, trong quá trình điều tra vụ án này, tôi đã có cơ hội nhìn lại cuộc đời của hắn và không khỏi cảm thấy khâm phục. Hắn chẳng có chỗ dựa nào trong liên bang. Nhưng ngay khi vừa nhận được sứ mệnh của mình, hắn đã dành hẳn mấy chục năm thời gian cố gắng, tiến tới mục tiêu mà không hề do dự hay chán nản. Đi một vòng lớn, cuối cùng hắn cũng vào được trung tâm liên bang. Lão cục trưởng nhấc cây bút trước mặt lên, chau mày nói tiếp, lúc nãy Châu Bộ trưởng còn để sót một điều nữa. Ngoài những số liệu về lối đi thông không gian ra còn có một con chip nữa, con chip trung tâm quan trọng nhất của Cục Hiến Chương. Tất cả những người có mặt trong phòng, bao gồm cả ngài Tổng thống đều không biết chip trung lâm có nghĩa là gì, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của lão cục trưởng bọn họ cũng phần nào đoán được con chip trung tâm chắc chắn có liên quan đến quang huy đệ nhất Hiến Chương. Mạch Đức Lâm gia nhập vào phiến quân Thanh Long Sơn, nhưng lại không mượn cơ hội này để phát động nội chiến, mà chỉ tuyên truyền chủ trương phi bạo lực. Điều này nghe thì có vẻ không phù hợp với mục tiêu của đế quốc cho lắm,
nhưng nó lại hỗ trợ rất nhiều cho công việc tiếp cận một vị trí của 10 năm sau này. Thái Bộ trưởng nhìn cây bút trên tay chậm chậm nói, hắn muốn ngồi vào vị trí Phó Tổng thống Liên bang. Một nhân vật của đế quốc trở thành Phó Tổng thống Liên bang, đây không phải là chuyện nực cười sao? Hay là thần thoại? Không, hắn chỉ còn thiếu chút nữa thôi là đã thành công rồi. Các vị nên nhớ, trở thành Phó Tổng thống Liên bang cũng có nghĩa sẽ kiêm thêm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Quản lý Liên bang, mà Chủ tịch Quốc hội là người duy nhất trong cơ cấu chính phủ có thể thâm nhập vào Cục Hiến chương. Những phân tích này vừa được đưa ra, những người trong phòng không một ai có thể đưa ra phản ứng, ngay cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng bắt đầu nhăn mặt. Nếu như ngay từ đầu Mạch Đức Lâm đã nhắm chuẩn vào cái ghế Phó Tổng thống thì những tính toán của đế quốc quả thật quá đáng sợ. Nếu như Mạch Đức Lâm có thể hoàn thành chót lọt sứ mệnh của mình, khám phá ra bí mật vận hành của mạng lưới giám sát Inter thì kết cục có lẽ sẽ khủng khiếp lắm. Trên màn hình, nét mặt của Phó Tổng thống Bái Luân cũng không nhẹ nhõm hơn chút nào. Theo những điều lệ liên quan của chính phủ liên bang thì ông và Tổng thống Mặt Bố Nhĩ rất hiếm khi có cơ hội xuất hiện ở cùng một địa điểm. Ngay cả hội nghị quan trọng hôm nay ông ta cũng chỉ có thể tham gia bằng hình thức trực tuyến. Lúc này, biết được đối thủ cạnh tranh của mình là gián điệp của đế quốc, lại biết vị trí Phó Tổng thống của mình có ý nghĩa như thế nào, cho nên tâm trạng tự nhiên cũng trở nên nặng nề hơn. Lúc này đã xác nhận được 7 tên mầm mống, và chúng cũng đã bị giám sát toàn diện nên sẽ không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa. Chỉ cần chính phủ liên bang đồng ý, Cục Hiến chương sẽ ra lệnh bắt chúng ngay. Thái cục trưởng ho khan hai tiếng rồi lại tiếp tục nói, những điều tra về vụ án Mạch Đức Lâm đã đến hồi kết thúc. Bất luận thân phận thực sự của hắn là gì, thì chuyện hắn có thể tìm được bản đồ hai lối thông không gian và con chip trung tâm cũng đủ chứng minh nội bộ liên bang đã bại hoại đến mức không thể cứu vãn được nữa. Lần hành động này đã bắt được tổng cộng 314 người, bao gồm quan chức và cả quân nhân bị tình nghi có liên quan đến chuyện tiết lộ thông tin cho Mạch Đức Lâm. Hai mắt Thái cục trưởng đột nhiên ánh lên một tia nhìn lạnh buốt. Mặc dù bọn chúng vẫn luôn miệng kêu oan, mặc dù cho đến tận bây giờ bọn chúng vẫn chưa biết Mạch Đức Lâm là gian tế của đế quốc, nhưng cho dù Mạch Đức Lâm có trở thành Phó Tổng thống thì chuyện bọn chúng tiết lộ thông tin cơ mật cho đối phương cũng là một tội lỗi không thể dung tha. Tôi đề nghị những người này phải do Tòa án quân sự bí mật tiến hành thẩm vấn và áp dụng biên hạn định tội thượng cấp. Thái cục trưởng cúi đầu, lạnh nhạt nói, Mạch Đức Lâm kinh doanh bao nhiêu năm trong Thanh Long Sơn. Với danh tiếng và địa vị của mình, hắn có thể dễ dàng ngồi lên vị trí Phó Tổng thống, nên có không ít quan chức và quân nhân đồng ý tiết lộ thông tin cho hắn. Mặc dù bọn chúng không biết Mạch Đức Lâm là gian tế của đế quốc nhưng cũng đã tạo ra một mối nguy hiểm lớn. Nghe được câu này của Thái cục trưởng, tất cả những quan chức cao cấp đang có mặt trong phòng chỉ huy đều cảm thấy run sợ. Hơn 300 quân nhân đang bị thẩm vấn cùng một lúc. Đây có lẽ là lần thanh trừng có quy mô lớn nhất trong hiến lịch liên bang. Nhưng chẳng ai trong đám quan chức đó dám phản đối, bởi vì phải có những lần thanh trừng như thế này thì mới hy vọng loại bỏ được những tên gián điệp giấu mặt như Mạch Đức Lâm. Hơn nữa, đám quan quân đó phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình cũng là chuyện đương nhiên. Chương 306, Ý chí liên bang. Các vị, tháng 1 năm nay liên bang đã phải đứng trước nguy cơ diệt vong, nhưng nó cũng chỉ vẻn vẹn có vài tiếng đồng hồ. Thái cục trưởng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn một lượt những người đang có mặt trong phòng, hít một hơi thật sâu, nói, kỳ thực Cục Hiến chương chẳng có lý do gì hoài nghi hắn. Tất cả công lao đều thuộc về những gợi ý của máy tính chủ trung tâm. Nhưng dù sao hắn cũng là người tranh cử chức Phó Tổng thống, nên việc điều tra của Cục Hiến chương đã gặp không ít trở ngại. Và tôi cũng phải thừa nhận rằng Cục Hiến chương đã bị cái gọi là chính trị bó chặt tay chân, muốn tìm ra bằng chứng nhưng lại không làm được gì. Đây là sai lầm lớn nhất của Cục Hiến chương, muốn chắc chắn nhưng lại không ngờ rằng Mạch Đức Lâm đã sẵn sàng vứt lại mọi thứ ở liên bang để ra đi. Lão cục trưởng dùng một giọng điệu cực kỳ u ám, nói, may mà trước khi hắn bỏ đi thì đã có người đến để giết hắn. Lão cục trưởng đột nhiên thay đổi giọng điệu, mỉm cười nói, mấy tháng nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện Mạch Đức Lâm đã chết là tôi lại thấy vô cùng sung sướng. Hắn chết thật là tốt. Châu Bộ trưởng kín đáo liếc nhìn Lão Cục trưởng, tự nhiên cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Mầm mống đế quốc Mạch Đức Lâm đã nở một bông hoa có độc trên mảnh đất liên bang.
Nhưng ngay trước khi hắn kịp tiếp tục gieo hạt thì đã bị hai gã nông dân ngang bướng nhổ bật rễ. 10 năm trước cả liên bang và đế quốc đều trong trạng thái đề cao cảnh giác trong không gian phía sau tinh vân vãn hạt. Trí tuệ và cấu tạo sinh vật sống của đôi bên là khá giống nhau. Giống đến nỗi mà vũ trụ phải cảm động suýt khóc. Nhưng dường như đôi bên lại không có sự hân hoan của một người cô đơn trong vũ trụ đột nhiên tìm thấy họ hàng thân thích, mà lại nổ ra chiến tranh bởi những câu chuyện được ghi lại trong sử sách. Có lẽ bởi có cùng một trí tuệ tương đương, nên giữa họ có một ranh giới mà bản năng không cho phép xóa bỏ. Cho nên bành trướng và chiếm đoạt tài nguyên là chuyện mà hai bên cùng muốn làm, vì vậy chiến tranh là chuyện không thể tránh được. Những năm cuối cùng của hiến lịch trước, cả hai bên đã có một lần va chạm. Bất luận là trên phương diện kỹ thuật kinh tế hay tài nguyên, quân sự thì liên bang đều chiếm ưu thế hơn. Nhưng lúc đối mặt thì đế quốc vẫn thể hiện được năng lực chiến đấu đáng sợ của mình. Vô số chiến sĩ của những chủng tộc hạ đẳng dường như đã quên mất những áp bức bóc lột mà họ phải chịu ở quê hương mà tiếp tục quơ vũ khí trong tay, ngồi lên những chiếc phi thuyền tự tạo sơ sài như những con kiến cánh không tiếc mạng sống, lao ầm ầm lên tiền tuyến chống chọi với những máy móc hỏa lực cực mạnh của liên bang. Nhân khẩu đế quốc nhiều hơn, chiến sĩ đế quốc không sợ chết. Chỉ cần vị hoàng đế ngồi trong hoàng cung ra mệnh lệnh thì sẽ có vô số người chấp nhận lao mình vào chỗ chết. Mà số lượng người thiệt mạng thì cứ tăng lên không ngừng, như một lời nguyền cứ ám ảnh tâm can mỗi công dân liên bang. Bởi vì đó là người thân, là con cái, anh em, là bạn bè của họ. Liên bang không thể giống như đế quốc, trơ mắt đứng nhìn những đứa con của mình chết ở một góc vũ trụ xa xôi nào đó. Một bên thì điên cuồng dương cao ngọn cờ hoàng tộc nguyện trung thành với hoàng đế điện hạ, còn một bên thì chan hòa nước mắt. Phải biết rằng, trong vũ trụ này, liên bang giống như một đứa trẻ cô đơn giàu có. Họ không bao giờ thèm ngó ngàng đến người họ hàng xa đáng thương mà ti tiện ẩn nấp trong tinh vực bách mộ đại. Điều duy nhất khiến họ lo lắng chỉ là xạ tuyến vũ trụ rò rỉ, thiên thạch hay những sinh vật hoang dã thỉnh thoảng xuất hiện trên tinh cầu tài nguyên chứ không có bất cứ đối thủ ngang tầm nào. Nhiều năm nay, liên bang đã quen sống trong hòa bình, nên đương nhiên sẽ không lưu giữ quá nhiều binh lính. Cho nên khi lần đầu tiên phải chạm mặt với một kẻ thù hùng mạnh tàn ác, đương nhiên sẽ không kịp trở tay. Cho nên, trong lần đầu tiên giáp chiến, sau khi quân viễn chinh liên bang vượt qua tinh vân vãn hạt và đánh giáp lá cà với quân đế quốc, đã phải chật vật rút lui về tinh vực Tây Lâm. Trong lúc liên bang còn bận rộn dưỡng sức, chiêu mộ quân đội, nâng cao khả năng chiến đấu thì đại quân xâm lược đế quốc lại mất trọn 7 năm để tiến hành một cuộc viễn chinh quy mô lớn, vòng qua tinh vân vãn hạt, tấn công vào bên hông liên bang. Thời điểm đó, nếu như chỉ so về quân lực thì đám quân đến từ những chiếc phi thuyền loại nhỏ chi chít như những con châu chấu ấy sẽ dễ dàng chiếm được phòng tuyến Tây Lâm và sẽ xông thẳng vào trung tâm liên bang. Đúng lúc liên bang đang nằm trong ranh giới của sự tồn vong thì quang huy đệ nhất hiến chương như những tia thánh quang chói lọi, bắt đầu chiếu vào phi thuyền của bọn đế quốc xâm lược. Một phần của quang huy đệ nhất hiến chương chính là hệ thống giám sát Inter. Trên địa bàn của mình, quân đội liên bang có đủ tự tin để phản công. Phía sau tinh vân vãn hạt họ không phải là đối thủ của quân đế quốc, nhưng trên mảnh đất của mình, bọn họ có vô vàn con mắt trong khi quân đội viễn chinh đế quốc lại trở thành những kẻ mù. Quang huy đệ nhất hiến chương quyền uy tối cao mà xã hội liên bang đầu tư không biết bao nhiêu tiền của, bao nhiêu thời gian để lắp đặt khắp vũ trụ, cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng vĩ đại của mình. Quân viễn chinh đế quốc thảm bại ở đại khu Tây Lâm trước khi kịp thò chân vào liên bang. Cho đến tận bây giờ, cái ranh giới kiên cố giữa hai bên vẫn chưa một lần bị phá vỡ. Nhưng hoàng đế đế quốc không cam tâm. Phải chờ cho đội quân viễn chinh thất bại thêm mấy lần ở Tây Lâm nữa, thì hắn mới chịu thừa nhận. Chỉ cần quang huy đệ nhất hiến chương còn tồn tại thì bất luận là tấn công mạnh đến đâu hay là âm thầm đột nhập thì cũng chỉ có một kết cục cuối cùng là thất bại. Ngay sau đó một vị đại thần đã đề nghị hoàng đế điện hạ bắt đầu kế hoạch hạt giống. Trong đế quốc, không phải ai cùng biết đến kế hoạch này, còn liên bang thì vẫn đang bận rộn tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, củng cố lực lượng nên càng không biết được đã có vô số hạt giống mang trên mình mầm độc đang bay qua ngân hà, nhẹ nhàng đáp xuống mảnh đất liên bang. Hòa bình giữa đế quốc và liên bang cứ thế duy trì qua từng ấy năm. Trải qua bao nhiêu máu lửa, quân đội liên bang cùng trưởng thành lên rất nhiều. Để rửa mối thù cũ,
họ đã tổ chức một đội quân viễn chinh hùng mạnh, chia làm hai cánh đi qua Tinh Vân Vãn Hạt và hành lang không gian Gia Lý tấn công ngang lưng đế quốc. Nhưng liên bang đã quá xem nhẹ khả năng chịu đựng của con quái vật đế quốc, cũng quá xem nhẹ tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật quân sự chóng mặt của chúng. Mặc dù ban đầu, liên bang dựa vào vũ khí tiên tiến và khả năng di chuyển tức thời nên chiếm được ưu thế, hạ gục quân hạm một và đánh tan ba đại đội hoàng gia. Nhưng ngay sau đó, đội quân viễn chinh liên bang đã rơi vào biển lửa mà đế quốc giăng sẵn. Trong những giờ phút căng thẳng nhất, nguyên soái lục quân đế quốc đột nhiên thực hiện một kế hoạch tác chiến cực kỳ mạo hiểm. Hạm đội chiến đấu kết hợp với lục quân vây chặt lối ra hành lang không gian Gia Lý, chặn đứng đường rút của quân viễn chinh liên bang. Còn một đội quân do đích thân Hoàng đế thống lĩnh, vòng qua Tinh Vân An Đạt, đáp xuống căn cứ trung chuyển quan trọng nhất của quân viễn chinh liên bang, tạo thành thế gọng kìm dồn đội quân viễn chinh vào lưới. Chính trong trận chiến này, sư trưởng sư đoàn thiết giáp 17, quân thần Lý Thất Phu đã tạo ra thời khắc sáng chói nhất của cuộc đời mình. Ông điều khiển con robot M-37 đen bóng, lao vào giết chết Hoàng đế điện hạ của đế quốc. Lợi dụng đối phương còn đang hỗn loạn, quân viễn chinh liên bang phá vỡ vòng phong tỏa, vòng qua Tinh Vân Vãn Hạt trở về bình an vô sự. Cuộc đại chiến lần này được liên bang gọi là chiến tranh lần thứ nhất. Các nhà quân sự không thừa nhận lần bị quân đế quốc tấn công vào Tây Lâm là một cuộc chiến thực sự. Họ cho rằng, liên bang lúc đó chẳng có nổi một đội quân gia hồn mà chỉ biết hòa bình. Qua bao nhiêu thắng bại, máu lửa, quân đội liên bang cứ thế dần trưởng thành. Qua những cuộc chiến, Lý Thất Phu của Phí Thành Lý Gia cũng đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực chiến đấu toàn diện cùng như khả năng chỉ huy tuyệt vời của mình. Cái danh hiệu quân thần theo ông từ đó đến nay. Tiếp sau đó là chiến tranh liên miên, là hy sinh mất mát. Những đội quân viễn chỉnh thiện chiến của đế quốc vẫn xuất hiện không ngừng, mà nguy hiểm hơn là những doanh robot đặc chủng hoàng gia đế quốc đã bắt đầu đi qua khu vực không kiểm soát ở tinh vực Bách Mộ Đại, theo lối thông không gian, tiến sát vào vành đai biên giới liên bang. Quá nhiều máu, quá nhiều hy sinh, quá nhiều thù hận, tất cả đủ để chứng minh giữa liên bang và đế quốc không thể có hòa bình. Cuộc chiến tồn vong sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi vũ trụ này tìm được một chủ nhân thực sự. Báo cáo của Cục Hiến Trương đã kết thúc nhưng phòng chỉ huy tác chiến trong dinh thự Tổng thống vẫn lặng ngắt như tờ. Đối diện với âm mưu hiểm độc được ẩn giấu mấy chục năm nay của đế quốc, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một sự kinh hoàng chưa từng có. Những người đang có mặt ở đây đều đã từng có kinh nghiệm trong quân đội nhưng chưa từng run sợ khi phải đối mặt với quân đế quốc. Lúc này, tận mắt chứng kiến sự giả hoạt thâm độc của đối phương, bọn họ không khỏi cảm thấy nặng nề. Một người đế quốc suýt nữa đã trở thành phó tổng thống liên bang. Nếu như điều này trở thành sự thật thì tôi không biết những người có mặt ở đây, bao gồm cả tôi, phải ăn nói thế nào với nhân dân liên bang, phải giải thích thế nào với lịch sử liên bang. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhìn những vị quan chức cao cấp và tướng lĩnh trong phòng, trầm giọng nói, còn về chuyên án Mạch Đức Lâm, nếu như hồi đó Nghị viện và Bộ Tư pháp kiên trì điều tra đến cùng thì dù có không vạch trần được kế hoạch của đế quốc, cục diện cũng không đến nỗi nguy hiểm như thế này. Dù đã cố gắng che giấu cảm xúc bên trong, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Ngài Tổng thống. Mới nhậm chức được 5 tháng nhưng vị Tổng thống xuất thân bần hàn này đã có được niềm tin cũng như sự trung thành của phần lớn mọi người. Dù cái chết của Mạch Đức Lâm có làm cho xã hội liên bang xáo động thật nhưng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vẫn có được sự ủng hộ của 60% nhân dân liên bang. Nói theo ngôn ngữ chính luận thì Tổng thống Mặt Bố Nhĩ hoàn toàn khác người tiền nhiệm của mình. Ông thực sự là hình mẫu điển hình của một con người mạnh mẽ. Lúc ấy nếu như kiên trì điều tra đến cùng, thì phản ứng của nhân dân trước cái chết của Mạch Đức Lâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cho mày, nhìn một lượt đám phụ tá và tướng quân có mặt trong phòng hội nghị lạnh lùng nói, lúc nãy ta đã ký lệnh hủy bỏ mọi quyền hạn của Ngê Ứng Nam trong chính phủ. Nghe thấy câu này, đám quan chức ngồi bên bàn họp không khỏi run sợ. Ngê Ứng Nam, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người trực tiếp phụ trách chuyên án điều tra Mạch Đức Lâm. Nhưng khi Mạch Đức Lâm sắp bị vạch trần bộ mặt thật thì hắn lại để sổng mất một nhân chứng quan trọng rồi tuyên bố ngừng điều tra. Sau này, nhân vật này cũng đã tự động xin từ chức. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, cựu Bộ trưởng Nghê có mối quan hệ rất thân mật với thai phu nhân.
Chuyện chuyên án Mạch Đức Lâm mở đầu hay kết thúc đằng sau đều có bóng dáng của thai phu nhân. Nhưng trên thực tế, thai phu nhân làm như vậy cũng là để cho Tổng thống Mạt Bố Nhĩ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử mà thôi. Sau khi tân Tổng thống chính thức nhậm chức, công thần Nghê Ứng Nam đương nhiên cũng được cất nhắc lên làm cố vấn quân sự đặc biệt trong dinh thự Tổng thống, có thể tham gia vào các hội nghị an ninh quốc gia, là nhân vật được ưu ái nhất trong nội các chính phủ. Nếu như không có gì thay đổi, đợi sau khi chuyên án Mạch Đức Lâm chìm vào quên lãng, hắn sẽ trở thành trợ thủ quan trọng nhất của tân Tổng thống. Vậy mà hôm nay Tổng thống Mạt Bố Nhĩ lại tuyên bố hủy, bỏ hết mọi chức vụ của hắn trong chính phủ. Chuyện này là có ý gì? Là thể hiện cho sự phẫn nộ của ngài Tổng thống trước sự việc Mạch Đức Lâm hay là đòn cảnh cáo với những thế lực đứng đằng sau? Tất cả những người có mặt trong phòng chỉ huy đều lựa chọn im lặng, không ai dám nói điều gì. Mạch Đức Lâm đã chết, nhưng sự việc này cảnh báo cho chúng ta rằng đám lang sói đế quốc vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm. Hội nghị an ninh quốc gia này có sự tham gia đầy đủ của tất cả các vị tướng lĩnh liên bang. Chúng ta phải lập tức cùng nhau vạch ra được một sách lược cụ thể. Tổng thống Mạch Bố Nhĩ dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Trung Tư lệnh và Tư lệnh Hạm đội Hồng Dư Lương, nói, chúng ta không biết bao giờ đế quốc sẽ tấn công, nhưng chúng ta nhất định phải biết rằng bao giờ thì chúng ta đủ khả năng đánh trả bọn chúng. Không khí trong phòng hội nghị dường như đông đặc lại. Hôm nay nhất định phải bàn về thế cục giữa đế quốc và liên bang. Nhưng để cho một trận đại chiến thực sự thì e rằng chí ít cũng phải mất 3 năm, mà trong 3 năm đó, quân đế quốc cũng không ngừng lớn mạnh. Trước tiên phải giấu kín chuyện Mạch Đức Lâm, không để cho bên đế quốc biết chúng ta đã có sự chuẩn bị. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư biết chỉ có mình mới phá vỡ được sự im lặng này. Bởi vì ông đã kịp để ý thấy lông mày của vị tư lệnh Tây Lâm bắt đầu nhướng lên. Là người đứng đầu quân đội, ông không thể trơ mắt đứng nhìn hắn ta lên tiếng chỉ trích Tổng thống trước mặt bao nhiêu người như thế này. Cục Hiến Chương đã 3 lần làm công tác thanh trừ. Chuyện bảo mật không có gì phải lo lắng. Thỏi Tụ Đông trầm giọng nói, chúng ta đã đưa ra kết luận Mạch Đức Lâm chết là do bị ám sát. Bộ trưởng Châu Ứng Tinh vẫn đang cúi đầu đọc những văn kiện trước mặt, mặt không hề biến sắc. Tôi không nghi ngờ những quân nhân trong đội đặc chiến mà quân khu số 2 và quân khu Tây Lâm phái đi. Tướng quân Mại Nhĩ Tư nhìn thấy viên tư lệnh họ Trung trên màn hình có vẻ đã bình tĩnh trở lại nên cũng yên tâm hơn. Nói, nhưng những người đã tìm được cuốn băng ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Mạch Đức Lâm và Hoàng đế đế quốc, có thể tin tưởng được không? Có thể. Thái cục trưởng của Cục Hiến Chương chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Thượng tướng Mại Nhĩ Tư, nói, đó là đứa con cưng của cục. Hội nghị kết thúc cũng đã là nửa đêm, Châu Ứng Tinh chậm rãi bước men theo những bãi cỏ xanh mướt trước dinh cách đó không xa. Tiêu thư ký tay cầm áo khoác lặng lẽ bước theo, cố gắng không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ông. Hội nghị cấp cao bí mật ngày hôm nay chủ yếu là bàn về kế hoạch mầm độc của đế quốc để tìm ra sách lược đối phó. Mức độ chuẩn bị chiến đấu của quân đội cũng đã được nhắc đến. Dù Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã ra quyết định nhưng xem ra bên quân đội mà cụ thể là Tây Lâm lại có một quan điểm khác. Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai nhắc đến chuyện nên hay không nên công bố thân phận thực sự của Mạch Đức Lâm cho toàn thể nhân dân liên bang. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 307, Trước Bình Minh. Bước men theo bãi cỏ, khóe miệng Châu Bộ trưởng khẽ nhếch lên một tia giễu cợt, giữ bí mật để qua mặt đế quốc, đây rõ ràng chỉ là sự thoái thác vô cùng ngây ngô. Không dám công khai chuyện này vì liên bang sợ mất mặt, bất luận là chính phủ hay nhân dân liên bang thì cũng thế thôi. Nói gì nhân vật chính lại là Mạch Đức Lâm, ngài nghị viên mà ai ai cũng kính trọng thì ai mà tin nổi. Không hẹn mà gặp, cả chính phủ và nhân dân liên bang cũng lựa chọn biện pháp che giấu. Đây có lẽ chính là cái ý chí liên bang mà Kiều Trì Tạp Lâm đã từng nói. Ý chí này sẽ che đậy sự thật, như những gì Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã nói. Mạch Đức Lâm đã chết trong tay những phần tử khủng bố hiểm độc. Bên ngoài dinh tự Tổng thống, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đang ở rộng cánh cửa chiếc xe quân dụng nặng nề chờ ông bước vào. Ánh mắt Thượng tướng vẫn ánh lên đầy vẻ kiên quyết. Nhìn Bộ trưởng Châu nói, không ai dám nhắc đến chuyện đó, vì mối quan hệ giữa ngài và hắn, ngài càng không thể nhắc tới. Nhưng tôi rất muốn nói là Hứa Nhạc đã lập được công lao lớn cho liên bang.
Hắn không thể để cho những người làm lính như chúng ta phải mất mặt, không để cho một ông già như tôi phải mất mặt. Đoàn xe quân dụng với những biển số vô cùng nổi bật lướt nhẹ trong đêm như những bóng ma, tiến thẳng về phía tây đặc khu thủ đô. Nếu như là ban ngày thì có lẽ đoàn xe đại diện cho thân phận và địa vị này sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người đi đường. Nhưng lúc này trên đường thi thoảng chỉ có những công nhân cũng xe vệ sinh tự lái là đang dạt sang hai bên nhìn đoàn xe u ám lướt qua. Châu Ứng Tinh không ngồi trên chiếc xe dành riêng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà ngồi trên chiếc xe quân dụng chống đạn của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Hai đại nhân vật quan trọng của quân đội liên bang đang nhìn về phía trước thì thầm bàn bạc việc gì đó. Chiếc bút đặt trước mặt Tổng thống có ý nghĩa như thế nào chắc ngài rõ hơn ai hết. Bất luận là Hứa Nhạc giết Mạch Đức Lâm vì lý do gì thì hắn cũng đã làm được việc này. Cũng có thể nói là hắn đã lập được công lớn cho liên bang. Hắn lại còn là người đã chế tạo thành công con robot MX mới. Quan trọng hơn, với những người làm lính như chúng ta mà nói, nếu như hắn chết thì sẽ là một tổn thất rất lớn cho liên bang. Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, có thể nhìn thấy mấy sợi bạc lấp lánh trên lông mày Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Ông nhíu mày nhưng lại mỉm cười nói, cuốn băng đó đã được phòng nghiên cứu quân khu nghiên cứu rất kỹ rồi. Gần đây đám nhóc con cũng đang diễn tập, tập tành nghiên cứu. Ngài đã xem qua mấy lần rồi? Một lần. Châu Ứng Tinh im lặng hồi đáp, sự việc có liên quan đến bí mật liên bang, xem càng nhiều thì càng khó bảo mật. Mại Nhĩ Tư bật cười, quay sang nói, đã ngần ấy năm rồi mà ông vẫn còn cẩn thận như vậy. Ông chuyển cuốn băng đến tận căn cứ huấn luyện rồi thì còn giấu tôi làm gì? Châu Bộ trưởng chỉ lắc lắc đầu mỉm cười, không nói gì. Quân nhân liên bang kiên cường bất khuất như vậy mà lại để cho một người cẩn thận như ngài ngồi lên vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chắc quân đội chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi đâu. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư quay hẳn người sang phía Châu Bộ trưởng, dịu giọng nói, nhưng tôi vẫn nhớ, lần viễn chinh thứ hai đó, nếu như không vì ông kiên quyết bắt hạm đội hạ cánh thì có lẽ liên đội của tôi cũng đã hy sinh hết rồi. Ông lúc đó giơ khẩu súng lục trong tay, hét vào bộ đàm rằng nếu như hạm đội không hạ cánh, ông sẽ giết hết người của căn cứ hậu cần. Trong hoàn cảnh như thế, ai không dám nghe lời ngài chứ? Mại Thượng tướng nói khe khẽ, chỉ là mấy câu nói đơn giản như hai viên quân nhân giả nua đã đưa nhau quay trở về chiến trường của rất nhiều năm về trước. Lúc đó, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã là một nhân vật quan trọng của một quân đoàn nào đó, còn Châu Ứng Tinh chỉ là một chủ quản bên hậu cần. Địa vị của hai người vô cùng chênh lệch. Ai ngờ được nhiều năm sau, họ đã là hai vị đại lão quân đội bằng vai phải lứa với nhau như hiện nay. Nhưng quan trọng hơn là cả Tổng thống Mặt Bố Nhĩ và Thái Phu Nhân đều không biết rằng, dù qua lại rất ít, nhưng hai vị lão đại của quân đội liên bang này lại có một mối quan hệ rất thân tình. Trở về tư thế ngồi như cũ, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư lạnh lùng nói, quay trở lại chuyện chính, Hứa Nhạc vẫn là quân nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự, thì sao lại có thể chết trong tay đám người đó được? Vì muốn che giấu sự thật mà để cho con cháu chúng ta trở thành vật thế mạng hay sao? Tên tiểu tử này nếu như được rèn luyện mấy năm trong quân đội liên bang, tương lai chắc chắn sẽ tạo ra không ít bất ngờ. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư hồi tưởng lại những hình ảnh trong cuốn băng mà ông đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nới lỏng bộ quân phục trên người. Ông thở dài nói, không biết bao nhiêu năm nữa mới lại xuất hiện một gã mạnh mẽ như thế. Tôi thấy, e rằng ngay cả cái tên tự xưng là cuồng nhân Lý Phong cũng không đủ khả năng tấn công vào tòa nhà Cơ Kim Hội giết chết Mạch Đức Lâm như thế. Ngài nói xem, nếu như là ngài sư trưởng thì có thể làm được không? Vị sư trưởng mà ông nhắc đến không ai khác chính là sư trưởng sư đoàn thiết giáp 17, quân thần Lý Thất Phu đại nhân. Sư trưởng đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Nhưng Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã nhanh chóng lật lại quan điểm vừa rồi của mình, chậm chậm nói, nhưng trận đại chiến tới, không lẽ lại tiếp tục chờ đợi sư trưởng xuất sơn sao? Đám nhãi nhép chúng ta có lẽ sẽ xấu hổ mà tự sát hết mất. Châu Ứng Tinh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, không tham gia câu nào, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn khung cảnh hai bên đường. Đôi mắt ông ánh lên một tia sáng lấp lánh, nhưng nó biến mất rất nhanh. Nếu như tôi không nhầm thì con bé nhà ngài hình như là người của hắn. Vậy mà ngài không chịu ra mặt ư? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư bắt đầu dựa hẳn vào ghế, hai mắt nhắm hờ thư thái nói. Châu Ứng Tinh chỉ mỉm cười, không giải thích điều gì. Sau cái ôm với Hứa Nhạc ở ngoài nghĩa trang, ông ta đã hiểu rằng cả hai bên sẽ phải gánh vác một vài rắc rối cho nhau.
Thượng tướng Mại Nhĩ Tư chẳng cảm thấy lạ khi không nhận được câu trả lời từ Châu Ứng Tinh. Ông biết con người này từ khi hắn còn làm công tác hậu cần. Cả cuộc đời binh nghiệp, hắn lúc nào cũng phải cẩn thận, nghiêm nghị, không dễ dàng nói ra ý kiến cũng như suy nghĩ của mình. Bây giờ đã ở vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rồi, nhưng sự cẩn thận ấy vẫn không hề thay đổi. Ông vẫn nhắm mắt nói, Hứa Nhạc là nhân tài, không thể chết được. Tầng thượng tòa nhà Tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm giống như một viên kim cương khổng lồ, chói lòa giữa màn đêm bởi mái vòm và những bức tường bằng kính trong suốt. Gia chủ Lợi Gia, Lợi Duyên Cung vẫn đội trên đầu chiếc mũ quả dưa màu đen quen thuộc, mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế kiểu cổ, tạo nên một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với căn phòng xa hoa rộng lớn. Điện thoại đã ngắt, nhưng những nếp nhăn trên trán ông thì vẫn chưa giãn ra, mà còn thêm mấy đường chằng chịt như những tảng đá bị phong hóa. Hội nghị trong dinh thự Tổng thống đã kết thúc. Nghị viên Mạch Đức Lâm đã được xác định là gián điệp của đế quốc. Lợi Duyên Cung nhấc chiếc mũ quả dưa ra khỏi đầu, nhếch miệng chua chát nói, mọi chuyện quả thật quá buồn cười. Lần đầu tiên Lợi Gia chúng ta nhúng tay vào chuyện tranh cử Tổng thống lại là ủng hộ cho một tên gián điệp đế quốc. Liên bang chưa bao giờ có được một bí mật tuyệt đối. Những bí mật kiểu như thân phận thực sự của Mạch Đức Lâm có lẽ vĩnh viễn chỉ được lưu truyền trong vòng vài chục người, nhưng sẽ không bao giờ giấu được người của thất đại gia tộc liên bang, bởi vì bọn họ mãi mãi là thành viên trong cái vòng luẩn quẩn đó. Lợi Tu Trúc đang cúi gằm mặt trước cha như một đứa trẻ mắc lỗi, khuôn mặt tươi tắn như hoa nhợt nhạt vỏ sắc. Nghe thấy câu nói này, lưng hắn càng cúi sâu hơn nữa. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ là một người thông minh, ông ta sẽ không vạch trần chuyện này đâu. Nhưng dù như vậy thì những người đã từng ủng hộ Mạch Đức Lâm như gia tộc chúng ta sẽ càng khó coi hơn nhiều. Lợi Duyên Cung ho nhẹ hai tiếng, nói, con cũng đừng tự trách mình quá. Cả liên bang này còn bị Mạch Đức Lâm lừa, huống chi là hai cha con mình. Đừng tự đánh giá mình cao quá. Con hiểu, thưa cha. Lợi Tu Trúc cúi đầu hồi đáp, rồi nói luôn, Hứa Nhạc đã mất tích 5 tháng nay. Theo thông tin tình báo thì hình như cái chết của Mạch Đức Lâm có liên quan đến hắn. Mạch Đức Lâm là một gã khiến người ta phải khâm phục. Vậy mà hắn cũng bị Hứa Nhạc giết chết. Lợi Duyên Cung chậm chậm đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Xét về một phương diện ý nghĩa nào đó thì hắn là anh hùng của cả liên bang này. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn chỉ được coi là phần tử khủng bố, bị đóng lên cái cột ô nhục của lịch sử rồi chết. Cha! Lợi Tu Trúc chỉ gặp qua Hứa Nhạc có mấy lần. Là một người đứng trên đỉnh cái kim tự tháp liên bang, hắn vốn dĩ không nên quá để ý đến con người này. Nhưng một năm qua, con người đó đã làm quá nhiều việc mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất sợ sự tồn tại của Hứa Nhạc, nhưng khi nghe những lời cha hắn vừa nói, hắn cũng không khỏi giật mình. Thực sự một người đã lập công lớn cho liên bang sẽ phải nhận cái kết cục bi thảm ấy sao? Nhìn cái chết của Mạch Đức Lâm, có thể biết được chàng trai đó hành động quá ngang tàng, quá tàn nhẫn. Với cái thể chế này, liên bang không thể chứa chấp một nhân vật đơn thương độc mà hành sự như hắn. Lợi Duyên Cung chậm rãi bước ra khỏi văn phòng nhưng giọng nói già nua thì vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Từng từ, từng chữ như khắc vào tim, chỉ cần dựa vào tâm lý, dựa vào suy nghĩ của mình mà dám giết người. Để một người như thế tồn tại, không biết liên bang sẽ có bao nhiêu người ăn không ngon ngủ không yên. Người cha vô dụng của con cũng nghĩ như vậy đấy. Thử nghĩ mà xem. Nếu như một ngày tên Hứa Nhạc đó cho rằng cha đáng chết, hắn phải giết cha, thì con nói cha nên sống thế nào? Mạch Đức Lâm là một nhân vật rất giỏi. Một người giỏi như vậy mà lại chết một cách vô lý ngay giữa đại bản doanh của mình, trong tay Hứa Nhạc. Sự thật này khiến cho không ít người phải giật mình cảm thán. Ngoài cảm giác vui mừng vì sự an toàn của liên bang ra thì bọn họ lại thấy sợ vị anh hùng dân tộc này hơn. Cổ ngữ liên bang có câu thất phu nhất nộ, thiên hạ lưu huyết. Quân thần Lý Thất Phu đã ra ven hồ ngắm cảnh rồi, nhưng liên bang lại đột nhiên xuất hiện thêm một vị thất phu nữa. Hơn nữa, vị thất phu trẻ tuổi này lại là một người hành động không theo nguyên tắc nào hết. Giống như câu mỉa mai của Lợi lão gia, con người này vì đánh nhầm, đụng nhầm mà lập nên công trạng. Có cho hắn sống hay thả hắn ra thì cũng chỉ trở thành mối nguy hiểm thôi. Trừ bên quân đội ra, bao gồm cả nội các chính phủ trong đó, thì nghị viện và thất đại gia tộc đều không muốn nhìn thấy Hứa Nhạc tiếp tục tồn tại. Bọn họ im lặng nhìn liên bang che giấu câu chuyện của Mạch Đức Lâm.
lạnh lùng chờ đợi Hứa Nhạc bị phán quyết là phần tử khủng bố rồi chết. Chỉ cần tiểu nhân vật này chết đi, thế giới này sẽ trở về quỹ đạo cũ. Người tốt ta tốt, mọi người đều tốt. Tương lai của liên bang sẽ càng tốt đẹp hơn. Nhưng tương lai này đối với Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải mà nói lại quá bi thương. Tại trang viên phía sau núi Mạc Sầu, Trầm Cách mệt mỏi day day chán. Xử lý hết đống văn kiện khẩn ngày hôm nay, ông mới để ý thấy ký hiệu email ở góc phải màn hình đang nhấp nháy. Đọc lướt qua những dòng chữ trong email, phải mất một lúc lâu sau ông mới đưa ra được quyết định. Chỉnh trang lại quần áo, ông đứng dậy đi qua dãy hành lang dài, lên tầng 3. Đứng bên ngoài căn bếp rộng rãi trên tầng bạ, cầm văn kiện trong tay, Trầm Cách nhìn theo bóng dáng thai phu nhân, nhẹ giọng nói, Bạch Ngọc Lan muốn quay về. Một người bạn chiến đấu của hắn sắp kết hôn, hắn không muốn bỏ lỡ dịp này. Còn dao đang cắt hành tây trên tay, thai phu nhân đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc, bà nói, việc nhỏ như vậy, cậu tự xử lý đi. Tôi sợ là nếu hắn quay về, hắn sẽ đụng phải Hứa Nhạc. Trầm Cách trầm giọng nói. Thai phu nhân không trả lời, vẫn đều đặn tay dao, cắt hành tây thành những miếng nhỏ. Vì đã đeo một chiếc kính bảo vệ nên bà chẳng hề bị chảy nước mắt, nét mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Không ai có thể hiểu được sự phẫn nộ cũng như tâm trạng lạnh lão hiện tại của bà. Hứa Nhạc là người mà một tay bà nâng đỡ, nhưng với bà, hắn vẫn là một chàng trai trẻ không thích bị khống chế của rất nhiều năm trước, cố gắng thoát ra ngoài cửa sổ mà không sợ sẽ bị ô tô cán chết. Cái cảm giác này làm bà nhớ lại nỗi buồn thời thơ ấu, nên bà không thể cho Hứa Nhạc sống tiếp. Ai cũng không thể thay đổi được quyết định này. Phu nhân không thèm để ý những ý kiến khác nhau của nội bộ chính phủ, cũng chẳng cố hơi sức đâu ngồi đoán xem ai đã chuyển hắn từ tổ hồ ly về nhà giam quân sự trên mặt đất, rồi lại chuyển cuốn băng đó đến căn cứ huấn luyện để khơi lên sự hứng thú của đám quân nhân đó với Hứa Nhạc. Chẳng cần dùng đến cái chết của Mạch Đức Lâm. Trong tay bà vẫn còn giữ bí mật của hắn. Chỉ cần bà muốn, Hứa Nhạc sẽ phải chết ngay lập tức. Chỉ có điều bà vẫn muốn chờ, xem cái kẻ đang hô sóng gọi gió phía sau kia là ai. Nghe thấy câu nói này, Trầm thư ký hiểu ngay Hứa Nhạc sẽ chẳng còn cơ hội sống sót ra khỏi nhà giam quân sự nên quay người rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Hứa Nhạc không hề hay biết rằng trong nội bộ liên bang, thân phận của hắn đang bị giằng co giữa hai thái cực, anh hùng và phần tử khủng bố. Hắn chẳng có cái linh cảm sinh tử nào cả. Những ngày sống trong ngục Khuynh Thành, hắn vẫn thường nheo mắt nhìn ra đám cỏ tươi tốt bên ngoài đồng, rồi lại cúi xuống trà sát trước còng trên tay, chờ đợi một thời khắc. Đại thúc đã từng dạy hắn, không thể phó thác mạng sống của mình cho người khác, nên chẳng cần đợi Từ Tùng Tử mang đến những tin tức mơ hồ rằng bên ngoài đang có người tìm cách cứu hắn, thì hắn cũng đã âm thầm lên kế hoạch tự cứu mình. Chỉ tiếc nhà giam này canh phòng quá nghiêm ngặt, còn cái thứ giả nua kia thì lại không thèm đáp lại cái thỉnh cầu giúp đỡ vượt ngục của hắn. Sở dĩ phải mạo hiểm để vượt ngục vì Hứa Nhạc biết vị phu nhân đó muốn hắn chết, mà thai phu nhân thì đang có trong tay bí mật lớn nhất của hắn. Bí mật có thể giải trừ quang huy đệ nhất hiến chương. Ai sở hữu cái bí mật này thì cũng đều phải chết, bất luận là tổng thống hay thường dân cũng vậy. Cơn đau nhức dưới da kéo Hứa Nhạc ra khỏi dòng suy nghĩ. Vị máu tươi trong miệng rỉ ra nghe ngón ngọt. Những hình ảnh mơ hồ phải mất một lúc lâu mới tập trung được để Hứa Nhạc nhìn ra gã nhân viên lạnh lùng của Cục Điều tra Liên bang đang ngồi trước mặt mình. Đây đang là bên trong phòng thẩm vấn. Hắn đang phải tiếp nhận một cuộc thẩm tra của Cục Điều tra Liên bang. Một cuộc thẩm tra đáng sợ. Gã nhân viên Cục Điều tra chỉnh lớn dòng điện lưu, nhìn những cái kim dính máu đang giật không lớp da đầu của Hứa Nhạc, mỉm cười hoi. Anh gia nhập phiến quân từ bao giờ? Chương 308, ký sự thẩm vấn. Bốn bức tường xung quanh phòng thẩm vấn là những mảnh kim loại dày sáng bóng. Trên những chiếc kệ làm bằng vật liệu từ tính, bày mấy vật trang trí cực kỳ đơn giản. Vài gã quan viên mặc đồ đen cua Cục Điều tra Liên bang lặng lẽ đứng nhìn Hứa Nhạc bị khóa chặt trên ghế, không nhúc nhích. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng điện lưu rì rì và những tiếng kêu rên đau đớn phát ra từ đôi môi khô nứt của hắn. Những chiếc kim điện luồn xuống dưới da đầu Hứa Nhạc, nảy lên liên hồi, truyền sự đau đớn vào trong cơ thể hắn, nhưng lại làm cho đầu óc hắn càng thêm tinh táo. Đã mấy ngày liền không được ngủ, thần kinh của hắn đã có chút kém minh mẫn. Bây giờ,
Dưới sự tác động của những cơn đau, hắn đã có thể từ từ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mấy gã quan viên, vừa bình thản, vừa khổ sở. Sau khi ký tên lên những thứ giấy tờ mà Từ Tùng Tử đưa cho hắn, thì công tác thẩm vấn của chính phủ cũng bắt đầu được tiến hành. Quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố tòa nhà Quý Cơ Kim Hội đã bước vào giai đoạn tra hỏi nghi phạm. Đây đã là ngày thẩm vấn thứ tư liên tiếp của cục điều tra. Mặc dù trong 4 ngày qua, Hứa Nhạc phải chịu đựng những tra tấn tinh thần chưa từng có, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những gì mà Từ Tùng Tử ngầm truyền tải đến hắn, nên hắn vẫn cố gắng giữ thái độ im lặng. Một gã quan viên chạy đến nhìn Hứa Nhạc rồi lại nhìn viên thủ trưởng bên cạnh, lắc lắc đầu, với tay tắt cỗ máy. Mức điện lưu mà cỗ máy này vừa phát ra đã vượt qua giới hạn thường dùng của Cục Điều tra Liên bang, nhưng gã nghi phạm cứng đầu này thì vẫn chưa chịu mở lời. Mặc dù gã quan viên phụ trách điều tra biết Hứa Nhạc đã là thượng úy quân đội, nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao Hứa Nhạc lại có thể chịu đựng được lâu như thế. 4 ngày vừa rồi, hình như ta vẫn chưa tự giới thiệu thân phận của mình thì phải. Gã quan viên gầy gò có khuôn mặt tái nhợt và một đôi mắt của Cục Điều tra Liên bang rút chiếc găng tay trắng trên tay, bước đến gần Hứa Nhạc, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên, nói, ta là chủ nhiệm khoa 4 của Cục Điều tra Liên bang, toàn quyền phụ trách việc thẩm tra những việc có liên quan đến Thanh Long Sơn. Ta biết thân phận của ngươi, nhưng dưới tay ta ngươi đừng hy vọng chuyện sẽ có người cứu ngươi ra khỏi đây. Đây thực sự là một sự uy hiếp nhàm chán. Ta cũng biết như vậy. Viên chủ nhiệm khoa 4 khoát tay cho thủ hạ tắt hết đèn trong phòng thẩm vấn, bật chiếc đèn bàn cực mạnh, chiếu thẳng vào khuôn mặt be bét máu của Hứa Nhạc. Ngươi có thừa nhận hay không thừa nhận thì cũng thế cả thôi. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, ngay cả đặc công của cục đặc cần ngươi cũng dám giết vậy mà ngươi vẫn hy vọng mình còn có thể sống sao? Đúng rồi, tí quên không nói với ngươi. Vụ án sân vận động Lâm Hải Châu cũng là do ta thẩm tra. Ta biết ngươi đóng vai trò gì trong vụ án đó. Chỉ có điều bây giờ chúng ta ở hai phe đối địch. Đừng quên, lúc đó còn có 7 viên quan quân nữa của quân khu số 2 cũng có mặt trong phòng. Không lẽ ngươi chê rằng ngươi có thể chịu được lâu hơn bọn họ? Chủ nhiệm khoa 4 buông lỏng ngón tay để mặc cho đầu của Hứa Nhạc cử thế mà gục xuống, mỉm cười nói. Nói xong hắn lại cầm chiếc găng tay trắng trên bàn, lau lau vết máu trên tay rồi quay sang dặn dò thủ hạ, ta đi uống cốc cà phê. Các người giúp tên nhóc này điều trị vết thương, nhưng chú ý đừng để cho hắn ngủ đấy. Mấy gã quan viên trong phòng gật gật đầu, bước lên phía trước, bắt đầu dùng nước sạch lau chùi khắp cơ thể Hứa Nhạc rồi dùng thuốc phun cao phân tử của quân đội nhanh chóng giúp hắn chữa lành những vết thương nhỏ trên da. Chỉ có điều, ánh sáng mạnh từ ngọn đèn bàn vẫn chói thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của Hứa Nhạc, còn từ hai chiếc tai nghe trong tai hắn thì vẫn truyền đến những âm thanh ồn ào đáng sợ như tiếng ma khóc, tiếng chuột gặm. Một tiếng sau khi đã uống xong cà phê và có một giấc ngủ ngắn ngủi trên sofa, viên chủ nhiệm quay về phòng thẩm vấn rồi nhìn tên thủ hạ đang kiểm tra đồng tử của Hứa Nhạc, nghiêm mặt hỏi, đã vượt qua kỷ lục rồi sao? Vâng, gã thủ hạ cười đau khổ, nói, cũng không biết kết quả thẩm vấn bên kia thế nào rồi, hay cũng đã vượt qua kỷ lục. Chủ nhiệm khoa 4 trầm ngâm nói, Thi Thanh Hải vốn dĩ là một quan viên đặc chiến xuất sắc của cục. Hắn cũng đã từng được phiến quân huấn luyện trong một thời gian dài, nên ta e rằng bên đó cũng khó lòng có được kết quả nhanh hơn bên đây. Điện lưu lại được nối thông, Hứa Nhạc đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh cũng không khống chế được bản năng tự nhiên của mình, rên lên mấy tiếng đau đớn. Gân xanh nổi chằng chịt trên cổ, mấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn. Chủ nhiệm khoa 4 kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt Hứa Nhạc, nhìn chiếc còng từ tính đeo trên chân Hứa Nhạc, tự nhiên hắn lại muốn đưa tay sờ sờ mũi. Nếu như không phải việc canh phòng ở Ngục Khuynh Thành nổi tiếng cẩn mật thì có lẽ hắn cũng không dám ngồi gần cái nhân vật nguy hiểm này gần đến vậy. Đột nhiên Hứa Nhạc mở trừng mắt, ném về phía hắn một cái nhìn giận dữ. Căm thù lắm hả? Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội báo thù. Viên chủ nhiệm khoa 4 búng nhẹ ngón tay, ra lệnh cho đám thủ hạ sử dụng tất cả các loại kỹ năng thủ thuật với mục đích làm cho Hứa Nhạc phải đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi trầm giọng nói, ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, rồi trở thành phần tử khủng bố. Đây có lẽ là vấn đề giáo dục gia đình. Ta thừa nhận, năng lực ý chí của ngươi rất lớn, vượt qua cả dự đoán của ta. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận là tinh thần của ngươi cũng sắp bùng nổ rồi.
dù sao thì ngươi cũng sẽ không trụ vững được đâu, sao phải tự làm khổ mình như thế? Viên chủ nhiệm khoa 4 hờ hững nói, sao phải để ta sỉ nhục ngươi và người nhà của ngươi? Hứa Nhạc ho nhẹ mấy tiếng, có tự mình trải qua 4 ngày thẩm vấn thì mới biết thủ đoạn thẩm vấn của Cục Điều tra Liên bang chuyên nghiệp và đáng sợ như thế nào. Cho dù hắn có là một hòn đá thật thù cũng sắp bị mài cho mấy vết cắt thấu xương rồi. Hắn chưa từng trải qua khóa huấn luyện tra tấn bức cung nào kiểu này, nên chỉ dựa vào khẩu khí và cái tinh thần kiên nghị đến dị thường của mình để chống đỡ. Từ Tùng Tử đã cho hắn biết, hắn không thể chết được, mặc dù hắn không biết nguyên nhân vì sao, nhưng hắn vẫn phải cắn răng, vượt qua cái giai đoạn này. Khả năng chịu đựng của Hứa Nhạc thực sự khiến cho đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang cảm thấy sợ hãi, căng thẳng. Nhưng bọn họ biết rằng, chỉ cần một chút nữa thôi, khi mà thần kinh của hắn không còn chịu đựng được nữa, thì có lẽ dưới những đòn tra tấn chuyên nghiệp của đám người kia, hắn cũng sẽ phải mở miệng thôi. Hắn không hiểu chính phủ liên bang tại sao vẫn còn muốn thẩm vấn hắn. Giết chết Mạch Đức Lâm là sẽ không còn cơ hội sống nữa, tự hẳn hiểu rõ điều đó. Nhưng hắn không hiểu nổi đối phương tại sao nhất định phải ghép hắn và Thanh Long Sơn vào làm một. Không lẽ là do Thi Thanh Hải? Hay là liên bang cần có một tội danh hợp lý? Hắn nhấc đầu một cách khó nhọc, cất giọng khàn khàn. Mạch Đức Lâm là do tôi giết, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Thanh Long Sơn. Tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Viên chủ nhiệm khoa 4 hơi sững lại, hỏi nhanh. Nếu như không phải là Hứa Nhạc chịu mở mồm trước thì hắn thực sự lo lắng chính mình sẽ bùng nổ trước. Mấy ngày nay ở trong một cái nơi quỷ quái như Ngục Khuynh Thành, hắn cảm thấy cái gã nghi phạm trên ghế đã biến thành tảng đá, chuẩn bị nghiền nát sự kiên nhẫn chuyên nghiệp của hắn. Bởi vì hắn đáng chết, Hứa Nhạc cúi đầu nói. Viên chủ nhiệm khoa 4 im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, giật hai chiếc tai nghe ra khỏi tai Hứa Nhạc, rít lên giận dữ, đây không phải là đáp án mà ta muốn. Người cũng biết câu trả lời ta cần là gì mà. Thủy tai Hứa Nhạc bị rạch một vết nhỏ, máu bắt đầu trào ra. Hắn lại cúi đầu, bắt đầu im lặng. Chủ nhiệm khoa 4 đột nhiên lạnh lùng tát hắn một bạt tai, nói, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Ta nghĩ ngươi cũng sắp không chịu đựng thêm được nữa, chúng ta có thể chờ xem ai chịu đựng được lâu hơn. Điện lưu một lần nữa lại chạy vào cơ thể Hứa Nhạc. Hắn cúi đầu, kêu lên những tiếng thảm thiết. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đang đứng cạnh cửa sổ trong dinh thự tổng thống. Bóng đêm phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt đen sạm của ông. Sau khi hội nghị kết thúc, ông đã đi tắm, uống một tách cà phê nhưng chẳng hiểu sao vẫn không ngủ được, nên bây giờ mới đang đứng cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bãi cỏ xa xa, nghĩ ngợi điều gì đó. Chủ nhiệm văn phòng tổng thống Bố Lâm gõ cửa rồi bước vào với bộ quần áo ngủ trên tay. Ông bước tới cạnh tổng thống, nhẹ giọng nói, phu nhân vừa tỉnh giấc nói ngài nên nghỉ ngơi sớm. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ chỉ ừ khẽ, nhận bộ đồ ngủ, vắt lên vai, nói, bao bà ấy ngủ trước đi, ta vẫn còn vài chuyện nữa cần phải suy nghĩ. Bố Lâm gật gật đầu, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tổng thống nói khẽ, có vài chuyện tôi muốn hỏi anh. Từ đời Tổng thống trước, Bố Lâm đã ngồi vào vị trí phó chủ nhiệm văn phòng Tổng thống dù tuổi đời còn khá trẻ. Chức vụ này xét về một phương diện ý nghĩa nào đó chính là quản gia thân cận của Tổng thống. Hay nói một cách khác, mỗi khi thay một đời Tổng thống thì nhân viên văn phòng, nhất là một chính một phó chủ nhiệm tuyệt đối cũng phải rời đi. Bởi vì chẳng có vị tổng thống nào lại muốn giữ tâm phúc của vị tổng thống trước bên cạnh mình. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm và ngu ngốc, nhưng Bố Lâm vẫn ở lại, thậm chí còn được tân tổng thống trực tiếp cất nhắc lên làm chủ nhiệm văn phòng. Hắn hiểu nguyên nhân của chuyện này là do hắn quen biết thai phu nhân, cho nên tổng thống Mạc Bố Nhĩ mới tin tưởng hắn đến vậy. Nhưng năm tháng qua, lúc nào Bố Lâm cũng thấy chán nản bởi vì hắn không tài nào xác nhận nổi. Ngài Tổng thống có còn muốn dùng một người có quan hệ mật thiết với thai gia làm quản gia thân cận nữa hay không? Lúc này đây, Tổng thống giữ hắn lại văn phòng là có ý gì? Bố Lâm cảm thấy có chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, im lặng đứng sau Tổng thống không dám hỏi gì mà đợi Tổng thống lên tiếng trước. Một lúc lâu sau, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ mới quay đầu, nhìn hắn nói, về chuyên án Mạch Đức Lâm hồi năm ngoái, anh nhìn nhận ra sao? Nghe thấy câu này, Bố Lâm cảm thấy như tim mình sắp nổ tung ra vậy. Chuyên án Mạch Đức Lâm là do những người sau núi Mạc Sầu một tay sắp đặt. Mục đích là để cho người đang đứng trước mặt hắn lúc này đây thuận lợi bước lên vị trí Tổng thống Liên bang,
Nhưng bây giờ Tổng thống Mạt Bố Nhĩ lại muốn hỏi hắn nhìn nhận ra sao. Cái cảm giác ớn lạnh đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn im lặng, hắn suy nghĩ, nhưng hắn chẳng tìm ra được từ ngữ thích hợp để trả lời. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ dùng đôi mắt bình thản nhìn hắn, nói, không được để cho nhân dân liên bang cảm thấy bất an, cũng không được để cho sự tự tin của liên bang bị đả kích nghiêm trọng, cho nên thân phận gián điệp của Mạch Đức Lâm không thể để lộ ra. Đây là đề nghị của Ủy ban An toàn Quốc gia. Bên quân đội cũng không trực tiếp bày tỏ thái độ phản đối, nên ta cũng đã chấp nhận ý kiến này. Nhưng ta nghĩ, chuyên án Mạch Đức Lâm bị dừng giữa chừng hồi năm ngoái có thể bắt đầu trở lại. Bên nhật báo thủ đô chúng ta có thể đưa ra chút áp lực, ép bọn họ phải phục chức cho Bốp và Ngũ Đức để bọn họ tiếp tục tìm thêm manh mối. Những thứ trong kho số liệu trung ương có thể lựa chọn một phần giao cho bên phía nghị viện. Một loạt những lời này vừa thốt ra từ miệng vị tân tổng thống một cách rõ ràng, rành rọt. Ông ta nói với một vẻ kiên nghị, cái vũ trụ này đã không còn ở trong thời kỳ hoàng triều trước đây nữa rồi, cho nên không phải kiêng kỵ gì hết. Không phải cứ muốn giết là phải giết, muốn sống là được sống. Những chuyện như vậy không thể xảy ra được nữa. Bố Lâm là một người rất thông minh, bằng không cũng chẳng thể lưu lại trong dinh thự tổng thống lâu như thế này. Nên hắn hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong những câu nói vừa rồi của Tổng thống. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ròng ròng. Còn về cái người quân nhân tên là Hứa Nhạc thì ngươi nhìn nhận thế nào? Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đột nhiên thay đổi chủ đề. Trên danh nghĩa là ông đang hỏi Bố Lâm nhưng thực tế ông đang đưa ra ý kiến thực sự của mình trước bao nhiêu sự việc. Rời khỏi căn phòng hình tròn, Bố Lâm nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ đen nặng nề, bước trên chiếc thảm lót mềm mại trở về phòng mình. Nhưng bước chân ông ta thì nặng nề hơn trước rất nhiều. Những gì ngài Tổng thống muốn truyền tải trong cuộc đối thoại vừa rồi hắn hoàn toàn nghe hiểu. Bây giờ, giữa vị phu nhân sau núi Mặc Sầu đã ủng hộ hắn bao nhiêu năm nay và ngài Tổng thống mà hắn phải trung thành tuyệt đối, hắn chỉ được chọn một. Đã bước đến đầu kia của thảm, chủ nhiệm Bố Lâm từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt trẻ trung khẽ ánh lên một tia kiên định, mặt cười thoải mái rồi hỏi han mấy câu cô thị nữ mới bước qua. Hắn đã có được sự lựa chọn của mình. Năm tháng qua được tiếp xúc với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, hắn hoàn toàn bị thu phục bởi nhân cách của con người này. Cả một đời người, có lẽ hắn cũng muốn làm chút gì đó ý nghĩa. Đi theo vị lãnh tụ kiên nghị mà không cổ hủ, sáng suốt mà vẫn cứng rắn như Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, bất luận là vì tiền đồ cá nhân hay vì theo đuổi giá trị tinh thần bản thân thì hắn cũng thấy mình nên liều một phen. Trong văn phòng của mình, hắn lấy ra chiếc điện thoại riêng, bấm mấy số, truyền đạt lại những gì Tổng thống vừa giao phó. Trong cú điện thoại cuối cùng, hắn im lặng hồi lâu rồi nói với một thái độ rất nghiêm túc, anh hùng của liên bang có thể đổ máu, nhưng không thể để cho họ phải rơi lệ. Đây là những suy nghĩ đích thực của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ với chàng trai có tên Hứa Nhạc. Ngài Tổng thống chưa bao giờ thể hiện rõ thái độ của mình, nhưng hôm nay thì Bố Lâm nghe hiểu rồi. Nên hắn quyết định truyền đạt lại nguyên văn ý kiến này cho những người đang chờ đợi. Buông điện thoại, chủ nhiệm Bố Lâm nới lỏng mấy chiếc cúc áo. Nghĩ lại những chỉ thị trước đây của thái phu nhân, hắn không khỏi phải hít sâu mấy cái mới lấy lại được tâm trạng bình tĩnh ban đầu. Quân đội liên bang muốn bảo lãnh cho Hứa Nhạc, nhưng vì tính chất đặc thù của quân đội nên họ không thể ra mặt được. Còn vị lão nhân ra có thể ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang lúc này lại đang ngồi câu cá bên bờ hồ. Ngài Tổng thống tiếc cho mọi tài năng nên mới muốn giữ mạng sống cho Hứa Nhạc, nhưng vì những ý kiến phản đối mạnh mẽ trong nội bộ chính phủ cũng như sự đe dọa từ phía những gia tộc đằng sau, đặc biệt là ý tứ của vị phu nhân kia nên mới giữ thái độ im lặng đến tận bây giờ. Việc Mạt Bố Nhĩ trở thành Tổng thống liên bang cũng có một phần công lao của cái thế lực vĩ đại mà vị phu nhân ấy đang nắm giữ, nên theo góc độ nào thì Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng phải xem thái độ của vị phu nhân đó. Mồ hôi chảy ròng ròng ra khỏi bàn tay cầm điện thoại, Bố Lâm cúi đầu, sắp xếp lại một lượt sự việc rồi lại thở dài mấy tiếng. Không ngờ những vấn đề phức tạp xung quanh chàng trai tên Hứa Nhạc lại đẩy hắn đến quyết định phải lựa chọn. Công tác thẩm vấn trong nhà ngục quân sự đã bước vào hai tiếng cuối cùng của ngày thứ tư. Chủ nhiệm khoa 4 của Cục Điều tra Liên bang hai mắt đỏ ngầu, đầu óc quay cuồng, giật mạnh chiếc cúc áo trên cổ, hắn giận dữ quát. Các người cũng biết Bộ Quốc phòng chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày. Sự chuyên nghiệp bình thường của các ngươi đi đâu hết rồi? Đám chuyên gia tra tấn trong phòng vẫn im lặng thao tác máy,
không ai dám lên tiếng trả lời bởi vì cũng không biết phải trả lời làm sao. Tại sao đã trình vượt qua giới hạn chịu đựng của con người mà cái gã lì lợm này vẫn chưa chịu thua? Dòng điện lại được chỉnh cho lớn hơn, Hứa Nhạc đột nhiên bật cười, có lẽ hắn sắp không chịu được nữa rồi. Viên chủ nhiệm khoa 4 phẩy phẩy tay ra lệnh, cho đám thủ hạ trinh dòng điện xuống mức phù hợp rồi bước đến trước mặt Hứa Nhạc, chau mày nghe những âm thanh không rõ ràng phát ra từ miệng hắn. Hứa Nhạc nặng nề nâng đầu, nhìn thẳng vào mặt gã quan viên, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Vì cái bí mật lớn của mình, vì thời khắc vượt ngục hắn đã chịu đựng rất lâu. Nhưng bây giờ những tạp âm u u trong đầu hắn cùng với sự im lặng của cái thứ già nua kia khiến hắn hiểu ra rằng nếu như còn chịu đựng thêm nữa thì có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Hồi ta còn nhỏ, ta cũng nghịch lắm. Cũng là đứa trẻ hay nói ra những điều kỳ cục. Hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt đối diện, cất giọng khàn khàn. Nhưng không hiểu vì sao sau này ta lại nói rất ít, càng ngày càng lặng lẽ. Có lẽ do đi theo đại thúc. Đại thúc là người hay nói luyên thuyên. Ta lại là người nghe duy nhất, nên ta chỉ còn cách bớt nói đi mấy câu. Tiểu tử, ngươi tỉnh táo chút đi. Chủ nhiệm khoa 4 nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Nhạc, cất giọng nhẹ nhàng. Câu chuyện thơ ấu của ngươi chúng ta nói sau nhé. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện xảy ra 5 tháng trước. Ngươi đừng đánh ta nữa. Hứa Nhạc không nói theo những gì hắn muốn, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, lẩm bẩm. Đừng thấy ta thường ngày ít nói, mà tưởng ta hiền, ta thù dai lắm đó. Nếu không tại sao ta lại giết Mạch Đức Lâm? Lúc này ta chỉ muốn đập vỡ cái mặt người ra. Nếu như ngươi còn đánh ta nữa, ta sẽ giết chết ngươi đấy. Viên chủ nhiệm khoa 4 lại cười sảng khoái. Khuôn mặt tiểu tụy vì thiếu ngủ của hắn chẳng cần bị đập vỡ cũng đáng sợ lắm rồi. Cố nén cơn giận dữ trong lòng, hắn trợn mắt nhìn Hứa Nhạc mỉm cười. Vậy sao? Rồi hắn nhếch mép, lộ cả hàm răng trắng, giơ tay tát lia lịa vào mặt Hứa Nhạc. Bàn tay chạm vào khuôn mặt mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một kêu. Máu tươi bắt đầu trác ra từ miệng Hứa Nhạc nhưng hắn chẳng có cảm giác gì hết mà chi trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt rúm gió. Vì giận dữ của viên chủ nhiệm qua lớp ánh sáng chói ui ắt của chiếc đèn bàn. Mặt hắn vừa sưng vừa đỏ nhưng cứ nghĩ đến quá trình trốn khỏi Đông Lâm, trốn khỏi cái thân phận đào phạm liên bang. Hứa Nhạc lại càng thêm im lặng, càng thêm bình thản. Chỉ thỉnh thoảng hắn cũng muốn nổi điên. Càng ngày càng kiệm lời, càng ngày càng không biết nói chuyện. Hắn phun ra hai bãi bọt máu, nói, mặc dù những thứ ta nhìn thấy rất nhiều, nhưng đôi khi cũng không biết diễn tả. Người muốn diễn đạt cái gì? Viên chủ nhiệm ngừng đánh, ra lệnh cho đám thủ hạ lay khăn lau mồ hôi cho mình. Hứa Nhạc run lên khe khẽ, trầm giọng nói, bây giờ ta chỉ quen làm, chứ không quen nói. Nói xong, hai mắt hắn nheo lại, đồng tử thu hẹp. Khuôn mặt nhợt nhạt cũng đỏ dần lên, cơ thể bị bó chặt vào ghế bắt đầu run lên bần bật. Chủ nhiệm, có nên ngừng lại một lát không? Đám quan viên trong phòng đã cảm nhận được một chút gì đó dị thường, hỏi gấp, mấy ngày liền bị kích điện tôi sợ hắn chịu không nổi. Điều ta muốn chính là hắn chịu không nổi đấy. Viên chủ nhiệm vẫn chăm chú nhìn cái nhãn đồng co hẹp và cơ thể đang giật liên hồi của Hứa Nhạc, lạnh lùng nói. Chủ nhiệm, trong hồ sơ bệnh án của nghi phạm có ghi hắn bị điên. Nếu như hắn chết thật thì chúng ta ăn nói thế nào với cấp trên? Đám quan viên run rẩy nhắc. Hắn muốn giả chết đây mà. Nhưng mà không giống cho lắm, nên lại diễn thành bị đau bụng. Người có muốn đi luôn trong quần không? Viên chủ nhiệm khoa 4 vẫn dán mắt vào cái thân hình đang oằn oại trên ghế. Lạnh lùng nói. Nói cho người biết, đã từng có 20 mấy người vì muốn nghỉ ngơi giữa chừng mà đã làm hành động này trước mặt ta. Người có muốn thử không? Đột nhiên, cơ thể Hứa Nhạc ngừng run rẩy. Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn mở trừng trừng nhìn viên chủ nhiệm một cách vô hồn. Một tiếng gãy vỡ vang lên giòn giã. Chiếc còng hợp kim trên tay hắn vỡ đôi. Sợi dây xích hợp kim từ tính cũng thoát ra được khỏi sức hút từ mặt đất. Vung lên nhanh như chớp. Hứa Nhạc đạp thẳng đôi chân đầy xích hợp kim nặng nề vào khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của gã chủ nhiệm khoa 4. Máu tươi phụt ra như hoa trong căn phòng thẩm vấn tối tăm. Viên chủ nhiệm của cục điều tra chẳng kịp kêu lên mọi tiếng, ngã kêu huỵch vào tường. Không biết bị gãy xương mấy, chỗ mà hắn bất tỉnh ngay tức thì. Hứa Nhạc vẫn ngồi nguyên trên ghế. Hai chân lại bị lực hút cực mạnh của nền nhà kéo xuống tạo nên một tiếng va đập nặng nề. Động tác vừa rồi cùng với trận va đập khiến cho bắp chân Hứa Nhạc trở nên căng cứng, tê dần.
Khu vực Từ Tính và Xích Chân là những hình thức giám sát nghiêm khắc nhất trong Ngục Khuynh Thành. Có lẽ mấy chục năm nay chỉ có Hứa Nhạc là được nếm trải. Hơn nữa, thông qua hệ thống điều tiết lực điện từ trong phòng thẩm vấn, lực hút từ mặt đất càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Sợi xích sẽ quấn chặt lấy chân trọng phạm như cây đinh bám chặt vào khúc gỗ. Ai mà nghĩ được dưới những điều kiện này, một người thở còn không ra hơi như Hứa Nhạc lại còn có thể thực hiện một cú đạp mạnh khủng khiếp đến thế. Đám quan viên còn lại của cục điều tra chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, cả đám người đờ đẫn, định dùng súng bắn chết Hứa Nhạc, thế nhưng lại quên mất là súng của mình đã bị tịch thu mất bên ngoài nhà giam. Trên ghế, Hứa Nhạc nheo mắt hết nhìn đám quan viên đang run cầm cập như gặp phải hổ đói, lại nhìn sang viên chủ nhiệm đang nằm mê man bất tỉnh ở góc phòng, tâm trạng thoải mái như vừa được đi toilet xong, cất giọng khàn khàn, tôi không muốn nói chuyện. Nhưng hắn ồn ào quá nên tôi chỉ còn cách mời hắn im miệng. Hứa Nhạc đứng bên cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn đám cỏ tươi tốt bên ngoài nhà ngục. Vì chúng mọc quá lộn xộn nên hắn cũng không cảm nhận được hết cái tươi mắt của mùa xuân trong đó. Cánh đồng bên ngoài nhà ngục dài rộng, cũng không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Nhưng trước khi thẩm vấn, hắn đã dự định sẽ vượt ngục bằng bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ cái kế hoạch đó đang phải tạm dừng lại. Hôm đó, sau khi đạp cho chủ nhiệm khoa 4 cục điều tra một đạp, Hứa Nhạc cứ nghĩ rằng chờ đợi mình phía trước sẽ là cực hình và biệt giam, hay ít nhất đám quan viên cục điều tra sẽ bắt hắn phải trả giá vì những gì mình làm. Nhưng thật không ngờ, trước khi bọn chúng kịp làm gì, ban quản lý trại giam đã cử một đội quân đến khống chế cục diện trong phòng. Dường như đang có người cố bảo vệ hắn, nhưng lại không rõ người ấy là ai. Hứa Nhạc nhìn đám cỏ rậm rạp dập dềnh như sóng biển, cúi đầu hít một hơi thật sâu, cảm thấy hoàn cảnh mình lúc này chẳng khác một đám sương mù. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, Vòng Tay Không Còn Như Cũ. Hứa Nhạc chau mày, cố sức di chuyển hai chân, bước chậm chậm về phía giường. Chỉ có mấy bước chân ngắn mà đau khổ quá mức. Hắn vừa ngồi được lên giường đã phải thở hắt ra mấy tiếng nặng nhọc. Tai hắn vẫn còn văng vẳng những tiếng u u khó chịu. Cơ thể bị tra tấn khổ hình mấy ngày liền có thể cảm nhận rõ từng cơn đau. Đặc biệt là vết thương ở hai bên đùi. Lần trước hắn dùng quá nhiều sức để phá vỡ lực hút từ tính. Bây giờ chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến hắn đau đớn. Ngồi bên mép giường, Hứa Nhạc cúi đầu nhìn sợi dây xích đính kèm chiếc vòng sắt hợp kim đang khóa chặt vào tường. Từ sau khi hắn đã bay gã chủ nhiệm khoa 4 cục điều tra liên bang, làm cho bên nhà giam kinh ngạc bởi sức mạnh đáng sợ, thì hắn cũng bị canh chừng nghiêm ngặt hơn. Từ đó trở đi không còn ai đến thẩm vấn hắn nữa. Cơm ba bữa cũng được đưa tự động đến tận phòng giam. Hứa Nhạc gần như đã quay trở về những tháng ngày bị biệt giam trong phòng tối. Nhưng bây giờ thì hắn chẳng còn quen với sự cô đơn này nữa. Hồi còn ở tổ Hồ Ly, thu hoạch lớn nhất của hắn là giao lưu được với cái thứ giả nua ấy, nhưng đáng tiếc hắn vẫn chưa tìm được cách liên lạc được với người trong liên bang thông qua cái thứ giả nua ấy. Nhưng điều khiến hắn băn khoăn nhất vẫn là tại sao Quang Huy đệ nhất hiến chương của liên bang lại quyết định giúp hắn. Hắn đã từng thử thành khẩn hỏi sự tồn tại bên kia giấc mơ, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời đã được cơ giới hóa, số lần giao lưu ngày một nhiều. Cuối cùng hắn cũng quen với hình thức đó, không còn sợ hãi nữa mà ngược lại còn nảy sinh thêm chút tình cảm nữa. Nhưng hắn vẫn biết rằng bên kia chỉ là vũ trụ bao la chứ không phải là một sinh mạng thực sự, nên đôi khi cũng cảm thấy bản thân mình thật kỳ quặc. Một trình tự vĩ đại có giống một sinh mệnh thật sự như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một trình tự, vẫn phải tiến hành theo nguyên tắc của máy móc. Chỉ là Hứa Nhạc và Quang Huy đệ nhất hiến chương có những quyền hạn tương quan chứ không bao giờ có mối quan hệ tình cảm thân thiết nào ở đây. Bằng trực giác và khả năng phán đoán của một công trình sư, Hứa Nhạc cùng dần đoán được việc máy tính chủ trung tâm liên bang thỉnh thoảng giúp đỡ mình không thể giống như khẩu súng trong tay muốn rút lúc nào là rút lúc ấy. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do hắn có trên mình con chip ngụy trang. Hắn từng hôn mê và đã từng chủ động liên lạc trong những giấc mơ đen tối. Chuyện kỳ lạ như thế này xảy ra có lẽ là do chu trình logic nào đó của máy sai hoặc một bộ phận bên trong nào đó có vấn đề. Chuyện này Hứa Nhạc chẳng bao giờ biết được.
Hay như một câu ngạn ngữ cổ liên bang đã từng nói, nếu như bạn không thể lý giải, không thể chạm đến được chân tướng sự thật thì bạn hãy cứ tận hưởng biểu hiện của cái sự thật ấy đi. Và hôm nay, Hứa Nhạc đã quyết định làm như vậy. Hắn xoa nhẹ chiếc vòng trên tay, nở một nụ cười đau khổ. Chiếc vòng hợp kim không bắt mắt, kiểu dáng cũng cực kỳ đơn giản. Nếu như không dùng đến dụng cụ thì mắt thường khó lòng nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ bé được khắc như hoa văn trên vòng. Trong quá trình bị bắt, chiếc vòng trên tay Hứa Nhạc đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra nhưng chưa bao giờ tìm ra vấn đề gì. Chiếc vòng không thể bỏ ra nên bên phía nhà giam cũng chỉ biết để nguyên trên tay hắn như vậy. Cả cái vũ trụ này, chỉ có một mình Hứa Nhạc biết rằng chiếc vòng nhìn có vẻ bình thường này ấn giấu bí mật gì, trí tuệ gì trong đó. Chiếc vòng vẫn còn có một công năng nữa mà thỉnh thoảng vẫn khiến Hứa Nhạc phải toát mồ hôi hột. Sau sự kiện một nhát dao ở Hồ Sơn Đạo, hắn đã phát hiện ra chiếc vòng này ấn giấu bên trong tất cả sơ đồ của những nhà giam nổi tiếng hay không nổi tiếng trong liên bang. Không hiểu Phong Dư đại thúc của hắn đã phải vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần mới tạo nên chiếc vòng này. Đáng tiếc trong tay hắn không có công cụ nào để mở chiếc vòng này ra. Hồi ức và kế hoạch cứ thi nhau lướt vùn vụt trong đầu Hứa Nhạc. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ. Không biết trong nội bộ liên bang có bao nhiêu người muốn hắn chết, nhất là vị phu nhân ấy. Vậy hắn phải làm thế nào? Từ sau khi hắn tấn công quan viên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang, với thân phận của một trọng phạm liên bang, có lẽ hắn đã phải chịu không biết bao nhiêu trái đắng hoặc bị những cỗ máy tra tấn làm cho chết đi sống lại. Nhưng bên nhà giam lại lấy lý do phải tăng cường công tác canh phòng để chặn đứng những cuộc thẩm tra. Nên trên một phương diện nào đó, hắn vẫn đang được bảo vệ. Những chuyện xảy ra trong ngục Khuynh Thành đều được truyền đạt cụ thể đến những người lãnh đạo liên bang. Tháng 5 của hiến lịch năm 68, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm đã truyền đạt cho tất cả mọi người ý kiến của Tổng thống Tiên Sinh, đồng thời cùng nhấn mạnh trong điện thoại rằng không được để cho anh hùng liên bang phải đổ máu và rơi nước mắt. Vì vậy, phía quân đội liên bang đã bắt đầu phá vỡ sự im lặng vốn có. Chủ tịch Hội nghị Liên tịch, Tham mưu trưởng Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đã đích thân báo cáo cho Tổng thống Tiên Sinh nghe những thành tích của Hứa Nhạc, như vụ con robot MX, vụ vì đánh nhầm đụng nhầm mà giành lại được những số liệu quan trọng của lối thông không gian, vụ vạch trần bộ mặt thật của Mạch Đức Lâm trước cả cục hiến trương và giết chết tên gián điệp đế quốc này không rõ nguyên nhân. Với những nguyên nhân trên, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đề nghị Tổng thống Tiên Sinh ban lệnh đặc xá cho Hứa Nhạc. Đồng thời vị tư lệnh lúc nào cũng lạnh nhạt với liên bang của quân khu Tây Lâm cũng đã trình bày rõ ràng quan điểm của mình, đề nghị Tổng thống Tiên Sinh mau chóng phóng thích Hứa Nhạc. Dân chúng không hề biết việc này, còn những người thuộc tầng lớp trên thì cũng đã biết gần hết. Chỉ có quân đội liên bang là rõ hơn ai hết, nếu như Mạch Đức Lâm chạy thoát thì không biết sẽ tạo nên mối nguy hại cỡ nào cho liên bang. Quân đội liên bang rất công minh trong chuyện thưởng phạt. Hơn nữa Hứa Nhạc lại có mối quan hệ thân tình với thiên kim tiểu thư của ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mối quan hệ không giải thích nổi với trung tư lệnh cùng một tài năng mà bất cứ quân nhân nào cũng phải thán phục. Nên đương nhiên cả đám tướng lĩnh quân đội liên bang đều thống nhất nghiêng về phía Hứa Nhạc. Có được sự ủng hộ của bên quân đội, ý kiến của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng có được một chỗ dựa vững vàng nhất. Trong tòa dinh thự Tổng thống, chu trình giải cứu Hứa Nhạc bắt đầu được khởi động. Nhưng ngài Tổng thống Tiên Sinh vẫn phải chờ những phán quyết đầu tiên của tòa án quân sự, cho nên vẫn còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Trong khi mọi chuyện đang phát triển một cách rất thuận lợi thì đột nhiên trở ngại xuất hiện. Liên tục có những thành viên nội các chính phủ, ủy viên nghị viện, thậm chí có cả hai vị thẩm phán cao cấp của tòa án vừa mới biết chuyện cùng đã nằng nặc đòi Tổng thống Tiên Sinh phải suy nghĩ lại. Họ cho rằng một gã phần tử khủng bố tay nhuốm máu như Hứa Nhạc dù có làm những điều tốt đẹp thì hành động của hắn cũng đã vi phạm pháp luật liên bang. Để bảo vệ tinh thần hiến chương liên bang, phải cho Hứa Nhạc một phán quyết công bằng không có bất cứ sự can thiệp từ bên ngoài nào. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ biết đây chỉ là cái cớ. Chỉ là có rất nhiều người trong liên bang không muốn nhìn thấy một kẻ nguy hiểm luôn coi thường pháp luật liên bang được thả ra ngoài. Đây cùng là tâm nguyện của rất nhiều người trong liên bang. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ không cần để ý đến ý kiến của những người ấy, nhưng ông buộc phải nghĩ xem vị phu nhân kia đang nghĩ gì. Một chiếc xe đen không biển số nhanh chóng rời khỏi dinh thự Tổng thống tiến thẳng đến núi Mạc Sầu. Tối nay, vì dư âm cái chết của Mạch Đức Lâm, vì kết cục của Hứa Nhạc,
Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhất định phải có một cuộc gặp gỡ nói chuyện thẳng thắn với vị phu nhân đó. Ông không muốn sự việc này làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ liên bang, càng không muốn ảnh hưởng đến tình bạn giữa ông và thai phu nhân. Hơn nữa, ông tin rằng mình có thể thuyết phục được thai phu nhân nên mới quyết định có cuộc nói chuyện này. Trong cuộc nói chuyện, hai người lần lượt trình bày ý kiến của mình, lịch sự nhưng vô cùng kiên quyết. Không giống như người tiền nhiệm, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mỉm cười lắng nghe nhưng vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm đặc xá Hứa Nhạc của mình. Không thể nói là họ chia tay không chút vui vẻ, nhưng chí ít không khí cũng có chút nặng nề. Không khí được thai phu nhân mang theo cả vào trong xe. Trầm Cách im lặng ngồi ở vị trí ghế phụ, nói, trình tự đặc xá phải kéo dài những một tháng. Tài liệu về Hứa Nhạc tôi đã chuẩn bị xong rồi, sẵn sàng đưa đến cục hiến trương bất cứ lúc. Nhưng Trầm thư ký đột nhiên trở nên trầm ngâm, thành khẩn nói, phu nhân, ngài Tổng thống vẫn chưa biết điều này. Tại sao bà lại không nói cho ông ấy biết? Nếu như ông ấy biết sự tồn tại của Hứa Nhạc có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của đệ nhất hiến trương thì ông ấy nhất định sẽ không còn kiên quyết như vậy nữa đâu. Vị phu nhân mặc chiếc áo khoác sẫm màu yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, nét mặt vẫn vỏ cùng bình thản. Bà không nổi giận vì bị Tổng thống từ chối, nhưng nghe thấy câu nói này của Trầm Cách cặp lông mày trên gương mặt được chăm sóc rất tốt khẽ động đậy, bà nhẹ nhàng nói, từ giờ trở đi đừng bàn về vấn đề này nữa. Nghe thấy câu nói này, Trầm, thư ký đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh nên bắt đầu chuyển sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa xe. Cánh cửa đóng rất kín nên gió không lùa vào được. Đã là cuối xuân nên gió đêm vẫn còn rất ấm. Cơn lạnh mà ông vừa cảm nhận thấy có lẽ xuất phát từ những cảm xúc trong lòng. Bí mật của Hứa Nhạc chỉ có ba người trong xe này biết được. Trầm Cách hiểu rằng chuyện này thể hiện sự tin tưởng của thai phu nhân đối với ông, nhưng những lời vừa rồi thực sự không phù hợp chút nào. Thai phu nhân từ từ xoay người, im lặng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ ô tô. Bà đã sống rất nhiều năm ở cái thành phố tập trung toàn bộ quyền lực liên bang này, nhưng chưa bao giờ phải dựa vào những quyền lực đó mà ngược lại, quyền lực của bà ảnh hưởng đến không ít chuyện. Chỉ có điều mãi đến tận hôm nay, bà mới phát hiện ra ngài tân Tổng thống là một con người kiên nghị và mạnh mẽ đến mức chẳng chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ ai. Bí mật của Hứa Nhạc cũng chính là bí mật của Phong Dư. Hay theo cách nhìn của phu nhân thì đó cũng là bí mật của bà. Bà vốn dĩ không muốn chia sẻ bí mật này cho bất kỳ ai. Điều này nói ra thì có vẻ buồn cười nhưng nó giống như chuyện một cô gái nhỏ trân trọng hộp châu báu của mình vậy. Nhưng bây giờ bà đã hiểu ra nếu như công khai cái bí mật này thì lại càng khó lòng giết chết Hứa Nhạc. 5 tháng trước trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống, bà và Cục Hiến Trương nhận được thông tin Hứa Nhạc tiến vào tòa nhà quỹ cơ kim hội trên S2 cùng một lúc. Và chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn để suy nghĩ và cân nhắc, bà đã vạch ra ngay một kế hoạch. Sau khi nhận được tin Bạch Ngọc Lan rời khỏi đỉnh núi, bà biết kế hoạch của Hứa Nhạc đã xuất hiện một lỗ hổng chí mạng. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, tên nhóc con Hứa Nhạc vẫn có thể giết chết Mạch Đức Lâm, nên phu nhân cảm thấy có chút bất ngờ, có chút giận dữ và cả một chút thất vọng nữa. Vì vậy bà đã quyết định Hứa Nhạc nhất định phải chết. Sự im lặng trong chiếc xe cứ thế được duy trì cho đến sau núi Mạc Sầu. Trong lúc mở cửa cho thai phu nhân, Trầm thư ký nhìn thay khóe mắt bà ánh lên một tia kiên nghị nên cũng ngầm đoán được thai phu nhân sẽ dự định làm gì. Hứa Nhạc nhất định phải chết, nếu như lệnh đặc xá của Tổng thống đến trước thì thai phu nhân mới ném quả bom này vào cục hiến trương. Nhất định phải bắt chính phủ và quân đội phải câm họng. Có lẽ thai phu nhân không có tham vọng khống chế Tổng thống. Nhưng chí ít bà cũng muốn con người đó tôn trọng mình, và chắc chắn không phải nghi ngờ uy lực của cái kế hoạch này. Trầm thư ký xòe ô, che cho thai phu nhân khỏi cơn mưa xuân cho đến khi vào tận sơn trang. Sự kính trọng cũng đang lan tỏa trong lòng không khác gì một cơn mưa xuân ấm áp. Mưa núi táp liên tục vào mặt trước tòa nhà, gió cùng theo mưa luồn vào trong. Những tranh chấp nội bộ này chỉ nên được khống chế trong một phạm vi nhỏ. Đêm nay, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã có với thai phu nhân một cuộc nói chuyện không thành công. Ngoài Trung gia Tây Lâm gia thì 6 đại gia tộc còn lại đã bắt đầu vận động những người có liên quan trong nội bộ chính phủ hành động. Trình tự đặc xá mặc dù vẫn chưa bị ngừng lại, nhưng việc thực hiện liên tục gặp phải khó khăn. Đối mặt với áp lực của những đại gia tộc trong liên bang, ngay cả Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng cảm thấy mệt mỏi. Một lần nói điện thoại với Châu Ứng Tinh, ông đã không giấu giếm.
thể hiện sự bi quan và lo lắng của bản thân mình trước sự việc này. Mặc dù Tổng thống và bên quân đội cũng tin vào khả năng của chính mình, nhưng ai mà biết được vị phu nhân đó đang nghĩ gì, đang có được bí mật gì trong tay. Nếu không phải như vậy, tại sao thai phu nhân lại kiên quyết phản đối lệnh đặc xá? Không phải từ trước đến giờ mối quan hệ của Hứa Nhạc và thai gia vẫn rất tốt sao? Ai cũng nói giết, chỉ có liên bang là vẫn quyết định im lặng. Trong cái không khí đầy áp lực này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa ngục Khuynh Thành. Từ trên xe bước xuống một vị thiếu tá quân đội gầy gò, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đi sát bên vị thiếu tá đó. Đám quân nhân giám ngục nhìn hai đôi nam nữ như nhìn hai kẻ ngốc vào tù để thăm trọng phạm. Không lẽ bọn họ không biết trong ngục Khuynh Thành là những kẻ như thế nào sao? Nơi này chưa bao giờ có cái tiền lệ thăm nuôi cả. Nhưng bọn chúng đã quên rằng, nếu như hai người đó là những kẻ ngốc thực sự thì có lẽ đã không tìm được vị trí tọa lạc của ngục Khuynh Thành. Đã từ rất lâu ngục Khuynh Thành không có người đến thăm nuôi. Đám bảo vệ bên ngoài cửa ngục nhìn đôi nam nữ với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Vẻ giễu cợt trong những ánh mắt đó chưa kịp thể hiện ra thì đã bị tờ văn kiện mà vị thiếu tá trẻ tuổi đưa ra biến thành hồ nghi rồi trở thành kinh ngạc. Một viên quan quân sau khi nghe được tin, vừa mới tức tốc xuất hiện cố gắng đọc đi đọc lại từng chữ ghi trong văn kiện. Sấp văn kiện dày dặn này đúng là do Bộ Quốc phòng, Quân khu số 1 và Bộ Tư lệnh phê chuẩn. Chỉ có điều hắn vẫn chưa dám tự quyết định. Nhà giam này không giống với những nhà giam khác trong liên bang. Rất nhiều năm nay chưa từng có quy định thăm nuôi. Ngay cả những biện pháp giám sát an ninh cũng không có điều lệ nào nhắm vào người đến thăm nuôi cả. Mặc dù vị thiếu tá trẻ gầy gò thỏa mãn đầy đủ mọi quy định pháp luật, nhưng từng ấy năm qua, chưa bao giờ ngục Khuynh Thành gặp phải trường hợp kiểu này. Gã quan viên của ngục Khuynh Thành đã xác nhận trình tự là hợp pháp, hợp lý nhưng không đủ gan cho những vị khách đầu tiên này vào trong, nếu chỉ dựa vào mỗi sấp văn kiện này thôi. Chương 310, hai người thăm nuôi. Tin tức có người đến thăm nuôi nhanh chóng lan truyền khắp khu nhà giam, đến thẳng phòng trưởng trại. Không lâu sau, đám quân nhân gác cổng đã phải há hốc miệng kinh ngạc nhìn ngài trại trưởng béo ú, khoác quân phục, ỉ ạch chạy ra. Địa vị của ngục Khuynh Thành hơi có chút đặc thù nên trại trưởng được đãi ngộ tương đương với cấp bậc thiếu tướng. Ngài trại trưởng cố ý khoác lên người bộ quân phục để khoe ra cái huân chương và cấp bậc của mình, lao sồng sộc đến trước mặt vị thiếu tá trẻ tuổi. Nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy, ông cũng rất muốn hành lễ nhưng lại sực nhớ ra đối phương dù sao chỉ mới là thiếu tá nên đành giơ tay, lắc lắc mấy cái một cách thiếu tự nhiên. Ngài trại trưởng rút khăn tay, chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, nói khẽ, thiếu tá, Viên. Lúc nãy tôi mới nhận được điện thông báo là ngài sẽ đến nên vẫn chưa kịp chuẩn bị. Mong ngài bỏ qua cho. Mặc dù trại trưởng có vị trí ngang hàng với thiếu tướng nhưng vì quanh năm suốt tháng chỉ ở lì trong cái trại giam giữa cánh đồng hoang này nên trong quân đội vẫn mãi chỉ là một nhân vật bên lề. Vị khách đều thăm nhà ngục ngày hôm nay có khả năng sẽ là quý nhân làm thay đổi cuộc đời hắn. Nên đương nhiên hắn cũng có chút kích động, bối rối. Nhưng dù có kích động bối rối thì thủ tục cần làm thì vẫn phải làm. Kỷ luật quân đội liên bang bao giờ cũng nghiêm ngặt vị. Thiếu tá có thân phận đặc thù đó cũng hiểu rõ điều này, nên chỉ mỉm cười chuyển sấp văn kiện vừa được kiểm tra cho ngài trại trưởng. Vài phút sau, đám quân nhân gác cống nhìn thấy đích thân ngài trại trưởng đưa đôi nam nữ đó vào trong, nên cũng chỉ biết đoán mò rằng những người ấy chắc chắn phải có thân phận đặc biệt nên mới nhận được sự đãi ngộ đặc biệt kiểu đó. Tiểu đội đặc chiến của Thái Chi Nguyên sau khi kết thúc nhiệm vụ bí mật do Cục Hiến Trương giao cho liền bị điều về SI để nghỉ ngơi và điều chỉnh. Mấy ngày trước cả tiểu đội đã đại diện cho quân khu số 2 tham gia diễn tập chống khủng bố. Vì những biểu hiện xuất sắc và có được thành tích cao nhất trong tổng bộ tham mưu mà hắn được Bộ Quốc phòng cất nhắc lên làm thiếu tá. Bước theo ngài trại trưởng trên con đường âm u, hắn cúi đầu, nhìn con đường làm bằng vật liệu từ tính dưới chân. Trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ những tia cảm xúc phức tạp. Hóa ra cái tên đó bị giam ở đây, không hiểu hắn sống ra sao. Trong liên bang, thai gia có một tầm ảnh hưởng đáng sợ mà không phải ai cũng chạm đến được. Bất luận là chính phủ hay thất đại gia tộc đều phải giữ thái độ tôn trọng, cảnh giác tuyệt đối đối với cái gia tộc của Hoàng Triều trước đây. Là thái tử gia của thai gia, hắn có đủ khả năng phá vỡ một vài nguyên tắc liên bang nhưng từ trước đến nay,
hắn luôn làm tròn bổn phận của một công dân gương mẫu, tôn trọng pháp luật hiến chương liên bang, nên lần này đến Ngục Khuynh Thành, hắn phải mất tận một tháng mới lo liệu xong sấp văn kiện phức tạp đó. Pháp luật liên bang không cấm người ta vào thăm nuôi trong Ngục Khuynh Thành, Thái Chi Nguyên chính là lợi dụng điểm đó. Bản thân hắn hiểu rằng chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ. Bất luận là Bộ Quốc phòng hay Bộ Tư pháp đều không muốn ký, nhưng vì cái chữ thai trong tên người làm đơn, nên vẫn phải miễn cưỡng ký vào. Vị trại trưởng đang dẫn đường cũng không phải ngoại lệ. Nếu như không có cú điện thoại đó thì dù hắn có mang theo luật sư đến e rằng cũng chẳng được cho vào. Nghĩ vậy nên Thái Chi Nguyên cũng thấy vững tâm. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế được gắn cố định. Bốn bức tường xung quanh được ghép bằng những miếng hợp kim dày. Còn nền nhà thì vẫn có những giải vật liệu từ tính. Thái Chi Nguyên để cho cô gái bên cạnh mình ngồi trước, rồi mới vào vị trí, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của gã đó. Nghĩ lại công tác cảnh giới trên cả quãng đường vừa rồi, bản thân hắn cũng thấy sợ. Là thái tử gia của Thái gia, mặc dù cũng đã từng phải lăn lộn ở Hoàn Sơn Tứ Châu, phải trải qua lễ rửa tội bằng lửa và máu, nhưng ngồi trong cái nơi âm u mà mọi quyền tự do đều bị tước bỏ này, tâm trạng của hắn cũng cảm thấy có chút dị thường. Không phải chờ đợi quá lâu, tiếng kim loại va chạm, tiếng xích sắt kéo lê đã bắt đầu vang lên ngoài cửa. Hứa Nhạc với vô số thiết bị khống chế hành động quanh người, khó nhọc bước vào phòng. Nhìn thấy đôi nam nữ trong phòng, cả người hắn đột nhiên đờ ra. Lúc nãy nghe thấy quản ngục thông báo, hắn cứ nghĩ là người của Cục Điều tra Liên bang lại tiếp tục tiến hành thẩm vấn, hay là từ Tùng Tử đến để thông báo thêm điều gì. Ai ngờ, vị khách mà hắn được thông báo lại đúng là khách thực sự, hơn nữa còn là cái gã bạn thân mà lâu lắm hắn chưa gặp lại. Hứa Nhạc nhìn Thái Chi Nguyên, mỉm cười lắc lắc đầu rồi mới từ từ ngồi xuống. Trong suốt quá trình gặp mặt này lúc nào cũng thấy hắn cười, vẻ rạng rỡ lộ rõ trên mặt, lại thêm đôi mắt ti hí trời sinh nên khuôn mặt nhìn càng thêm ngốc nghếch. Thái Chi Nguyên bình thản nhìn nụ cười khờ khạo của Hứa Nhạc rồi quay sang viên trưởng trại nói, tướng quân, tôi có thể nói chuyện riêng với hắn được không? Điều này hình như không phù hợp với quy định. Quy định của Ngục Khuynh Thành hình như chẳng có điều khoản nào liên quan đến chuyện thăm nuôi. Vấn đề mấu chốt là viên trưởng trại biết Hứa Nhạc là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm nên chẳng yên tâm để vị thái tử gia cùng cô gái xinh đẹp yếu ớt kia lại với hắn. Nếu như xảy ra chuyện gì thì ông biết ăn nói sao với Thái gia, ăn nói sao với quân đội, với ngài tổng thống. Cho nên dù rất vui khi được thái tử gia gọi là tướng quân nhưng hắn vẫn do dự, không dám đồng ý ngay. Quan hệ của tôi với hắn vốn dĩ rất tốt, tôi nghĩ hắn có điên cũng không đến nỗi giết cả tôi đâu. Thái Chi Nguyên nhẹ nhàng nói. Viên trưởng trại suy nghĩ một hồi rồi mới nói, được, nhưng trại vẫn phải tiến hành công tác giám sát toàn bộ cuộc gặp gỡ này. Mong ngài hiểu cho. Cảm ơn. Thái Chi Nguyên mỉm cười, khẽ nghiêng mình thể hiện thành ý. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Cô gái xinh đẹp quyến rũ lần đầu tiên được đến một nơi như thế này nên có chút kiêng kỵ, căng thẳng. Cô sợ hãi nhìn người thanh niên đeo xích tay xích chân ngồi trước mặt, cứ cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ đã từng gặp ở đâu. Con người này hung ác và nguy hiểm đến cỡ nào mà lại bị liên bang nhốt ở nơi không ngày không đêm này. Còn vị thái tử gia đang ngồi bên cạnh cô tại sao nhất định phải đưa cô đến gặp hắn? Hai chàng trai trẻ trong phòng chẳng thèm quan tâm xem cô gái này đang nghĩ gì bởi vì còn đang bận nhìn nhau. Nụ cười của Hứa Nhạc càng lúc càng rộng, cuối cùng bật thành những tiếng ha ha đầy sảng khoái. Hắn vẫn lắc lắc đầu xem chừng phấn khởi lắm. Còn lớp sương mù trên gương mặt Thái Chi Nguyên thì lại ngày một dày. Hắn đột nhiên đập bàn giận dữ, nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt Hứa Nhạc nói, đừng có cười nữa. Hứa Nhạc nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, cố ghim tâm trạng trong lòng nhưng khóe miệng thì vẫn hơi nhếch lên. Nụ cười thì còn có thể giấu được chứ niềm vui thì khó che đậy lắm. Cười cười cười, cả đời này cậu chỉ biết híp mắt vào cười thôi à? Thái Chi Nguyên lạnh lùng nhìn vào đôi mắt ti hí của hắn, nói, cậu sắp chết rồi, còn cười được sao? Cậu thực sự sắp giống thằng ngốc rồi nên mới không biết sợ chết. Cậu có biết hậu quả của việc làm ấy không? Có biết trong liên bang có bao nhiêu người muốn cậu chết không? Thất đại gia tộc, chính phủ, nghị viện, những nhân vật đó đều là một lũ ngốc. Một lũ ngốc lúc nào cũng giả vờ cao quý nhưng lại trở thành con rối giết người trong tay Mạch Đức Lâm. Thái Chi Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Hứa Nhạc, nói,
chúng ta bị Mạch Đức Lâm làm cho quay cuồng rồi nên cậu mới dùng cái lý do đơn giản thẳng thắn ấy để đi giết hắn. Sự tồn tại của cậu là một cái tát vào những người như chúng tôi. Vì vậy họ mới sợ một người như cậu. Rốt cục là cậu đã nghĩ gì vậy? Một mình đơn thương độc mà tấn công vào S2. Cậu nghĩ cậu là ai? Là Lý Thất Phu. Càng nghĩ đến câu chuyện ly kỳ này, Thái Chí Nguyện càng thấy giận. Hắn đập bàn rầm rầm, lớn tiếng quát, trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Hay là hoa lê với tuyết của Đại học Lê Hoa đã bay hết vào đầu cậu rồi nên cậu chỉ biết có phong hoa tuyết nguyệt? Hứa Nhạc ngập ngừng định lên tiếng phản đối. Việc này thì liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt chứ? Không phải phong hoa tuyết nguyệt thì cũng là bạch ý tháng tuyết. Cậu nghĩ chỉ cần có một cây có kiếm là đã đủ sức bảo vệ hòa bình vũ trụ. Thái Chí Nguyện phẩy phẩy tay, xem ra vẫn còn giận dữ lắm. Trương Tiểu Manh vẫn chưa chết thì chuyện Mạch Đức Lâm có liên quan quái gì đến cậu chứ? Cô gái xinh đẹp bên cạnh kinh ngạc nhìn Thái Chí Nguyện. Cô mới gặp con người này có mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn giận dữ như vậy. Thật không hiểu nổi quan hệ thực sự của Thái Chí Nguyện và tên trọng phạm trước mặt là gì. Hôm nay tôi đến kỳ thực chỉ muốn hỏi cậu một điều. Cậu đi giết Mạch Đức Lâm có mấy phần là do tội lỗi của hắn? Hay là cậu muốn chứng minh điều gì với Trương Tiểu Manh? Cậu muốn chứng minh cậu còn bạo lực, còn cách mạng, còn quang minh hơn cả phiến quân à? Đừng nói cái gì là Mạch Đức Lâm giết người. Pháp luật liên bang vô dụng với hắn nên cậu muốn thay trời hành đạo. Hắn đáng chết vậy cậu thì sao? Cậu đã giết bao nhiêu người trong khu nhà quỹ cơ kim hội? Mấy tháng nay liên bang đã có bao nhiêu người thiệt mạng trong những cuộc bạo loạn? Thái Chí Nguyện tái mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, cái vũ trụ này không cần đến một anh hùng. Cậu cũng không cần phải biến mình thành một anh hùng cô độc. Cậu không phải anh hùng. Cậu thậm chí còn không là người tốt. Có lẽ cậu chỉ thích cái cảm giác giết người thôi. Thái Chí Nguyện giơ cao hai tay, cười mỉa mai. Cậu có biết những người theo dõi cuốn băng ở căn cứ huấn luyện gọi cậu là gì không? Kẻ giết người máu lạnh. Trương Tiểu Manh. Máu lạnh. Nụ cười trên khóe miệng Hứa Nhạc dần dần biến mất. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Thái Chí Nguyện. Sắp xếp lại một lần nữa những suy nghĩ trong đầu, xác nhận xem mình có cần bác sĩ tâm lý hay không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Hứa Nhạc bước vào căn phòng này, Thái Chí Nguyện vẫn chưa ngừng nói, chưa từng cho hắn cơ hội phản bác. Hắn cũng quyết định giữ im lặng bởi vì hắn hiểu cơn giận của Thái Chí Nguyện đến từ đâu. Đương nhiên hắn biết người bạn lâu ngày không gặp này và tận đây gặp hắn không đơn giản chỉ là để xả cơn giận. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mặc váy trắng bên cạnh, Hứa Nhạc đã ngầm cảm nhận được điều gì đó. Cô gái đó là Bạch Kỳ, cô gái có giá nhất tại hội sở của Lâm Hải Châu, người phụ nữ đầu tiên của Thái Chí Nguyện. Đây là một phần hồi ức không lâu nhưng dường như rất xa xôi của cả hai người. Thái Chí Nguyện đưa Bạch Kỳ đến đây là để nói với Hứa Nhạc. Hắn là một người rất hoài niệm. Im lặng một lúc lâu, Hứa Nhạc lại mỉm cười, nhìn Thái Chí Nguyện nói, mắng xong chưa? Tâm trạng có tốt hơn chút nào không? Thái Chí Nguyện nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, chán nản phẩy phẩy tay, đỡ nhiều rồi. Vậy thì tôi xin nói mấy câu. Hứa Nhạc vẫn mỉm cười, tôi là một cô nhi. Những tháng ngày thơ ấu của tôi có lẽ một người như cậu không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Vì vậy đừng chỉ nhìn thấy tôi hay cười. Khi tôi manh động thì sẽ trở thành một thiếu niên lưu manh đấy. Khi tôi giết người tôi có thể không chớp mắt. Mấy tháng bị giam trong tổ hồ ly chẳng có ai để nói chuyện. Thời gian tự lầm bầm với chính mình. Tôi mới nghĩ bản thân mình chưa bao giờ dám nhận mình là người tốt. Đúng, tôi bây giờ là tội phạm giết người. Trên thực tế, hồi 10 tuổi tôi cũng đã từng giết người rồi. Nhưng kẻ giết người cũng có chuẩn mực đạo đức của riêng mình, dù cái từ này nghe ra thì có vẻ hơi buồn cười. Hứa Nhạc nhìn Thái Chí Nguyện, nghiêm nghị nói. Nếu như không phải Thái Chí Nguyện đích thân đến gặp hắn thì có lẽ Hứa Nhạc cùng chẳng muốn nói chuyện với ai. Những việc hắn làm không cần phải giải thích. Nhưng hắn vẫn muốn người bạn mà hắn tin tưởng nhất hiểu. Chuyện giết chết Mạch Đức Lâm không có liên quan gì đến Trương Tiểu Manh hay đám trẻ con vô tội ấy. Tôi chỉ là đang làm những gì phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của mình mà thôi. Hứa Nhạc nói một cách rãi nghiêm túc, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện mình đang hít thở cùng một bầu không khí với Mạch Đức Lâm thì bụng dạ tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi muốn thỏa mãn tiêu chuẩn của mình. Tôi muốn mình thoải mái hơn. Thái Chí Nguyện nãy giờ vẫn cúi đầu. Im lặng lắng nghe cuối cùng cũng phải bật cười, nói, cậu thoải mái rồi nhưng những người khác thì sao?
Hứa Nhạc đang chuẩn bị cười nói mấy câu gì đó thì Thái Trì Nguyên đã ra hiệu cho Bạch Kỳ ra khỏi phòng. Hắn ngẩn ra, nháy nháy đôi lông mày thẳng như phi đao, hiếu kỳ hỏi, cô gái này, cậu nuôi cô ta suốt từ hôm đó đến giờ sao? Quả không hổ danh là thái tử gia của Thái gia. Nếu như ai cũng có cuộc sống về đêm như cậu thì không biết liên bang sẽ loạn đến mức nào, cung cầu mất cân bằng quá nghiêm trọng. Đây chẳng phải là chuyện gì buồn cười, nên đương nhiên Thái Trì Nguyên không cười. Hứa Nhạc nói câu này vì hắn nhìn thấy sắc mặt Thái Trì Nguyên hơi sầm lại. Hắn biết Thái Trì Nguyên sắp sửa bàn vào vấn đề chính nên mới muốn làm cho không khí thoải mái hơn. Thái Trì Nguyên bước đến bên hắn, hạ giọng nói mấy câu gì đó. Và sắc mặt của Hứa Nhạc cũng nhanh chóng thay đổi. Từ sau khi bị bắt, chắc cậu cũng phải chịu không ít khổ sở. Cố gắng chăm sóc mình đi. Đừng cố tình cởi áo để khoe vết thương nữa. Thái Trì Nguyên ấn nhẹ lên vai hắn. Cảm nhận rõ từng mẩu xương đang nhỏ lên, trong lòng không khói xót xa. Hứa Nhạc chẳng nghe thấy gì vì hắn vẫn còn chìm trong cảm giác kinh ngạc. Bây giờ từ Thái Trì Nguyên hắn mới biết được toàn bộ sự thật của vấn đề. Nghị viên Mạch Đức Lâm là người của đế quốc, là gián điệp của đế quốc. Câu chuyện này thực sự là quá hoang đường. Tôi đi đây, cậu cứ yên tâm. Thái Trì Nguyên nói xong câu này rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hứa Nhạc khó khăn đứng dậy. Gật gật đầu, họ không cần dùng quá nhiều lời nói vẫn có thể hiểu hết được ý của nhau. Nhìn cánh cửa hợp kim từ từ đóng lại, khóe miệng Hứa Nhạc khẽ nhếch lên một tia cười nhàn nhạt. Sống cả đời này, có được một người bạn thực sự như thế là hạnh phúc lắm rồi. Ngay sau đó, nụ cười đó nhanh chóng bùng nổ với một chút kỳ lạ, một chút hoang đường. Tiếng cười rội vào những bức tường hợp kim, vang vọng mãi không thôi. Mạch Đức Lâm là gián điệp của đế quốc. Nghe được thông tin này nhưng Hứa Nhạc chẳng hề có cái cảm giác tự hào vì đã cứu được cả liên bang, càng không nghĩ mình là anh hùng bởi vì tư duy logic của hắn chẳng muốn đụng chạm đến những thứ này. Hắn chỉ nghĩ được duy nhất một điều là giết là đúng. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.